Cố Gia Huy nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp ném roi vào tay Khương Tuấn. Nếu ông chủ Vương đã biết điều rồi thì cậu hãy chiêu đãi ông ấy thật tốt đi. Khương Tuấn, chắc cậu chưa từng chơi trò này đúng không? Cử chơi từ từ, chơi chán thì thôi. Tôi đã đồng ý đưa tiền, vì sao? Vì sao còn muốn đánh tôi nữa? Ông đây vui. Cố Gia Huy bỏ lại ba chữ này, sau đó xoay người rời khỏi. Ông chủ Vương đến cùng vẫn không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Ngoài cửa, Cố Yên thấy Cố Gia Huy ra, nhanh chóng đỡ Hứa Minh Tâm đang mơ màng đi tới, anh ba. Cô ấy lắp bắp, ánh mắt Cố Gia Huy cử như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Cô không dám ngẩng đầu, da đầu tê dần, bàn tay to của Cố Gia Huy vươn ra, kéo cô gái nhỏ vào lòng. Anh gọi người đưa em về nhà. Không cần đâu anh, em uống ít, em tự lái xe về cũng được. Vậy, giao Minh Tâm cho anh chăm sóc nhé. Cố Yên chỉ ước mình có thể sớm chuồn khỏi, vội vàng rời đi. Hứa Minh Tâm vẫn chưa mất hết lý trí, cô biết mình uống rượu, Cố Gia Huy nhất định sẽ đánh gây chân cô. Ây, cậu nói muốn chăm sóc tôi, sao lại nuốt lời như thế? Cậu nói điêu quá. Chăm sóc em. Cố Gia Huy lạnh lùng nói, bàn tay to nắm lấy cổ áo cô, xách như xách mèo con, Hứa Minh Tâm cúi đầu, không dám nhúc nhích. Cố Gia Huy trực tiếp xách người lên xe, không nói một lời, quay về biệt thự, về đến phòng ngủ, Cố Gia Huy mới thốt ra ba chữ. Hứa Minh Tâm. Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, Hứa Minh Tâm đã, phích, một tiếng quỳ xuống. Mông nhỏ đặt trên gót chân, hai tay túm chặt tai, đáng thương nói, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Cố Gia Huy nhìn cô lắc lư, không biết nên tức hay nên cười, hai má cô đỏ bừng như trái anh đào chín chờ người đến hái. Đôi mắt vì uống rượu mà mơ màng trong sáng, như hổ phách ngập nước. Hứa Minh Tâm nấc lên toàn hơi rượu, rụt rụt đấu. Sai ở đâu? Hứa Minh Tâm thầm kêu khổ trong lòng, những lời này cô đã nghe trên TV vô số lần. Lần nào cũng là nữ chính chất vấn nam chính, nhưng đến lượt cô thì đổi thành Cố Gia Huy lạnh lùng hỏi cô sai ở đâu. Không nên uống rượu. Còn gì nữa? Còn nữa ư? Cô làm sai ở đâu? Chẳng lẽ là sai ở chỗ ông chủ xấu xí quái gì kia? Nhưng cô muốn kiếm thêm thu nhập mà, có sai đâu. Hơn nữa ông chú kia hào phóng quá, tiền của ông ấy thật dễ kiếm, Hứa Minh Tâm vắt óc lên nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng cô nhìn Cố Gia Huy bằng về mặt vô tội đáng thương. Cố Gia Huy sắp bị cô chọc cho tức chết, cô có biết vừa nãy bản thân mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào không vậy? Nếu anh đến muộn một chút thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nhóc này đúng là không thôi khiến người ta lo lắng. Anh đỡ cô dậy, đưa cô toi phòng vệ sinh, xả nước cho cô tắm. Hứa Minh Tâm, em đúng là chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Anh phải bảo vệ em cẩn thận, nếu em bị kẻ xấu bắt cóc, anh sẽ rất đau lòng. Nhiều lúc anh rất muốn ăn sạch em, khiến cả đời này em đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Ngoan ngoãn tắm rửa, không được lộn xộn, không anh sẽ đánh em. Hứa Minh Tâm rất ngoan. Như một món đồ sử. Tráng men, răm rắp nghe lời Cố Gia Huy. Anh cảm giác mình như kẻ buôn ma túy, cẩn thận che chở cô nhóc này lớn lên, nơm nớp lo sợ bị người ta bê mất cả chậu. Tâm rửa xong, Cố Gia Huy bể cô lên giường. Anh vốn định rời khỏi đi tắm một lúc, không ngờ cô nhóc lại tủm lấy tay anh. Hơn nữa sức lực rất lớn, anh không kịp đề phòng liền ngã ra đằng sau, nếu không phải anh kịp thời phản ứng, chỉ sợ cơ thể sẽ đè lên người cô. Anh còn chưa kịp hỏi han, đôi tay của Hứa Minh Tâm như ngó sen trắng nõn vòng qua cổ anh, đôi môi căng mọng dán tới. Vừa mềm mại lại mang hương vị luyến lưu. Mỹ vị phía trước, hà cờ phải từ chối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh muốt tách ra, anh đã cảm nhận được dục vọng bồng bột trong cơ thể. Nhưng, Hứa Minh Tâm càng bám chặt hơn, y hệt con bạch tuộc. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mặc dù cách lớp quần áo, vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm của đối phương. Anh hơi nhíu mày, Hứa Minh Tâm, có chút lạ thường. Cô buông lòng cánh môi, nhẹ nhàng thủ thì bên tai anh, thật ra. Bây giờ anh ăn em luôn cũng không vấn đề gì đâu. Dựa vào lời ra, nếu là lúc tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không dám nói ra câu này. Nhưng hiện tại, cô muốn nói với Cố Gia Huy rằng anh không can nhan nai nữa, cô cam tâm tình nguyện. Qua năm dương lịch này, cô đã 19 tuổi, cô có khả năng chịu trách nhiệm với cơ thể mình. Cũng có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Dù cho tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì,
Cô vẫn tin bản thân mình sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay, xin anh, hãy hưởng thụ em đi. Hứa Minh Tâm nhỏ giọng khẽ nói, hơi thở ẩm ướt âm nóng thổi qua tai Cố Gia Huy, khiến cơ thể cao lớn của anh run mạnh. Cô, lại dám nói ra lời này. Anh nhíu chặt mày, cố nén dục vọng, giọng nói khàn khàn có chút đáng sợ. Em uống nhiều rồi. Anh đẩy mạnh cô ra, quay người đi vào phòng vệ sinh. Lại không ngờ Hứa Minh Tâm đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau. Đúng là em đã uống rượu, nhưng em hiểu rõ mình đang làm gì. Em cam tâm tình nguyện, chỉ sợ anh ghét bỏ em thôi. Cố Gia Huy nghe vậy liền xoay người, đối diện với ánh mắt mềm mại của cô. Bàn tay to dịu dàng vén tóc mái trên trán cô. Anh biết em cam tâm tình nguyện, nhưng với anh mà nói, em thật sự còn quá nhỏ. Nếu so với hoa tươi nở rộ ngày xuân thì em mới chỉ là nụ hoa. Em cảm thấy nụ hoa đẹp hay hoa tươi no rộ đẹp hơn? Tất nhiên, là hoa tươi rồi. Đúng vậy, là hoa tươi. Cho nên anh muốn chờ đến thời điểm em thật sự bung nở thành đóa hoa tươi rực rỡ, mới hưởng thụ sự xinh đẹp của em. Em không cần lo việc anh sẽ ghét bỏ em, đối với anh, em là một vật báu hấp dẫn chết người. Anh không đủ kiên nhẫn chơi trốn tìm với một cô bé 18 tuổi, nói một đăng nghĩ một nẻo. Vì vậy nếu anh ghét bỏ em thì sẽ không muốn cưới em. Thật ra ngày ngày anh đều nhẫn nhịn rất vất vả, anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Nhưng anh muốn chờ đến lúc em trưởng thành lý trí hơn, khi đó muốn em vẫn kịp. Bây giờ muốn em có thể coi như sự hoang đường năm 18 tuổi, nhưng chờ em 20 tuổi, như vậy sẽ là lễ trưởng thành chính thức. Hy vọng vào năm 30 tuổi anh có thể nắm tay vợ yêu bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Khoảnh khắc em trở thành người vợ hợp pháp của anh nhất định sẽ hái đóa hoa tươi này. Nhưng, còn tận một năm rưỡi nữa, chờ vậy lâu quá. Đã chịu đựng 28 năm, thêm 2 năm đã là gì? Hiện tại cái gì em cũng không hiểu, dù anh có muốn em cũng chẳng phải trải nghiệm tốt gì. Anh đang đợi em lớn lên, biết không? Câu nói cuối cùng như một lời tuyên thệ khắc sâu trong lòng. Anh ấy nói, anh đang đợi em lớn lên. Chờ em từ năm 18, chờ đến khi 20 tuổi. Chờ anh từ 28, chờ đến 30 tuổi. 10 năm tròn, em đã trưởng thành, anh cũng có thể cưới em. Hứa Minh Tâm gật mạnh đầu, Cố Gia Huy, nếu anh coi trọng em như vậy, em cũng sẽ tuyệt đối không phụ lòng anh. Em sẽ nỗ lực trở thành bông hoa nở rộ đẹp đẽ nhất, sau đó cắm vào bãi phân châu là anh. Cố Gia Huy nghe nửa đầu còn cảm thấy rất gì đó, nhưng nghe sang đoạn sau thì không khỏi nhíu mày. Anh mà giống bãi phân châu á? Em không thể tìm ra từ nào khác để hình dung. Lá xanh. Từ ngữ của em có hạn, thôi mau đi ngủ đi. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn gật đầu, ôm anh chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Cố Gia Huy nói với cô rằng chương trình học 2 hôm nay tạm dừng, tối sẽ xuất phát đến Phú Quốc. Không cần học bù lại còn có thể ra ngoài chơi, à. Quả thực ven cả đôi đường. Cố Gia Huy muốn tới khai phá làng du lịch chỗ đó, nghĩ đến chuyển công tác lần trước mình ném cô một mình ở đây, gây ra một đống rắc rối. Lần này anh phải dẫn cô theo. Hứa Minh Tâm cũng tính toán xong xuôi, trước kia không có cơ hội đến Phú Quốc điều tra tung tích mẹ ruột Minh, lần này vừa lúc tiện đường đến xem sao. Cố Gia Huy để cô ở nhà thu xếp hành lý, còn anh đến tập đoàn làm chút chuyện. Cố Yên vốn định tại xin lỗi, nhưng lại nhìn thấy bản kế hoạch trên bàn. Anh muốn đến Phú Quốc công tác sao? Ừ, bên đó có một làng du lịch trên bán đảo. Mấy ngày nay thời tiết tốt, ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng không tệ. Chắc chắn trên bán đảo sẽ rất náo nhiệt, dẫn cô ấy ra ngoài giải sầu. Mấy ngày này ở nhà sắp buồn muốn chết rồi. Cố Gia Huy bình thản nói. Mùa đông ở Đà Nẵng tuy vừa ướt vừa lạnh, nhưng khí thời tiết tốt thì nhiệt độ vẫn khá ẩm. Phú Quốc nằm giáp biển, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, sóng lon đánh vào bờ biển cuốn theo cát, dần dẫn tụ lại thành một bán đảo. Phong cảnh trên đảo tươi đẹp, thường xuyên có người đến tham quan du lịch. Không ngờ anh ba đã nhắm được dự án hợp tác này, nếu đầu tư vào làng du lịch ở đó chắc chắn sẽ kiếm lợi không nhỏ. Cô hơi đào mắt, trong lòng có ý tưởng, nói, anh dẫn cả em và Lệ Nghiêm đi cùng với, em sắp đính hôn với anh ấy rồi. Chúng em ở bên nhau nhiều năm nhưng không ra ngoài chơi mấy, lần này có thể đi giải sáu cùng các anh không? Cũng được, em có thể gọi cả Lệ Nghiêm đi cùng. Anh gọi anh ấy đi, em hơi ngại, anh nhất định phải nói với anh ấy rằng đây là chuyến du lịch của hai cặp đôi, đừng dẫn theo người khác.
Cố Gia Huy nghe vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô đấy khó hiểu. Lời này của em ấy có ẩn ý. Em đang ám chỉ em gái Lệ Nghiêm. Cô ta có bệnh về tâm lý, không thích em và Lệ Nghiêm ở bên nhau. Em không muốn Lệ Nghiêm dẫn theo cô ta, bên anh vừa lúc cần phòng tài vụ tới nơi khác kiểm toán, trước 10 giờ Bạch Thư Hân sẽ rời khỏi Đà Nẵng. Chiều nay anh sẽ thông báo cho Lệ Nghiêm, điều gì có thể làm anh đều sẽ làm cho em, còn việc Lệ Nghiêm có đồng ý hay không thì anh không dám đảm bảo. Cố Yên nghe được lời này lập tức cảm động suýt rơi nước mắt. Anh trai cô sắp xếp mọi chuyện luôn nhanh gọn rõ ràng, sắm rền gió cuốn, nếu Bạch Thư Hân bị anh điều đi rồi thì chiều em sẽ nói cho Lệ Nghiêm. Ừ, vậy chờ tin em. Cố Yên mỉm cười rời đi, thời điểm ra đến cửa, Cố Gia Huy chợt gọi cô lại. Ở bên Lệ Nghiêm em thật sự vui vẻ sao? Cố Yên nghe thấy câu này, cơ thể run bắn lên. Cô nắm chốt cửa, dần dần siết lại, xương cốt đều nhói đau. Hôm qua em khóc rất đau lòng, là vì Lệ Nghiêm đúng không? Anh sẽ không hỏi thăm chuyện riêng của em và cậu ta, anh tôn trọng riêng tư của em, cậu ta là anh em của anh, còn em là em gái của anh, cả hai người đều rất quan trọng với anh, nhưng dù sao cậu ta cũng là đàn ông, còn em là một cô gái, nam nữ bên nhau, nữ giới luôn chịu thiệt hơn. Anh và anh hai đều yêu thương em, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng em chính là em gái duy nhất của hai anh. Em có thể coi như anh là kẻ cuống em gái, nhưng anh không khoa trương như Lệ Nghiêm. Con gái trưởng thành rồi sẽ có bí mật nhỏ của riêng mình. Anh có thể cho em đủ không gian, nhưng anh ba không thể nhìn em chịu tủi thân, em và Minh Tâm, và cả Thanh Vân, chính là những người con gái quan trọng nhất cuộc đời này của anh. Cố Yên nghe những lời này, vành mắt nóng lên, nước mắt tí tách rơi xuống. Cô không dám quay lưng lại, sợ sẽ không nhịn được mà nói cho Cố Gia Huy nghe chuyện ngày hôm qua. Cô chỉ có thể nuốt hết tủi thân của mình vào trong bụng. Anh, cảm ơn anh, đời trước em chắc chắn phải tích nhiều phúc đức lắm nên đời này mới có được các anh trai luôn đối tốt với em như vậy. Em không tủi thân gì đâu, nếu có em nhất định sẽ nói với anh, em và Lệ Nghiêm. Dù vui vẻ hay đau lòng, em đều sẽ lựa chọn người này. Em đã quen theo bước chân anh ấy, nhìn bóng dáng anh ấy. Em biết tình yêu của mình rất hèn mọn, một người phụ nữ mặt dày đi theo sau lưng một người đàn ông, dễ khiến người ta chế cười. Nhưng em không để bụng. Anh, em thật lòng yêu anh ấy, em tin anh ấy cũng sẽ đối xử tốt với em. Cố gắng sức nhìn xuống run rẩy thút thít, giả vờ bình tĩnh nói. Cố Gia Huy thông minh như vậy, sao có thể không nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cô. Anh hận mình không thể đứng dậy đi tới trước mặt cô, giúp cô lau nước mắt. Nhưng anh lại nhịn xuống. Cố Yên tuy là một cô gái, nhưng có đôi khi con bé còn kiên cường cô chấp hơn cả đàn ông. Anh siết chặt bút mày. Giọng nói hơi khàn khàn, vậy thì tốt rồi, mặc kệ em có đi bao xa, đừng quên anh ba nơi đây vẫn mãi mãi là chỗ dựa của em. Anh, nếu có một ngày Lễ Nghiêm làm ra chuyện rất có lỗi với em, mong rằng anh đừng vì em mà làm rạn nứt tình cảm anh em. Xin anh hãy tin tưởng em gái anh, em có khả năng xử lý tốt mọi chuyện, được không anh? Cố Gia Huy nghe vậy, rơi vào yên lặng thật lâu. Cố Yên nói lời này không phải giả thiết, mà tựa hồ đã dự đoán trước được tương lai. Anh không biết mình có nên đồng ý hay không. Một lúc lâu sau, anh nặng nề lên tiếng. Được. Cảm ơn anh ba. Cố Yên nhẹ thở ra một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Cố Gia Huy nhìn cánh cửa đã đóng lại, khẽ thở dài trong lòng. Em gái ngốc, anh tin em có thể xử lý tốt, nhưng anh không tin mình có thể nhẫn nhịn được. 4 giờ chiều, Cố Yên nhắn tin tới, hai người muốn đồng hành cùng họ. Cố Gia Huy sắp xếp máy bay tư nhân. Hứa Minh Tâm nghe tin này thì thất vọng một lúc lâu. Cố Gia Huy mãi mới ép được Hứa Minh Tâm chịu nói ra tình hình thực tế. Trên máy bay, có cơm mà, lần trước em ăn, cảm thấy hương vị không tệ lắm. Em còn tưởng lần này có thể ăn tiếp nên buổi tối không ăn cơm. Cố Gia Huy nghe vậy, đấu chảy ra hai vạch đen, cô thể mà vẫn nhớ mãi không quên cơm trên máy bay. Cố Gia Huy đen mặt, đành đặt 4 vé máy bay khoang hạng nhất. Hứa Minh Tâm sướng rơn. Lập tức kéo hành lý lên xe. 4 người hội hợp ở sân bay, nửa tiếng sau tới sân bay Phú Quốc. Mọi người ở khách sạn cả đêm, ngày hôm sau mới khởi hành đến bán đảo trên biển. Nhiệt độ không khí ở Phú Quốc rõ ràng ấm áp hơn Đà Nẵng nhiều, đặc biệt là bán đảo được nước biển bao quanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm nhỏ, càng có vẻ ấm áp hơn nhiều. Nơi này cứ như đang đầu thu, rất nhiều người chỉ mặc một cái áo khoác mỏng,
thâm chỉ có người còn tắm nắng trên bờ cát. Hứa Minh Tâm lần đầu nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy, vui vẻ khôn xiết, kéo có yên chạy khắp nơi trên bờ cát. Cố Gia Huy vẫn còn nỗi sợ với biển, chưa quen việc tiếp xúc gần với biển, chỉ ngồi xuống bờ cát. Uống hai ly nhé. Gần đây tôi mà uống rượu là dễ làm hỏng việc, uống ít thôi. Lệ Nghiêm hơi bất đắc dĩ nói. Lệ Nghiêm, cậu thật sự muốn cưới em gái tôi đúng không? Đứa em gái này tôi không được chứng kiến quá trình nó trưởng thành, con nhà người ta đều có anh trai chị gái che chở, con bé thì không có. Con bé không so được với Bạch Thư Hân, em gái cậu là đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ đã được cậu bảo vệ, còn em gái của tôi chính là đóa hoa hồng ngược gió nở rộ. Cậu có thể bảo vệ em gái cậu, tôi không nửa lời phàn nàn. Nhưng cậu không thể làm tổn thương Yên, con bé đối với tôi không khác nào đầu quả tim lòng bàn tay, con bé cũng có anh trai. Lệ Nghiêm, hôm nay chúng ta không nói chuyện với nhau như hai người anh em. Mà với tư cách là anh trai Cố Yên, sắp tới tôi phải chứng kiến con bé gả cho người ta, người kia mặc dù là anh em của tôi vẫn không thể ngăn bản thân phải dặn dò kỹ lưỡng. Lệ Nghiêm, đối xử thật tốt với Yên, được chứ? Ngụm rượu nghẹn trong cổ họng Lệ Nghiêm, mãi không nuốt xuống nổi. Cố Gia Huy chưa bao giờ nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu như vậy. Anh là một người kiêu ngạo, không hề ăn nói khép nép. Nhưng lúc này đây, anh lại cẩn thận trân trọng, mong anh ta chăm sóc tốt Yên. Điều này khiến anh ta hơi động lòng. Tôi sẽ đối xử tốt với Yên, có câu này của cậu tôi yên tâm rồi. Cố Gia Huy nâng chén, hai ly thủy tinh chạm nhau, phát ra tiếng động thanh thúy. Cố Gia Huy một hơi uống cạn, cảm thấy rượu có chút đắng. Đúng lúc này, đột nhiên rất nhiều người vây quanh bãi biển, dường như trên biển xảy ra chuyện gì đó. Cố Gia Huy hơi híp mắt, nhìn qua bờ cát, không thấy Hứa Minh Tâm và Cố Yên, vội đi nhanh tới. Cách bờ biển 20 km có một rừng san hô ngầm, khi thủy triều hạ xuống, rừng san hô ngầm sẽ lộ ra, như một cảnh quan kỳ diệu trên mặt biển. Nhưng không ngờ trên biển đột nhiên nổi gió to, thủy triều tới. Nghe nói con thuyền vừa tới rừng san hô gặp nạn, theo dõi trên biển phát hiện ra. Có người báo cảnh sát, đội cứu hộ đã chuẩn bị xuất phát. Nghe nói có 3 người gặp nạn, 2 cô gái nhỏ và 1 ngư dân địa phương. 2 cô gái nhỏ kia là người bên ngoài, đều không phải người địa phương, nói là lần đầu tiên tới đây nên muốn đi xem rừng san hô thần kỳ này. Cố Gia Huy nghe thấy tin tức này, trái tim nảy mạnh. 2 cô gái nhỏ là Hứa Minh Tâm và Yên. Cố Gia Huy không nói hai lời, trực tiếp tìm một chiếc cano, muốn theo đội cứu hộ xuống biển. Để tôi đi thôi, tôi biết bơi. Hơn nữa cậu còn sợ nước, lỡ xảy ra chuyện, cậu không được. Tôi có thể, tất cả những chuyện liên quan tới bọn họ, tôi đều có thể làm được. Cố Gia Huy nghiến răng nói, lần trước không phải khắc phục được hay sao? Lần này chắc chắn cũng có thể. Anh đẩy cano xuống biển, nước biển không qua đến đầu gối. Cẳng chân anh thế mà hơi cứng đờ. Anh hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy lên cano. Lệ Nghiêm cũng nhanh chóng đuổi kịp. Đội cứu hộ thấy bọn họ theo đuôi đằng sau, nói, hai anh đừng đi nữa, nguy hiểm lắm. Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp đỡ. Lệ Nghiêm vừa nói xong câu này, đội cứu hộ không nói thêm gì, chỉ nhắc bọn họ nhất định phải theo sau. Lúc này đột nhiên một trận gió to nổi lên, con thuyền dễ bị chệch hướng. Hơn nữa còn xuất hiện sương mù, khiến người ta không nhìn rõ đường. Bọn họ dần dần tới gần rừng san hô, lòng Cố Gia Huy đã nóng như lửa đốt. Yên biết bơi, nhưng Hứa Minh Tâm lại là một con vịt cạn. Cũng không biết cô có mang theo phao cứu sinh không nữa. Lẽ ra anh nên dặn dò cô, đi chơi ven biển nhất định phải mang theo phao bơi. Đều do lỗi của anh. Trái tim Cố Gia Huy lơ lửng trên cổ họng, sợ các cô gặp chuyện. Lệ Nghiêm cũng lo muốn chết, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Cố Yên sẽ rời xa anh ta. Anh ta đã quen với sự tồn tại của Cố Yên, cùng cô tham gia những cuộc phẫu thuật. Chỉ cần anh ta vươn tay ra bên cạnh, không cần phải nói, Cố Yên cũng biết anh ta muốn cai kéo hay là nhíp. Cô là cấp dưới của anh ta, chức vị thấp hơn anh ta mấy bậc, nhưng anh ta biết cô chính là cộng sự phù hợp với mình nhất. Thật ra anh ta đã sớm hiểu rõ tấm lòng Cố Yên dành cho mình. Có điều anh ta chỉ một lòng muốn cứu sống mạng người, thêm cả bệnh tâm lý của Bạch Thư Hân ảnh hưởng, khiến anh ta vẫn luôn hơi bài xích băn khoăn với chuyện tình cảm của mình. Anh ta giả bộ không biết mà Cố Yên vẫn luôn cho anh ta không gian thoải mái, không hề ép buộc. Anh ta rất thích ở cạnh cô,
cảm giác rất thoải mái. Anh ta biết, bất kể mình có đi bao xa, thời điểm ngoảnh đầu nhìn lại, nhất định sẽ vẫn thấy được một cô gái luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ mỉm cười, yên lặng chờ đợi mình. Anh ta chứng kiến cô từ cô gái nhỏ 20 tuổi trở thành cô gái 26 tuổi, anh ta mắc nợ cô rất nhiều. Từng khoảnh khắc từ khi quen biết cô Yên đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta, đã khắc sâu như vậy, không hề hoành tráng, nhưng lại đậm sâu, khắc ghi tận đáy lòng, sớm đã không thể buông bỏ. Trước kia anh ta không hiểu thế nào là yêu, giờ phút này. Hình như đột nhiên đã hiểu, cô Yên chính là người con gái anh ta muốn cưới. Cũng là mối duyên giờ đây anh ta không thể dứt bỏ. Anh ta không thể để cô gặp chuyện, anh ta có thể chữa trị cho bất cứ ai, lại không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta vẫn luôn cho rằng mình vụng về trong tình cảm, còn cần một thời gian dài để tìm hiểu xem yêu là gì. Nhưng giờ phút này anh ta mới hiểu được, anh ta sớm đã hiểu rõ, chỉ là vờ như không hiểu. Trái tim hai người đàn ông như bị bóp chặt đến khó thở. Cuối cùng đội cứu hộ cũng chạy tới rừng san hô. Bởi vì thủy triều dâng nên hơn nửa rừng san hô đã bị bao phủ. Bọn họ thấy trên mặt biển có một người mặc áo cứu sinh. Bọn họ vội vàng vất người lên, là ngư dân kia. Đội cứu hộ nhanh chóng vất người, xem xét rồi hỏi, sao lại chỉ có mình ông? Hai cô gái nhỏ kia đâu? Trên biển gió to quá, thổi chúng tôi vào sâu trong rừng san hô. Đáy thuyền va phải đá ngầm khiến chúng tôi ngã xuống biển. Tôi và hai cô gái kia bị tách ra, giờ thủy triều lên, rừng san hô biến thành đá ngầm, tôi cũng không biết hai cô gái ấy ở đâu. Các cô ấy chừng bao nhiêu tuổi? Một người 20 mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, còn một người. Tôi không nhớ được. Áo sơ mi trắng, quần jean. Đây là Hứa Minh Tâm. Trái tim Cố Gia Huy run bắn lên. Có thể đi vào không? Đội cứu hộ còn chưa nói gì, ngư dân đã xua xua tay, không thể đi vào, thời điểm thủy triều lên, nơi này sẽ thành vùng đất chết. Không ai có thể sống sót được. Đúng vậy, thời điểm thủy triều lên, chúng tôi không thể tiến vào rừng đá ngầm, nếu không chẳng những không tìm được người, chúng tôi còn bị nguy hiểm. Chúng tôi chỉ có thể cho người lặn xuống biển xem có thể tìm được hay không. Nhưng người của chúng tôi chỉ tìm được trong phạm vi 7 km. Một khi trời mưa, chúng tôi nhất định phải lùi lại, nếu không sương mù bốc lên, nhóm chúng tôi sẽ bị nhốt ở nơi này. Tôi cũng xuống nước, Cố Gia Huy nghiến răng nói. Mặt biển rộng lớn mênh mang lại ẩn dấu cuồn cuộn mãnh liệt. Anh không biết mình có thể chịu đựng được hay không, nhưng anh biết mình phải tự mình vào sâu trong chỗ đá ngầm, tận mắt nhìn xem. Nếu không, không cách nào yên tâm. Tôi đi cùng anh, chúng ta cùng nhau đi. Hai người không quen thuộc địa hình nơi này, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ, ai có thể chịu trách nhiệm nổi. Tôi tự chịu trách nhiệm, Cố Gia Huy đeo bình dưỡng khí lên, không chút do dự lao xuống biển. Cố Gia Huy vừa xuống biển lập tức cảm nhận được cơ thể mình cứng đờ, run rẩy từng đợt. Anh nhất định sẽ khắc phục được, anh cố nhịn xuống sự khó chịu, nỗ lực bơi về phía trước. Có lẽ là do ý nghĩ muốn cứu các cô quá lớn mạnh, Cố Gia Huy vẫn luôn mạnh mẽ vực dậy thần kinh sắp tan vỡ, đủ để anh bơi lội trong biển. Có điều, khiến người ta thất vọng chính là trong phạm vi 7 km không hề có gì hết. Dưới nước chỉ có đá ngầm đen như mực. Không thể vào sâu hơn, chỉ có thể là lại. Tôi muốn thử một lần nữa, trong phạm vi 10 km. Tôi đi cùng anh. Ngay khi hai người muốn lặn xuống đáy biển lần nữa, bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Ê hai tên ngốc kia, bọn em ở đây nè, các anh đi đâu thế? Giọng Cố Yên. Trái tim Lệ Nghiêm run lên, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau có một chiếc cano đang tới gần. Hứa Minh Tâm không ngừng múa may đôi tay, chú ba Cố, anh thấy em không? Hai người họ vội vàng bò lên trên cano, lái ra sau. Còn đội cứu hộ thì đành từ bỏ. Sương mù trên biển đã nổi lên. Cố Gia Huy nhảy lên cano của Hứa Minh Tâm, một tay ôm chặt cô vào lòng, dùng sức siết mạnh đến nỗi cô không thở nổi. Cố Gia Huy, em sắp bị anh siết chết rồi. Cô ho khan nói. Cố Gia Huy không nói một lời. Tình trạng đã rất nghiêm trọng, thế mà đột nhiên đổ về phía cô. Hứa Minh Tâm bị đè trên cano, khiếp sợ nhìn Cố Gia Huy đã hôn mê, trong lòng vô cùng nôn nóng.
Cố Gia Huy, chú ba Cố, anh bị sao vậy? Anh đừng làm em sợ chứ. Cố Yên rất bình tĩnh, vội chạy tới kiểm tra. Cố Gia Huy ngâm mình trong nước lâu như vậy, hơn nữa còn có phản ứng tâm lý, cơ thể đã chịu đựng tới cực hạn. Hứa Minh Tâm xuất hiện, sợi dây căng chặt trong đầu anh cuối cùng cũng đứt ra. Vì vậy không thể chịu đựng nổi nữa. Không sao, hôn mê mà thôi, mau lên bờ đi. Hứa Minh Tâm nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi lên bờ, Hứa Minh Tâm vội vàng gọi ngư dân phụ tới đỡ Cố Gia Huy tới một cửa hàng lân cận. Cố Yên đang chuẩn bị đuổi theo, không ngờ tay lại bị Lệ Nghiêm đằng sau kéo lại. Cô không kịp đề phòng, đột nhiên bị kéo về, đâm sầm vào lồng ngực Lệ Nghiêm. Toàn thân Lệ Nghiêm ướt đẫm, gió lạnh thổi tới khiến cơ thể lạnh như băng. Anh không sao chứ, anh mau về khách sạn thay quần áo ướt trên người ra đi. Em đi thăm anh ba xong sẽ qua chỗ anh. Cố Gia Huy chỉ bị kiệt sức mà lâm vào hôn mê mà thôi. Cùng lắm là ốm sốt một trận, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Em biết, nhưng em vẫn không yên lòng, em. Cố Yên còn chưa nói xong đã bị Lệ Nghiêm ôm chặt vào lòng. Bàn tay to xuyên qua mái tóc đen của cô, một tay khác kéo eo thon của cô lại. Anh đột nhiên thân thiết khiến cơ thể Cố Yên cứng đờ, trái tim khẽ run lên. Anh đang. Xin lỗi, làm bẩn quần áo em rồi. Cố Yên nghe vậy hơi bất đắc dĩ, hiện tại là thời điểm quan tâm đến quần áo sao? Anh, không sao chứ, sao đột nhiên anh lại? Anh cho rằng người gặp nạn ở rừng san hô là em. Lệ Nghiêm thốt ra một câu thật dài, nghĩ đến sự lo lắng thấp thỏm vừa nãy của mình, quả thực còn đáng sợ hơn cả việc tiến hành một cuộc phẫu thuật ghép tim. Suốt cả hành trình trái tim căng chặt, áp lực khiến anh suýt không thở nổi. Anh thân là một bác sĩ, vốn nên xem nhẹ chuyện sống chết. Nhưng khi tưởng tượng ra người gặp nạn chính là Cố Yên có khả năng sẽ chết, trái tim của anh giống như bị một bàn tay to bóp chặt, khiến anh không thể nào thở nổi. Anh lang thang trong biển, không có mục tiêu tìm kiếm, lòng nóng như lửa đốt, sợ mình chậm trễ một giây thôi cô sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Cố Yên, có thể anh chính là kẻ ngốc nhất thế giới. Em vẫn luôn hỏi anh yêu ai, vì sao lại cưới em. Mà anh lại khờ dại hồ đồ nói với em rằng anh không hiểu chuyện tình cảm. Thì ra anh đã sớm hiểu được tình cảm của em, lại không hề đáp lại. Chẳng qua chỉ do chính anh không hiểu rõ bản thân mà thôi. Anh muốn cưới em không chỉ vì em là cộng sự ăn ý nhất của anh, mà em còn là người bạn đời thích hợp nhất với linh hồn này của anh. Em thật sự là người thích hợp với anh nhất, nhưng anh cưới em không phải vì điều này, mà là em làm bạn một hành trình, khiến anh muốn cả đời được bên em. Anh là một tên ngốc, mãi đến giờ mới bừng tỉnh hiểu ra. Cô yên lặng trả giá nhiều năm như vậy đã sớm thay đổi trái tim anh. Trước khi gặp cô, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau khi gặp cô, anh liền không nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác nữa. Cô Yên đột nhiên nghe được lời bộc bạch từ đáy lòng này, trái tim nhảy lên thình thịch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cô đang nằm mơ sao? Hạnh phúc sao lại tới bất ngờ đến vậy? Lệ Nghiêm, em đang nằm mơ sao? Anh, luôn yên lặng. Sao đột nhiên lại nói nhiều lời ngon tiếng ngọt với em như vậy? Là anh điên rồi hay em điên rồi? Anh nói thật lòng, Lệ Nghiêm cúi người, hôn lên đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của cô. Anh là một người cấm dục, nhưng hiện tại lại rất muốn hôn cô, nhấm nháp mỹ vị là cô. Cố Yên cảm thấy bản thân sắp hạnh phúc chết đi được. Nếu đây đúng là một giấc mơ, vậy cô hy vọng mình mãi mãi không tỉnh giấc. Cô không phải người con gái e dè, hiếm có dịp anh chủ động. Cô càng muốn nhiệt tình đáp lại anh. Cô lấy hết can đảm, nhón chân, đôi tay vòng qua ôm eo anh. Trên bãi biển, vì trời sắp mưa nên mọi người đã đi hết. Chỉ có bọn họ còn ở đây, mưa to chút xuống tầm tã. Nhưng bọn họ cứ như không phát hiện ra, vẫn đứng trong mưa trao nhau chiếc hôn nồng nhiệt. Xong việc, Hứa Trúc Lâm rất khó hiểu, Cố Gia Huy và Lệ Nghiêm đổ bệnh thì hợp lý, vì sao ngay cả Cố Yên cũng bệnh nốt. Hiện tại ba phòng có ba kẻ bệnh tật, chỉ mình cô nhảy nhót tưng bừng. Cố Gia Huy bệnh nghiêm trọng nhất, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Lệ Nghiêm tới xem qua, nói ngủ qua đêm nay, hạ sốt rồi sẽ ổn. Hứa Minh Tâm biết Lệ Nghiêm sẽ không lừa gạt mình, nhưng vẫn lo lắng đề phòng. Lần đầu tiên cô thấy Cố Gia Huy bị bệnh, nằm yên tĩnh trên giường không nhúc nhích. Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai. Mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng không ảnh hưởng chút nào tới độ đẹp trai của anh. Ai, người bệnh rồi mà vẫn đẹp như thế nữa.
Chán anh dỉ mồ hôi, cần không ngừng dùng khăn ấm lau đi. Rõ ràng có thể tìm điều dưỡng làm, nhưng Hứa Minh Tâm vẫn muốn tự tay làm. Giao cho người khác cô không yên tâm, so ra vẫn kém với mình tự tay chăm sóc chu đáo. Cô thay khăn lông cho anh, đang muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới Cố Gia Huy như cảm nhận được, nắm chặt tay cô. Đừng đi. Xong rồi. Lại nữa ổ Hứa Minh Tâm kêu rên một tiếng trong lòng, kéo kéo, anh lại tăng lực nắm. Chú ba Cố, anh thả tay ra mau, không thả em chém anh đấy. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong liền nghe được anh lẩm bẩm. Đừng đi, anh sẽ sợ lắm. Hứa Minh Tâm, anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì đâu. Anh đi cầu xin anh hai, xin anh ấy đừng mang cả em đi, nếu không anh biết làm gì bây giờ. Hứa Minh Tâm nghe anh nói, trái tim run lên. Lúc này cô không uy hiếp nữa, mà yên lặng ngồi xuống. Em không đi đâu nữa ol em ở đây chờ anh. Em xin lỗi vì lại làm anh lo lắng. Hình như em chỉ biết gây phiền phức cho anh mà thôi. Cố Gia Huy, anh đừng đối xử với em tốt như vậy nữa, em sẽ ỉ lại vào anh đấy. Em sợ một khi rời khỏi anh, em không thể tự sống sót nữa. Hứa Minh Tâm dựa vào lông ngực anh, có chút khổ sở, anh đối xử tốt với em như vậy, em sẽ nghiện mất. Ngày thứ hai, Cố Gia Huy vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã hạ sốt rồi. Cố Yên bị cảm nhẹ, ngày thứ hai đã hồi phục lại hoàn toàn. Sau khi cô ấy chăm sóc Lệ Nghiêm xong thì chú ý đến cô. Yên tâm đi, anh ba chỉ có chút trở ngại về tâm lý thôi, có lẽ khoảng tầm trưa sẽ tỉnh lại. Trở ngại tâm lý sao? Anh ấy sợ nước, 4 năm trước có sự cố đã xảy ra. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này anh ấy sẽ không thể xuống nước được, nhưng không ngờ anh ấy sẽ vì cậu mà lại lần nữa xuống nước, có thể thấy được cậu quan trọng thế nào trong lòng anh ấy. Hứa Minh Tâm nghe cô ấy nói vậy thì chăm chú nhìn vào Cố Gia Huy. Cô không cần mình quan trọng như thế, chắc chắn là Cố Gia Huy không muốn sống nữa rồi, dám nhảy xuống nước trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, anh ấy không cần tính mạng nữa sao? Cô chết cũng không quan trọng, nhưng nếu anh ấy xảy ra chuyện thì tập đoàn JNC, ông cụ và Cố Yên phải làm sao bây giờ? Nếu đưa ra so sánh thì mạng của anh còn quan trọng hơn rất nhiều. Tôi không thích anh ấy làm như vậy. Chỉ hy vọng anh ấy có thể quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô ngốc, có người đàn ông như vậy yêu cậu thì đó là phúc của cậu. Nhưng tôi chết đi cũng không sao, anh ấy mà gặp chuyện không may. Ai bảo em chết không quan trọng, em chết thì anh phải làm sao bây giờ? Hứa Minh Tâm chưa nói hết câu, không ngờ đã có người cắt ngang lời của cô. Giọng nói quen thuộc, chỉ có điều có pha thêm một chút khàn khàn. Hứa Minh Tâm kinh ngạc nhìn đến người vừa tỉnh lại trên giường bệnh. Mãi vẫn chưa hồi hồn lại. Cố Gia Huy tức giận ôm chặt cô vào lòng. Ngày hôm qua vẫn ôm chưa đủ. Nhìn thấy cô bình an không có việc gì thật sự rất tốt. Sau này anh không cho phép em nói những lời này nữa. Em chết rồi thì anh biết phải làm sao bây giờ. Nhưng mà. Không nhưng nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh. Em phải sống thật tốt thì mới báo đáp được tình cảm 2 năm mà anh đã chờ đợi em. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh tốn công sức canh chừng lâu như vậy. Bồi dưỡng nên một cô vợ nhỏ xinh đẹp, nói mất là mất, anh đây cũng đáng thương quá đi mất. Hứa Minh Tâm nghe anh nói vậy thì cũng không biết nên phản bác lại như thế nào. Bên cạnh đó Cố Yên đang khẽ nhếch miệng cười, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. Cô vừa xoay người đã va vào một lồng ngực ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, không ngờ đó lại là Lệ Nghiêm. Thân thể của anh còn chưa bình phục, sao lại chạy lung tung thế? Anh nên quay về phòng bệnh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bác sĩ không có ở đây, bệnh nhân rất cô đơn. Cố Yên nghe anh nói vậy, nhịn không được cười khúc khích, anh không phải là bác sĩ sao? Rất khó để điều trị cho chính mình. Lệ Nghiêm nắm tay cô ấy, nói, hôm nay thời tiết tốt, em đi ra ngoài phơi nắng với anh một lát. Chúng ta đừng quấy rầy hai người bọn họ, người khác cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy chúng ta. Lệ Nghiêm, chúng ta nhanh chóng kết hôn đi. Lần này, cô lại nói ra. Cô suy nghĩ một chút thì thấy vẫn nên cho tránh đêm dài lắm mộng. Nếu anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình thì hôn lễ này lớn hay không lớn thì cũng có liên quan gì lắm đâu. Cô biết chắc chắn Lệ Nghiêm sẽ không đối xử tệ với cô. Cho dù hôn lễ là chuyện lớn của đời người, nhưng nghĩ lại chỉ cần chú rể là anh ấy thì cho dù được cử hành ở trong một nhà thờ nhỏ thôi thì cô cũng chấp nhận. Anh không muốn bạc đãi em. Cháu của em Cố Tử Vị cưới vợ cũng tổ chức phô trương như vậy.
Mặc dù nhà họ Bạch sẽ không làm một buổi lễ thô tục như vậy nhưng chắc chắn sẽ không qua loa. Em biết, nhưng, em muốn gả cho anh, muốn anh nhanh chóng cưới em về nhà. Nói xong, cô Yên nhón chân lên nhẹ nhàng ngủ một cái trên cánh môi mỏng của anh. Lệ Nghiêm nghe cô nói vậy thì rất cảm động. Cô ấy nói, cô ấy muốn gả cho anh. Được, anh đây sẽ cưới em ngay, về nhà sẽ bàn bạc với chú để xác định thời gian lễ cưới. Đến lúc đó anh và chú sẽ đến chào hỏi nhà em, thương lượng chuyện này với bố của em. Vâng. Cố Yên quay về kể chuyện này với Cố Gia Huy. Anh, đứa em gái này có lẽ sẽ kết hôn trước anh đấy. Anh cũng đừng trách em không phúc hậu. Em chỉ cần chưa đến 28, 29 là đã thành gái lỡ thì rồi. Cố Gia Huy nghe cô ấy nói vậy thì cũng không biết làm sao. Đây có thể xem như là tình yêu đẹp đẽ không? Anh em cũng lớn như anh đều đã lấy vợ, mà anh... Ngay cả chuyện ngại ngùng nhất cũng không thể làm được. Thật thế sao? Vậy thì tốt quá rồi. Đến lúc đó cậu làm phù dâu cho tôi sẽ ném hoa cưới cho cậu. Mà hoa cưới cũng rất linh nghiệm đấy, biết đâu cậu lại là người tiếp theo kết hôn. Hay là cậu đừng đưa cho tôi, rất lãng phí. Hứa Minh Tâm vội vàng lắc đầu, cô và Cố Gia Huy vẫn còn 1,5 năm nữa. Trước tiên cứ cầm đi đã, để lấy may. Cái này ngược lại cũng đúng. Cô có thể cảm giác được Cố Yên rất vui, thật ra cũng có thể đoán được ngày đó cô ấy đau khổ như vậy chắc cũng là vì Lệ Nghiêm. Cũng chỉ có yêu một người, mới có thể khiến cho tâm trạng thay đổi thất thường như vậy. Nhưng nhìn cô ấy bây giờ, trong lòng thật sự hy vọng có thể mãi mãi trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy. Cô căn bản không biết, đây nhìn như là chuyện tình yêu của ai người, nhưng lại vướng vào chuyện yêu hận rối rắm của ba người. Cố Gia Huy nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã bắt tay vào chuẩn bị tài liệu. Nội dung công việc tiếp theo không nhiều lắm, chủ yếu là để giải sầu. Nhưng đối phương yêu cầu phải nhanh chóng chứng thực, cho nên 2 ngày nay anh có chút bận rộn. Cũng vì chuyện lần trước nên Cố Gia Huy cấm cô và Cố Yên đi gần biển, bắt Lệ Nghiêm phải chú ý đến hai cô. Mặc cho các cô nhõng nhẽo xin xỏ như thế nào, cho dù Cố Yên đã sử dụng mỹ nhân kế, cũng chỉ tốn công vô ích. Cô cảm thấy kiếp trước có lẽ Lệ Nghiêm là một người tu hành, nếu không sao đời này anh lại có thể trong sáng không ham muốn như vậy chứ. Cố Yên đã để lộ như vậy nhưng Lệ Nghiêm vẫn cứ bất động. Sau đó, Hứa Minh Tâm kéo tay Cố Yên, nghiêm túc hỏi cô ấy, người đàn ông của cậu có phải có vấn đề không vậy? Người đàn ông của tôi không chạm đến tôi là vì tôi vẫn còn nhỏ, vẫn phải đợi từ từ. Người đàn ông của cậu tại sao lại không làm gì vậy, cũng không thèm nhìn lấy một cái luôn. Cố Yên nghe cô nói vậy thì mặt đen lại, soi vóc dáng trước lồi sau vỉnh của chính mình trước gương, tuyệt đối nóng bỏng. Cô mặc chiếc áo voan mỏng, lạnh cóng run cầm cập, nhưng không ngờ Lệ Nghiêm nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, cầm lấy áo phủ lên người cô, nói, trở về mặc thêm quần áo vào, cẩn thận bị nhiễm lạnh. Mẹ kiếp, không hiểu phong tình, người đàn ông của tôi không có tật xấu, chỉ là đầu óc chút không được bình thường. Đàn ông nhà người ta thì thương người ta. Còn người đàn ông của tôi là chính nhân quân tử cấm dục, tôi và anh ấy sống chung nhiều năm, tôi chưa từng nhìn thấy mảnh giấy vệ sinh đáng nghi nào. Mẹ kiếp, người này cấm dục ăn rau, sau này sao mà tạo ra em bé được chứ? Cố Yên hận rèn sắt không thành thép, nói chỉ hận không thể lập tức ném người bên trong lên giường chơi giường chán. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, ở trên một bán đảo nổi tiếng nhưng lại không thể xuống nước để du ngoạn. Thôi quên đi. Tôi không đánh lại được anh ấy, cũng không dám hạ thuốc mê anh ấy, chúng ta đi dạo phố đi. Chắc là chỗ này sẽ có nhiều hải sản ngon lắm đây. Hứa Minh Tâm nghe cô ấy nói vậy thì hai mắt sáng rực lên, đúng rồi, chúng ta đã không thể xuống biển chơi rồi, chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Hai cô vội vàng ra ngoài, Lệ Nghiêm cũng đi theo. Làm chân khuân vác và ví tiền miễn phí. Nhưng các cô cũng không được như mong muốn. Khi móng vuốt của các cô định chạm đến mấy con hàu sống, từ phía sau Lệ Nghiêm thản nhiên nói, có ký sinh trùng. Hai cô tức giận rút tay lại, vừa nhìn về phía cua. Cua có tính hàn, Cố Yên, kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi, không thể ăn được. Cậu không thể ăn, tôi có thể ăn. Tử cung của em bị lạnh, tốt nhất cũng không nên ăn. Ăn nhiều, sau này dễ mắc bệnh phụ khoa. Ặc, Hứa Minh Tâm đang hào hứng. Nghe thấy thế thì ủ rũ xoa xoa rút tay lại. Anh lớn nên đúng, anh lớn nên anh nói gì cũng đúng. Sao biển thì sao? Cái này à, Lệ Nghiêm nhìn một chút, phun ra 2 chữ, xấu quá. Ặc,
Hứa Minh Tâm và Cố Yên đi đằng trước, nhưng người bán hàng ở hai bên đều đang ra sức mời gọi. Hai cô thèm chảy nước miếng ròng ròng, nhưng năm lần bảy lượt cái gì cũng không thể ăn. Chỉ cần định duỗi tay ra, phía sau nhất định sẽ có một giọng nói lạnh như băng truyền đến, sẽ đánh tan ham muốn của hai cô ngay lập tức. Cố Yên, sao cậu lại không thể quản được người đàn ông của mình vậy, tôi cũng sắp chết đói rồi. Không quản được, khuyết điểm của anh ấy chính là cái này, cũng đã hơn 20 năm rồi, kiểu thâm căn cố đế. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đói quá. Cậu nghĩ tôi không đói hay sao? Ban đầu hai người rất hào hứng, cuối cùng đều ủ rũ cúi đầu, không khơi dậy nổi bất kỳ hứng thú gì nữa. Cuối cùng ỉu xìu đi về. Nếu hai người muốn ăn thì anh sẽ đi mượn nhà bếp làm cho hai người. Được, được. Nhưng anh sẽ không làm hải sản, anh ghét những thứ có mùi tanh. Vậy thì xong rồi, tôi cố nhịn thêm chút nữa, tôi sẽ đợi Cố Gia Huy về. Tôi cũng nhịn một chút nữa, đợi anh ba của tôi về. Hai người ngồi ở cửa, ngẩng đầu trông ngóng. Cố Gia Huy xong việc quay trở lại, đã nhìn thấy hai tên quỷ gào khóc đòi ăn, không kìm được nghi ngờ. Sao lại thành ra như vậy hả? Ôi người nhà! Hai người vui vẻ hô lên một tiếng, đồng loạt tiến lên ôm lấy Cố Gia Huy. Sau khi Cố Gia Huy hiểu rõ mọi chuyện, không kìm được cười một tiếng, lặng lẽ mở bếp nhỏ. Thật ra Lệ Nghiêm cũng thừa biết mình không cấm được nên đã mở một mắt nhắm một mắt, tỏ vẻ không biết. Thật sự rất ngon, Cố Yên, cậu nếm thử con cua hoàng đế này đi, ăn khá ngon đấy. Có thể ăn loại hàu sống lớn như vậy, thật là hạnh phúc. Minh Tâm, cậu cũng nếm thử đi, nhớ trừ lại một chút món đó cho tôi. Hai người đói bụng cả một ngày, cuối cùng lại có được lộc ăn lớn. Sau khi Hứa Minh Tâm ăn xong, cái bụng nhỏ trong vo, xoa bụng vẻ thỏa mãn. Hai người một bên thì vừa uống đồ uống, một bên thì nằm trên ghế salon, cảm thấy đã đạt đến tột đỉnh của hạnh phúc. Đời người, không cần có nhiều quy tắc như vậy, mà nên vui chơi giải trí. Được rồi, nên về rồi, không quấy rầy hai người nữa. Không quấy rầy bọn tôi là đúng rồi, cũng không cần đi quấy rầy Lệ Nghiêm đâu. Dù sao nam chưa cưới gái chưa gả, ở dưới mí mắt của tôi cũng nên khiêm tốn một chút. Kể cả củ cải trắng nhà tôi bị heo ăn mất thì cũng không cần cho tôi biết đâu. Ạp, Cố Yên nghe cô nói thế thì khuôn mặt không kìm được mà đỏ lên. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà, nhưng, cô thật sự hy vọng, tiếp theo sẽ là mình. Bây giờ cô vẫn còn là xử nữ, sớm muộn gì cũng sẽ chung giường với Lệ Nghiêm, chuyện này như thế nào mới ổn đây? Chẳng lẽ cứ giấu mãi như vậy sao? Cô có chút khó nghĩ. Lệ Nghiêm cũng rất có quy củ, sẽ không động chân động tay, cũng không cởi mở chuyện vui chơi đổi bài. Chuyện ngày đó cũng khó nói thành lời được. Cô nói buồn ngủ, anh hâm nóng một ly sữa tươi cho cô, sau đó rời đi. Đến nửa đêm, đột nhiên cô bị đau bụng đến mức khó kìm được, đau đớn lăn qua lăn lại trên giường. Cô cảm thấy có chút luồng ấm nóng. Bà dì đột nhiên đến. Hôm nay cô lại còn ăn rất nhiều cua, đúng là muốn chết mà. Cô đau đến mức không còn sức lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cô lăn từ trên giường xuống, muốn nhờ ai đó đi mua cho cô chút thuốc. Nhưng đêm tối thế này thì biết tìm ai đây? Như thường lệ cô chỉ có thể đến phòng Lệ Nghiêm tìm anh cầu cứu, Lệ Nghiêm không nói nhiều đi đến tiệm thuốc mua đường đỏ và thuốc giảm đau. Nhưng cô đã uống thuốc mà vẫn không thấy khá hơn. Anh không ngừng xoa bụng cho cô, giúp cô thư giãn để bớt đau. Cố Yên không còn một chút sức lực nào, cánh môi nhợt nhạt yếu ớt, nói đứt quãng. Sớm biết, đã nghe lời anh. Nhưng em không chịu nghe, bây giờ thì khổ rồi. Bây giờ anh không cần nói với em những lời vô ích này đâu. Uống nhiều nước nóng một chút, có thể giảm bớt một chút. Anh có biết, lúc con gái đến ngày, chỉ muốn nghe người con trai nói câu gì nhất không? Anh biết, mấy cô gái các em không thích nghe câu uống nhiều nước nóng, nhưng uống nước nóng rất có tác dụng. Có thể làm ấm dạ dày, thư giãn thần kinh. Im miệng, em là bác sĩ, em còn cần anh nói cho em biết những cái này hay sao? Anh thế mà lại dỗ em uống. Cố Yên đau gần chết, nhưng Lệ Nghiêm vẫn ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc anh không cần vợ nữa đúng không? Muốn cô bị chết khát sao? Cô vốn không còn sức lực để đứng lên, Lệ Nghiêm muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị cô từ chối. Đừng động vào em, rong huyết rồi. Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, em ăn nhiều đồ có tính hàn, nên mới dẫn đến việc đau bụng. Anh biết em không thích nghe,
anh bớt nói lại. Em đừng đứng lên, làm sao bây giờ? Em, sao em biết được, anh nghĩ cách đi. Lệ Nghiêm thấy cô chật vật như vậy, trong lòng cũng cuống lên. Mỗi lần Cố Yên đến kỳ kinh nguyệt đều rất đau đớn, trong bộ đội rất ít nữ, hơn nữa quân nhân nhiều như vậy, đau đầu sổ mũi đều cần phải quan tâm. Bận rộn cả ngày, cơ bản cũng không kịp nghỉ ngơi. Cô mỗi lần đến tháng nhưng cũng rất liều mạng, bình thường vẫn cùng anh làm hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác. Đau bụng kinh cũng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ lại càng khủng khiếp hơn. Ngay lúc anh nghĩ mãi không ra, suy nghĩ một chút, không hề do dự, uống một ngụm nước nóng, cúi xuống hôn thẳng lên cánh môi mỏng của cô. Cả người Cố Yên chợt cứng lại, cũng không dãy dụa nữa, trong nháy mắt đã yên tĩnh. Dòng nước ấm không ngừng được truyền sang, lặp đi lặp lại mấy lần. Cơn khát của cô cuối cùng cũng được giải quyết. Chỉ là, hình như cô phát hiện ra cái hôn này rất có hiệu quả, thế mà lại bớt đau. Chuyện đó, Lệ Nghiêm, anh hôn em một lần nữa đi. Em vẫn muốn uống nước sao? Không, anh chỉ cần hôn em, cái này giống như thuốc giảm đau. Cố Yên ngạc nhiên nói. Em nói cái này không khoa học chút nào. Ôi chao, đau quá, thật sự rất đau. Cố Yên lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đau đến mức lăn lộn. Lệ Nghiêm thấy cô nhíu chặt lông mi, bất lực. Phụ nữ đau bụng kinh, cho dù anh là bác sĩ giỏi thì cũng chỉ biết bó tay. Nhìn thấy cô thống khổ như vậy, anh không dám chần chừ, cuối cùng cúi nguy hôn lên môi cô. Ngay khoảnh khắc anh hôn cô, Cố Yên thừa dịp đó quàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo anh cùng ngã lên giường. Lệ Nghiêm nói, em đây là đang lừa sắc. Cố Yên nghe vậy thì bị chọc giận gần chết, không hôn nữa, lẽ nào anh còn cần một cô gái như em chủ động sao? Lệ Nghiêm, đầu óc anh đổ toàn bê tông cốt thép hay sao? Có người bạn trai nào lại cự tuyệt yêu cầu này của bạn gái chứ? Cố Yên xoay người ngay đi, mặc cho bụng dưới đang rất đau, cũng cố gắng hết sức kìm nén, quật cường cắn răng. Cô vốn không thích hợp làm một con chim nhỏ bé, quân y thì cũng là một nửa quân nhân rồi, làm gì yếu đuối chứ? Huống hồ cô còn trưởng thành ở trong nhà họ Cố đầy phức tạp, bắt cô làm một cô gái trong sáng lương thiện là chuyện không hề thực tế. Hiếm khi cô tỏ ra yếu đuối thế mà Lệ Nghiêm này lại. Thật là làm cô tức chết. Đúng lúc cô không để ý đến Lệ Nghiêm, không nghĩ đến anh lại mạnh mẽ kéo thân thể cô lại. Anh làm gì, đừng chạm vào em, nếu không em giận. Còn chưa nói hết câu, Lệ Nghiêm đã hôn xuống. Lần này, rất dài rất dài. Cố Yên trợn mắt nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, không nghĩ tới môi lại bị anh cắn một cái. Bị đau, cô hung hăng chừng anh, sao anh lại cắn em? Em không tập trung. Nếu em đã không có ý muốn uống thuốc thì thân là bác sĩ anh phải cưỡng ép một chút. Anh, lời này khiến cô không cách nào phản bác. Nhắm mắt, Lệ Nghiêm có chút không vui nói. Cố Yên cau mày, dù vẫn còn bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ ở trên bán đảo đợi suốt 3 ngày, đáng lẽ đã nên trở về nhưng Hứa Minh Tâm vẫn muốn đến thị trấn nhỏ tìm mẹ ruột của mình. Cô bèn đem chuyện này nói với Cố Gia Huy. Cố Gia Huy đổi vé máy bay để nhóm Cố Yên về trước. Tự anh đi cùng cô một chuyến. Bọn họ tiếp tục ở lại bán đảo một đêm, đến ngày thứ 2 mới xuất phát. Ban đêm Hứa Minh Tâm cảm thấy có chút bất ổn, cô sợ sau khi tìm được thì câu trả lời vẫn giống như trước. Bà ấy vì tiền mà bỏ rơi mình. Cô rúc vào lòng Cố Gia Huy, anh sờ đầu cô, không ngủ được sao. Em cũng không biết có nên tìm bà ấy hay không, nếu bà ấy đã không muốn em, bây giờ đi tìm bà thì do em tự chuốc khổ phải không? Em cũng không muốn nhận lại bà ấy, em chỉ muốn hỏi lý do. Em sinh ra bộ dạng xấu xí đáng ghét hay là do em ăn nhiều quá khiến bà ấy nuôi không nổi, nên mới vứt bỏ em, còn dùng em để uy hiếp bố. Em chỉ biết bà ấy họ Kỳ còn lại chuyện gì cũng không biết. Bà ấy trông như thế nào, làm công việc gì em cũng không biết. Em chỉ là một sự vô ý không ai mong muốn, nếu không phải bị mẹ uy hiếp chắc bố em cũng chẳng giữ lại em làm gì. Giọng nói của Hứa Minh Tâm có chút buồn rầu, tâm tình rất xấu. Cố Gia Huy nghe vậy bèn sờ đầu cô, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trong mắt anh thì em là tốt nhất. Em là một viên ngọc quý, chỉ là tạm thời vẫn chưa được gọt giũa thôi. Không đúng, em là Thiên Lý Mã, còn anh là Bá Nhạc, chỉ có anh mới nhìn ra em là vật quý trên đời. Nói vậy cũng đúng, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày mai anh ở cạnh em, làm chỗ dựa cho em. Có anh ở đây chuyện gì em cũng không sợ nữa.
Lúc này Hứa Minh Tâm cảm thấy an tâm hơn nhiều, vùi vào ngực anh mà ngủ say. Chờ sau khi cô ngủ say, Cố Gia Huy đứng dậy đi tới ban công gọi điện thoại cho Khương Tuấn, bảo anh ta điều tra chuyện mẹ ruột của Hứa Minh Tâm ngay trong đêm. Nửa tiếng sau, Khương Tuấn gọi điện báo lại đã tra được toàn bộ. Mẹ của Hứa Minh Tâm trước kia vốn là người mẫu, vì vẫn luôn giữ mình không chấp nhận quy tắc ngầm nên đắc tội không ít người. Cuối cùng bị quản lý công ty đóng băng các hoạt động mới thông suốt mà đồng ý nghe theo. Mà người đầu tiên chính là Hứa Văn Mạnh, cũng có luôn Hứa Minh Tâm. Nhưng Hứa Văn Mạnh cũng không thực hiện lời hứa ban đầu giúp bà một bước lên mây mà lại trở mặt bội tình bạc nghĩa. Sau khi bà phát hiện mình có Hứa Minh Tâm thì cũng không chịu phá thai, sinh xong liền cầm tiền rời đi. Lúc này bà hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, đến một thị trấn nhỏ sống một cuộc sống bình thường. Bởi vì bà chỉ là một người mẫu nhỏ không có mấy người biết đến nên cũng không có ai nhận ra. Hiện tại đã lập gia đình, có một cặp con gái. Con bà kém Hứa Minh Tâm cũng gần 2 tuổi, hiện giờ sống cũng rất tốt. Nếu để Hứa Minh Tâm biết quả thật là mẹ cô bỏ rơi cô, lại còn có đứa con của riêng mình. Cô sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Cố Gia Huy nghĩ tới đây cũng có thể đoán ra được dáng vẻ thất vọng đau buồn của Hứa Minh Tâm. Khương Tuấn, cậu giúp tôi làm thêm một chuyện nữa. Cố Gia Huy lạnh nhạt dặn dò. Hôm sau, bọn họ lên đường, Cố Gia Huy không lái xe tới. Anh vốn định mua thêm một chiếc trên đường nhưng cuối cùng bị Hứa Minh Tâm ngăn cản. Thật là xa xỉ, đúng là đám phá gia chi tử, em đã dùng di động tìm trước rồi, nơi này mỗi ngày đều có xe khách đường dài đi đến trấn, mất khoảng 6 giờ là tới. Anh bỏ tiền mua làm cũng không phải tự anh lái sao. Chúng ta ngồi không còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi, nửa đường lại có điểm dừng chân, so với tự mình lái xe tốt hơn biết bao nhiêu. Nhưng mà, Cố Gia Huy có chút khó xử nói. Anh chưa từng ngồi xe khách như vậy. Lần trước đi Hòa Thiên là tập đoàn bao chọn xe của đoàn du lịch, xe là loại mới cóng sạch sẽ. Xe khách chở khách thì không giống vậy, lộn xộn người đến người đi, hơn nữa còn có phòng vệ sinh công cộng nồng mùi khó chịu. Dù sao anh cũng chưa ngồi xe như thế bao giờ, nên có chút không quen. Nhưng Hứa Minh Tâm đã nói vậy anh chỉ đành phải theo cô lên xe. Vừa lên xe liền có người một bên thu tiền một bên phát nước suối và đồ ăn. Nhìn xem, phục vụ tốt biết bao nhiêu. Em quá dễ thỏa mãn. Anh có biết cái gọi là lấy đủ làm vui, không hả? Những thứ này giữ lại, lát nữa có đói thì có thể ăn lót dạ. Cô đem đồ bỏ vào túi sách, sau đó trả tiền, xe khách bắt đầu chạy. Trên xe rất nhiều người, còn có một cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ. Đứa trẻ hình như vì bệnh quấy mà cứ khóc không ngừng, ồn ào khiến người trên xe đều không thể ngủ nổi. Người mẹ áy náy nói xin lỗi, nói đứa bé bị bệnh phải đưa lên thành phố khám đã mấy ngày nhưng vẫn không có tiến triển, nói là bị phải vía, chỉ có thể dùng vài phương thức dân gian mới trị được. Bị phải vía là sao? Cố Gia Huy tò mò hỏi. Chính là con nít đụng phải vài thứ không được tốt nên bị bệnh. Nghe nói phải mời mấy kỳ nhân dị sĩ về trị, nói chung là rất đáng sợ. Hứa Minh Tâm có chút run rẩy, cảm thấy da gà nổi đầy người. Cố Gia Huy nhàn nhạt liếc về đôi vợ chồng phía đối diện, cũng không nói thêm gì. Ban đầu mọi người còn có thể thông cảm, nhưng thời gian càng qua không khỏi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hứa Minh Tâm có chút say xe, vốn định lên xe sẽ ngủ một giấc thật ngon nào ngờ lại huyên náo không yên như này. Này lẽ nào chính là một đường ngồi nhưng rốt cuộc cũng như đang đứng. Đôi vợ chồng thay nhau nói xin lỗi, thậm chí còn đem đồ ăn trong túi phân chia cho mọi người. Hứa Minh Tâm còn được chia cho một bịch mì ăn liền. Sắp tới trạm dừng chân chưa? Để em xem bản đồ thử. Hứa Minh Tâm nhìn thử thì phát hiện chỉ còn 20 phút nữa. Ngủ một lát đi, đến trạm dừng anh gọi em. Anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó soạn một tin nhắn ngắn cho Khương Tuấn. Hứa Minh Tâm bĩu môi một cái, đứa trẻ kia ồn ào như vậy sao ngủ được? Trời ạ, cha mẹ trên đời thật đáng thương, sinh con thiệt không dễ dàng gì mà. May là lúc nhỏ em không khóc quấy, nếu không chắc bố em đã đánh chết em rồi. Cô đột nhiên cảm thấy mình bình an lớn lên như vậy thật không dễ dàng gì. Cố Gia Huy để cô tựa lên đùi mình, dùng tay bịt kín lỗ tai cô lại, như vậy có đỡ hơn không? Đỡ hơn nhiều rồi, em ngủ anh làm gì? Nhìn em, Cố Gia Huy cười nói không đứng đắn. Hứa Minh Tâm khó chịu lườm anh một cái, nhưng khóe miệng lại gợi lên ý cười thỏa mãn. Thật ra cô không ngủ được nhưng nhìn Cố Gia Huy tỏ ý chăm sóc như vậy,
cô vẫn nhắm mắt lại mơ màng tiếp đi chốc lát. 20 phút sau, đến trạm dừng. Mọi người có thể xuống xe đi lại nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm, 20 phút sau tập hợp trên xe. Sau khi tài xế nói, mọi người bắt đầu lục tục xuống xe. Hứa Minh Tâm nhoài người trên cửa sổ nhìn một cái, phát hiện bên ngoài có 2-3 chiếc xe cảnh sát đang hú còi không ngừng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương hơn. Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Em cũng không phạm pháp gì, đi thôi, xuống ăn chút gì đi. Anh dắt tay Hứa Minh Tâm, dẫn cô xuống xe. Người trên xe đã xuống hết, cô phát hiện đôi vợ chồng kia vẫn không đi xuống. Đứa trẻ khóc cả đoạn đường giọng cũng khàn đi, đang há miệng thở dốc, bộ dạng rất khó chịu. Hai người không xuống ăn gì sao? Ở dưới có nước nóng, cũng tiện pha sữa cho đứa trẻ, tôi thấy hình như bé cũng đói rồi. À, ừ, ngay đây. Người mẹ lắp bắp, nhìn chồng mình một cái, không biết rốt cuộc hai người nhỏ giọng thì thầm cái gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ xuống xe. Hứa Minh Tâm đang chuẩn bị đi tìm đồ ăn, không nghĩ tới người mẹ kia lại từ đằng sau gọi cô một tiếng. Chuyện là, cô giúp tôi ôm đứa trẻ một lát được không? Chồng tôi đi vệ sinh, tôi muốn tìm ít tiền nhưng ôm đứa nhỏ nên không tiện lắm. Hứa Minh Tâm liếc nhìn, đúng là người đàn ông kia hướng về phía nhà vệ sinh. Cô vội vàng tiến lên, nhận lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ. Cô còn chưa kịp mở miệng khen đứa trẻ này nhìn thật đáng yêu thì người mẹ đã dùng sức đẩy cô một cái, sau đó nhấc chân chạy đi. Cũng may Cố Gia Huy ở phía sau vững vàng đỡ cô một cái. Cố Gia Huy, cô ta. Cô còn chưa nói xong, Cố Gia Huy để cô đợi ở chỗ này còn anh nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh. Mà cùng lúc đó, cảnh sát cũng bắt đầu hành động, chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi theo người phụ nữ, một nhóm chạy theo Cố Gia Huy. Bên trong nhà vệ sinh nam, người đàn ông vốn định từ cửa sổ trên mái nhà kho chạy trốn nhưng lại bị Cố Gia Huy bắt được. Hai người còn vung tay đánh nhau. Hứa Minh Tâm đứng bên ngoài nhìn thấy bên trong đang đánh qua đánh lại thì bị dọa sợ hết hồn. Thế nhưng người kia sao có thể đánh lại Cố Gia Huy, không lâu sau liền bị chế ngự. Rất nhanh cả hai người đều bắt, bọn họ cúi đầu, cả thở mạnh cũng không dám. Cảnh sát ôm lấy đứa trẻ trong lòng cô, tra xét căn cước của hai người kia xác nhận là hai tên lừa gạt, cũng không phải bố mẹ ruột của đứa bé. Cảnh sát rất cảm kích sự phối hợp của Cố Gia Huy. Bọn họ đột nhiên nhận được thông báo nói trên xe có người bắt cóc trẻ em, liền lập tức đợi sẵn ở trạm dừng chân này. Báo cảnh sát. Hứa Minh Tâm nghĩ một chút, lúc ấy trên xe không có người nào gọi điện thoại. Ngược lại cô thấy Cố Gia Huy nhắn tin cho Khương Tuấn, hơn nữa nhìn vào biểu hiện của anh, chẳng lẽ là anh bảo Khương Tuấn báo cảnh sát? Là anh sao? Cố Gia Huy nhàn nhạt gật đầu, lúc này ngược lại không ngốc chút nào. Sao anh biết bọn họ là lừa gạt? Lúc bọn họ chia đồ cho mọi người, anh có liếc thấy bên trong túi không có đồ dùng gì của con nít. Hơn nữa, đứa bé kia khóc lâu như vậy, nếu là bố mẹ ruột đã sớm đau lòng muốn chết, nhưng bọn họ lại không như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy áy náy với những hành khách xung quanh, còn với đứa trẻ thì vẫn biểu hiện bình thường. Những cái này đều là tin tức có nói qua, anh chưa gặp phải bao giờ, không nghĩ tới lần này lại đột nhiên đụng phải. Bọn họ cũng xui xẻo quá mà. Không ngờ lại ngồi cùng xe với anh. May là anh thông minh, kịp thời phát giác bọn họ, không thì đứa nhỏ này phải chịu khổ rồi. Anh từng thấy người đi ăn xin sao? Từng thấy trên TV. Ở Đà Nẵng ít thấy, nhưng em biết ở nơi khác thì rất nhiều. Đa phần đều là đám trẻ bị tàn tật, bọn chúng vốn rất tốt nhưng bị đám người kia bắt cóc, chịu phải hành hạ như vậy, sau đó phải đi ăn xin kiếm tiền cho đám người sau màn đó. So sánh với đám trẻ đó, em đã rất may mắn rồi. Em có thể trưởng thành yên ổn như vậy cũng không có gì để oán trách. Nếu như không lớn lên ở nhà họ Hứa thì chưa chắc sẽ gặp được anh, không phải là trong cái rủi có cái may sao? Em có thể nghĩ vậy anh cũng rất vui. Nhanh đi ăn gì đi, không phải đói rồi sao? Nơi này nhất định không quá coi trọng chuyện vệ sinh thực phẩm. Em sợ anh. Chắc là anh cũng có thể ăn được một ít, hai lần ở bệnh viện rồi, chắc kháng thể cũng đã đủ. Nhưng mà... Anh ăn ít một chút, cảm thấy không ổn thì sẽ dừng. Hứa Minh Tâm nghe vậy cũng chỉ gật đầu, nơi này không có nhà hàng cao cấp, quãng đường còn tận mấy tiếng đồng hồ, nếu không ăn sợ sẽ không chịu nổi. Tình cảnh của trạm dừng cũng không quá tốt, càng đến gần nông thôn huyện thành thì càng đơn sơ, hơn nữa lại đang bên lề đường. Bàn ghế ở đây nhìn có vẻ nhấp nháp, bên trong tiếng hò hét náo loạn, đều là khách đi đường bôn ba mệt nhọc.
Cô thấy chân mày Cố Gia Huy cau lại, rõ ràng là đang cảm thấy khó mà chịu được, thế nhưng anh lại nhẫn nhịn mà bước vào. Anh mặc Âu phục thắt cà vạt dưới chân đi đôi giày da sáng bóng, rõ ràng không có chút phù hợp nào với nơi này. Bọn họ vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Ngay lúc này, một đứa trẻ chạy tới đạp trên giày anh. Được lắm, giày không sáng bóng nữa rồi. Xin lỗi, chú. Đứa trẻ áy náy nói. Không sao, ngược lại Cố Gia Huy vẫn rất ôn hòa, thân thiện nói với đứa trẻ. Không nên chạy loạn khắp nơi như vậy, sẽ khiến người nhà cháu lo lắng đó. Cố Gia Huy cười nói. Hứa Minh Tâm giống như phát hiện ra châu lục mới, cô càng lo lắng Cố Gia Huy sẽ nổi giận mà không ngừng buông lời răn dạy đứa trẻ kia, không ngờ anh lại nhẹ nhàng nói những lời như vậy. Cố Gia Huy, anh thích trẻ con sao? Ừ. Cố Gia Huy đứng dậy, tìm một bàn trống ngồi xuống. Vậy sao anh vẫn độc thân đến tận bây giờ? Vì đang chờ một đứa ngốc xuất hiện, chờ quá lâu. Hừ, sao anh biết em sẽ xuất hiện chứ? Lời này rõ ràng là đang gạt người. Anh nhìn con nhà người khác thử xem, dù sao anh bây giờ có con cũng còn rất sớm. Sao em biết anh có con bây giờ là sớm, nói không chừng anh đã có con được mấy tuổi rồi. Anh có con riêng à? Chọc em thôi, mau ăn đi. Lần này Hứa Minh Tâm không ăn nhiều quá, sợ Cố Gia Huy ăn không nổi. Sau khi ăn xong cô quan sát rất lâu, chắc chắn Cố Gia Huy không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói rồi, đã có kháng thể rồi. May là không sao, nếu không em chính là tội nhân đó. Trải qua 20 phút nghỉ ngơi, bọn họ lên xe, lúc này không có tiếng con nít khóc quấy, Hứa Minh Tâm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chờ lúc cô tỉnh lại thì đã đến trấn nhỏ. Hứa Minh Tâm cầm tấm hình loang lổ vết ố vàng đi hỏi thăm, kiến trúc nơi này rất đặc biệt hẳn sẽ có người nhận ra. Nhà nằm ở thôn phụ cận trấn nhỏ, không có xe chỉ có thể đi bộ suốt 20 phút đến đó. Cô tìm thấy một ông lão nhận ra ngôi nhà trong hình nói người nhà đã sớm rời đi, nhà cũng đã sớm dỡ bỏ rồi. Hiện ở trong thôn cũng không còn mấy người nữa. Hứa Minh Tâm nghe nói vậy vô cùng thất vọng. Vậy nữ chủ trong nhà dọn tới đâu vậy ạ? Nữ chủ nhân của nhà này đã mất lâu rồi, lúc còn trẻ bị bệnh mà qua đời. Bà ấy gả đến thôn chúng ta không bao lâu thì bị bệnh, cần một số tiền lớn để chữa trị. Bà ấy cất giữ được ít tiền thì đều xài hết, sau đó chồng bà cầm những đồng tiền cuối cùng bỏ đi. Bà ấy qua đời ở bệnh viện, thi thể cũng là do bệnh viện xử lý. Hứa Minh Tâm nghe thế, cả người không ngừng run lên. Mẹ cô đã mất, có phải bà đã sớm biết mình bị bệnh, muốn cứu mình nên mới đem cô đi đổi tiền. Cuối cùng bà vẫn chết, thậm chí người nhặt xác cho cũng không có. Hứa Minh Tâm đột nhiên một chút oán hận cũng không còn nữa. Người chết như đèn cạn, người cũng đã chết rồi cô còn gì để oán hận nữa. Có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, về tình có thể tha thứ. Vậy ông biết bà ấy được an táng ở đâu không? Cái này ta cũng không biết, bệnh viện kia cũng bị phá bỏ rồi rời đi mấy năm rồi. Không có chút manh mối nào, người từ mười mấy năm trước, bây giờ cũng không tìm lại được. Chút đầu mối ít ỏi trên tay Hứa Minh Tâm đã không còn nữa. Cũng không thể nói không nhận được gì, ít nhất cô cũng biết mẹ mình không cố ý vứt bỏ mình, bà ấy chỉ là có nỗi khổ khó nói mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, không ít lần cô oán trách bà ấy, không hiểu tại sao bà sinh ra cô mà không nuôi dưỡng cô, thậm chí còn xem cô như một thứ công cụ. Nếu bà ấy biết cuộc sống của cô những năm đó, bà ấy liệu có áy náy chút nào không? Nhưng bây giờ, cô đã bình tĩnh lại. Hứa Minh Tâm đặt vé xe trở về trong tối hôm đó. Lúc rời đi tâm trạng cô rất thản nhiên. Cô không biết lúc mình rời khỏi trấn nhỏ, đã có người đuổi theo xe một đoạn rất xa nhưng vẫn đuổi không kịp. Sáng sớm hôm sau bọn họ đến thành phố Phú Quốc, rồi ngồi máy bay trở về. Hứa Minh Tâm vừa về đến nhà đã lăn lên giường ngủ một giấc. Ngủ thẳng đến tận 2-3 giờ chiều, bụng kêu ủng ục mới tỉnh lại. Cố Gia Huy hiếm khi lại để cô ngủ thoải mái cả ngày, không cần quan tâm đến công việc, thật sự quá hạnh phúc mà. Buổi tối Bạch Thư Hân gọi điện thoại cho cô, nói đi công tác về rồi, muốn tụ họp ăn bữa cơm. Nhiệt độ Đà Nẵng rõ ràng trở lạnh hơn nhiều, cô chạy đến nhà hàng, cảm nhận được không khí từ mấy điều hòa mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bạch Thư Hân, đây là đặc sản mang cho cậu, toàn là hải sản nhé. Cô đem túi lớn túi nhỏ để trước mặt Bạch Thư Hân.
Bạch Thư Hân có chút kinh ngạc, những thứ này ở đâu ra vậy? Cố Gia Huy đi Phú Quốc công tác, đưa cả tớ theo, những thứ này đều là đặc sản Phú Quốc. Nhưng chắc là bác sĩ Doanh cũng có chuẩn bị cho cậu một ít, anh ấy về trước tớ một ngày. Lệ Nghiêm cũng đi, Bạch Thư Hân có chút kinh ngạc. Ừ, không chỉ bác sĩ Doanh, còn có Cố Yên nữa. Bạch Thư Hân nghe được Cố Yên cũng đi, người có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại sao cô ấy không biết gì hết, Lệ Nghiêm cũng không nói cho cô. Cả bốn người đi sao? Ừ, cậu, sao cậu cũng không nói với tớ? Bạch Thư Hân đột nhiên kích động đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm ngẩn người, sao cô ấy đột nhiên lại nổi giận? Cô có chút không hiểu được, nói, chẳng lẽ bác sĩ Doanh không nói với cậu sao? Tớ vốn muốn đi cùng cậu, nhưng không ngờ Cố Gia Huy nói với tớ cậu đã đi công tác, nhất thời không trở về được. Tớ tưởng cậu biết, bác sĩ Doanh là anh cậu. Hứa Minh Tâm, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói hết, đã bị cô ấy cắt ngang. Bị cô ấy đột nhiên gọi cả tên họ, Hứa Minh Tâm có chút không thích ứng kịp. Biểu tình ngưng trọng của Bạch Thư Hân khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Thư Hàn, cậu sao vậy? Chúng ta từ khi lên đại học đã quen biết, đã 2 năm rưỡi. Vậy cậu và Cố Yên quen bao lâu? Mới 1-2 tháng. Vậy trong lòng cậu, là tớ hay cô ta quan trọng hơn? Hứa Minh Tâm nghe vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai người đều rất quan trọng, một người là bạn thân bao năm, một người là em chồng tương lai. Hơn nữa, Cố Yên với cô ấy không phải cũng coi như người một nhà sao? Cô đứng dậy tiến lên, nắm lấy cánh tay Bạch Thư Hân, nói, Thư Hàn, cậu sao vậy? Cậu cãi nhau với Cố Yên sao? Không phải cô ấy là bạn gái anh cậu sao? Nghe nói cũng đính hôn. Đủ rồi. Bạch Thư Hân nghe những lời này, trong lòng khổ sở không thôi. Cô không nên kích động như vậy. Bọn họ là người yêu, ra ngoài du lịch với nhau cũng không gì lạ, sao phải mang theo con kỳ đà cản mũi là cô chứ? Cô biết sự chênh lệch giữa mình và Lệ Nghiêm, coi như Lệ Nghiêm biết cô yêu anh ta thì sao chứ? Có cái quan hệ anh em này cản trở, bọn họ chẳng có được cái kết tốt đẹp nào cả. Hiện tại, cô vốn chẳng thể ngăn cản được. Cô chán trường ngồi sụp xuống, nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Hứa Minh Tâm, có chút tự trách. Xin lỗi nha, nghe nói mọi người đi chơi, mà tớ lại không biết gì nên có chút tức giận thôi. Không dọa cậu sợ chứ? Chỉ là giận thôi sao, tớ còn tưởng làm sao, mới vừa rồi cậu như hung thần khiến tớ bị dọa hết hồn. Vậy bây giờ không sao nữa chứ? Không sao, Bạch Thư Hân khẽ gật đầu. Trong lòng toàn là mùi vị của sự bất lực. Cô bây giờ còn có thể thế nào? Bữa cơm này Bạch Thư Hân ăn không chút cảm giác. Hứa Minh Tâm thấy cô tinh thần không tốt, muốn đón xe đưa cô về nhưng bị từ chối. Bạch Thư Hân muốn tự mình tỉnh táo lại, suy nghĩ xem sau này mình nên làm gì. Đoạn tình cảm này phải dứt bỏ. Dù không cam lòng, nhưng cô cũng phải thừa nhận, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ là hại chết Lệ Nghiêm. Gió lạnh thổi vào mặt Bạch Thư Hân. Nước mắt chậm lăn trên mặt trong chốc lát chợt lạnh như băng. Cô cầm điện thoại di động do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm dãy số xa lạ kia. Rất nhanh, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói nghi ngờ của Cố Yên. Là cô? Ừ, là tôi, có thể gặp mặt nói chuyện không? Cô với tôi hình như không có gì để nói, coi như sau này tôi có gả cho Lệ Nghiêm thì tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng nói gì được. Cô không thích tôi, cũng tôi nghĩ kỹ rồi. Tình cảm của tôi đối với Lệ Nghiêm quả thật vô cùng nguy hiểm. Tôi không nghĩ đến chuyện trái luân thường đạo lý, bị người khác chê cười. Nhưng anh ấy là người một hạt cát cũng không dung nổi, tôi lại không muốn thành hạt cát đó. Được, lời này cô nói, tối tôi sẽ sắp xếp giúp cô. Cô có thể du ngoạn khắp nơi, mọi chi phí tôi chịu. Cô cũng không cần đi tìm Lệ Nghiêm nói lời tạm biệt, có gì thì gửi tin nhắn đi. Sau này cũng không cần phải gọi điện thoại cho anh ấy, nếu muốn cắt đứt. Phiền cô cắt đứt hoàn toàn. Cố Yên bày ra thái độ có chút không tốt. Bạch Thư Hân dùng sức gật đầu, móng tay cắm thật sâu vào da thịt. Một lúc lâu, cô mới nặng nề thốt ra 3 chữ. Tôi biết rồi. Cố Yên dùng tốc độ nhanh nhất đưa Bạch Thư Hân đi. Nhìn cô ta lên máy bay, trái tim Cố Yên lúc này mới nhẹ nhõm được. Trên máy bay, nữ tiếp viên nhắc nhở mọi người tắt máy. Bạch Thư Hân vẫn đang soạn tin nhắn. Xóa tới xóa lui vẫn không biết nên nói gì. Anh, tới tận bây giờ vẫn là anh bảo vệ em,
lần này em muốn thử một mình có thể sống tốt hay không. Em muốn ra ngoài du lịch một năm, hy vọng khi trở lại thì anh đã kết hôn. Đừng lo, em sẽ định kỳ viết thư cho anh. Tràn ngập trong lòng, cuối cùng, chỉ hóa thành một câu ngắn ngủi như vậy. Giấy ngắn tình dài. Lúc Lệ Nghiêm nhận được tin nhắn, anh nhìn suốt một hồi lâu mới tiếp thu được chuyện Bạch Thư Hân rời khỏi Đà Nẵng. Cô chưa từng đi xa như vậy, từ sau chuyện của bố mẹ, bọn họ liền đến đây sống cùng chú. Mỗi lần anh rời nhà đi xa, trong lòng vẫn luôn bận tâm về người thân máu mủ duy nhất vẫn đang ở Đà Nẵng này của mình, vì vậy kỳ nghỉ hàng năm vẫn rất chờ mong trở về. Trước giờ đều là anh phiêu bạc khắp nơi, vì anh biết Bạch Thư Hân sẽ vẫn ở đó chờ anh. Nhưng bây giờ, anh ở lại còn người rời đi khắp chốn kia lại là Bạch Thư Hân. Anh cũng không đuổi theo, anh biết cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định như vậy, nếu không sẽ không nhất quyết rời đi. Cô ấy vì tâm bệnh của mình sao? Cô ấy muốn tự mình trị khỏi cho mình. Nếu anh đuổi theo có phải sẽ khiến mọi thứ thành công dã tràng không? Dù sao người sau này chăm sóc cô cũng không phải là anh. Nhất định sẽ có một người đàn ông ưu tú xuất hiện, đối xử với cô tốt hơn anh gấp nhiều lần. Cô vẫn luôn chán ghét bản thân, nói chuyện cứng nhắc, làm việc máy móc. Rất thích giảng đạo, lại luôn chuyện bé xé to. Anh làm anh trai thật quá thất bại mà, anh cũng không mong như thế, nhưng trách nhiệm của nhà họ Bạch vẫn cần một người đứng ra gánh vác. Anh phải nghiêm túc, không được tùy hứng, mới có thể che mưa chắn gió cho cô. Anh đã sớm quen với việc để cô tự làm chính mình. Lệ Nghiêm dừng chân bên trong căn nhà của Bạch Thư Hân, Cố Yên đang xử lý cái ghế salon, dùng vải trắng che lại vài món đồ dùng tránh bụi bẩn. Cô cũng không tuyệt tình mua luôn căn nhà này của Bạch Thư Hân. Lúc mở cửa, thấy Lệ Nghiêm cô biết sao anh lại đến. Trước khi đi, Bạch Thư Hân nhờ em xử lý căn nhà này. Anh tới xem một chút thôi. Giọng của Lệ Nghiêm có chút nặng nề. Cố Yên đi theo phía sau anh, thấy anh đi tới phòng ngủ của Bạch Thư Hân thì dừng chân một hồi lâu. Anh nhìn thấy một tấm hình chụp chung trên tủ đầu giường, là ảnh chụp từ tận mấy năm trước. Chỉ có một tấm này do cô giữ. Từ sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, bọn họ cũng không còn thân thiết như vậy nữa. Tay anh run run cầm tấm hình lên. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười rực rỡ của Bạch Thư Hân trong hình. Thật ra khi còn bé cô rất lanh lợi. Lệ Nghiêm, Cố Yên có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, trong lòng cảm thấy không tốt. Lệ Nghiêm coi trọng cô em gái này hơn cả cô. Anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn bảo vệ đứa em gái này. Nhưng bây giờ em ấy không còn cần sự bảo vệ của anh nữa nên có chút không quen. Thật ra Thư Hàn ra ngoài du lịch cũng rất tốt. Chỉ là anh sợ nó ở bên ngoài bị người ta bắt nạt. Lệ Nghiêm, anh chỉ là anh trai của cô ấy, anh không lo cho cô ấy cả đời được. Anh biết, anh cũng không diễn tả làm sao, thật ra thì ánh mắt hai người có vài phần giống nhau, lần đầu gặp gỡ, dáng vẻ khi cười lên của em rất giống với con bé. Lời này, trước đây anh đã từng nói nhưng em không thích nghe, dù là em gái của anh nhưng em cũng không muốn giống cô ấy. Em là bản thân em là Cố Yên. Coi như em có giống cô ấy thì lúc anh nhìn em cũng không thể lẫn lộn. Cố Yên siết chặt nắm tay, may là bọn họ là anh em, may là vẫn bị mối quan hệ này trói buộc. Nếu như không, cô thật sự lo lắng bản thân sẽ thất bại. Đi thôi, anh đưa em về. Lệ Nghiêm nhẹ nhàng đặt tấm hình xuống, xoay người nói. Tới ngày thứ hai Hứa Minh Tâm mới biết chuyện Bạch Thư Hân rời đi, điện thoại không nghe, tài khoản mạng xã hội không đăng nhập. Nếu không phải ảnh đại diện thỉnh thoảng được thay đổi chứng minh cô vẫn bình an, thì Bạch Thư Hân quả thật đã như bốc hơi khỏi thế giới này. Hôm qua Bạch Thư Hân buồn rầu không rõ, cô đã nhận ra thì nên đi an ủi cô ấy thật tốt. Nếu như cô an ủi Thư Hàn thì có khi cô ấy đã không rời đi. Cô có chút tự trách, tâm tình cũng trở nên rất tệ. Cả một ngày trôi qua một cách mơ mơ hồ hồ. Cố Gia Huy nhìn không nổi nữa bèn sắp xếp lịch trình cho cô. Em phải theo mẹ nuôi đến anh tham dự dạ tiệc từ thiện. Có lầm không vậy? Hứa Minh Tâm nhìn thư mời, trợn to mắt không tin mà chỉ vào chính mình. Vốn cũng không định để em đi, sợ em ứng phó không được. Nhưng nhìn bộ dạng của em bây giờ thì vẫn nên ra ngoài giải sầu thì hơn. Nhưng mà, em không phải vừa cùng anh đi Phú Quốc sao? Không giống, tham gia tiệc này có thể có lợi cho thân phận của em. Dạ tiệc từ thiện này tổ chức định kỳ hàng năm. Sẽ bình chọn ra người có ảnh hưởng nhất với từ thiện công ích. Dù không phải tổ chức trong nước nhưng nhiệt độ của nó với người trong nước không hề ít.
Thẩm Thanh năm nay được đề cử là đại sứ hình tượng từ thiện toàn cầu, danh tiếng rất tốt, nếu em đi cùng thì chỉ có lợi chứ không hại. Với lại, anh cũng không đi cùng em, tập đoàn có chuyện quan trọng, nhất thời không dứt ra được. Cô bé, em phải một mình đối phó. Hứa Minh Tâm nghe vậy, trái tim lột bột rớt xuống. Cô biết cô Gia Huy khổ công tính toán cho cô, muốn nâng cao địa vị cho cô, như vậy sau này sẽ không tùy tiện bị người khác bắt nạt nữa. Nhưng mà, cô Gia Huy không có ở đó. Anh không ở cạnh thì cô cảm giác như không có tâm phúc bên cạnh, còn chưa ra khỏi cửa thì trong lòng đã bất an không thôi. Em có thể không đi không? Đột nhiên cảm thấy sức sống lại tràn trề tỏa ra bốn phía, anh vừa rồi không phải nói không định để em đi sao? Hứa Minh Tâm khổ sở cầu xin. Cô sợ mình còn chưa lên máy bay, chân đã mềm nhũn. Thư mời hôm qua Thẩm Thanh vừa phái người đưa tới, ảnh hưởng của hoạt động này quá lớn, một tay mơ như em khó có thể ứng phó, nhưng cơ hội hiếm có như vậy, chỉ cần em đến tham dự, truyền thông đưa tin sẽ giúp thân phận em không còn như trước. Anh vì muốn tốt cho em, cho nên em phải đi. Nhưng mà, cô bé, đứng bên cạnh không dễ dàng gì đâu, nhìn dáng vẻ đắn đo của em, anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh không có cách nào khác, nhắc tới lại cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Anh không muốn để em sau này bị người ta bắt nạt mà không có cách nào đáp trả. Anh cũng sợ khi không có anh bên cạnh, người khác ba coi em như trái hồng mềm mà tùy ý khi dễ. Dù em ở cùng với anh, lại có mối quan hệ sâu xa với người họ Ngôn, thì ở Đà Nẵng cũng không có mấy người dám đụng đến em, nhưng vì lợi ích sau này của em, anh đành ra tay độc ác vậy. Hứa Minh Tâm vốn còn định dùng mềm đối cứng, nhưng nghe được mấy lời này bèn ngoan ngoãn im miệng, Cố Gia Huy không chỉ vì bản thân mà càng nhiều hơn là vì cô. Nhà họ Hứa không coi trọng con gái, cái danh này trên người này tựa như gồng xiêng vậy, buộc trên người cô thì lập tức cũng có thể mang đi xử hình. Rất nhiều người nói cô không xứng với Cố Gia Huy, không tài sản cũng không tài năng gì. Trịnh Hoa náo loạn nhiều như vậy cũng để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Người khác muốn một bước lên trời cũng không có cơ hội, còn cô thì không cần cố gắng đã có Cố Gia Huy chuẩn bị hết tất thảy. Đường đã lát xong, cô còn sợ đi đường trẹo chân. Hứa Minh Tâm, mày đúng là không có tiền đồ mày. Cô siết nắm đấm nhỏ, hít sâu một hơi nói, được, em đi, coi như là núi đao biển lửa em cũng đi. Nhưng, anh thật không đi sao? Anh nhẫn tâm cùng người yêu bé nhỏ của anh chia ly lâu vậy sao? Tưởng tượng ban đêm lạnh lão cô đơn, tưởng tượng lòng chua xót một mình ăn cơm, tưởng tượng lúc. Tưởng tượng đứa nhỏ nghịch ngợm em đó. Gố Ghia Huy không khách khí chặn lại lời Hứa Minh Tâm, gõ vài cái lên đầu cô. Anh quá dễ mềm lòng nên sẽ cản trở việc em tự lập, không cần giả bộ đáng thương, anh không bị dụ đâu. Vé máy bay là ngày mai, có chuyên cơ đưa đón, anh sẽ không đưa em đi. Anh nhẫn tâm như vậy sao? Hứa Minh Tâm bất mãn nói. Cái này gọi là chồng nghiêm dạy được vợ giỏi. Mặt dày, em vẫn chưa gả cho anh đâu. Không tiền thì không tiễn, em nói anh biết nước ngoài nhiều trai đẹp, anh không đi đừng trách em thuận tiện tán tỉnh vài tên. Hừ, Hứa Minh Tâm thở phì phò rời đi. Cố Gia Huy nghe vậy đành lắc đầu bất đắc dĩ, cô bé ngốc này. Đảo mắt đã đến hôm sau. Cố Gia Huy thật không đưa cô ra sân bay mà sắp xếp Khương Tuấn đưa đi. Hơn nữa từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Khương Tuấn nói anh sợ mềm lòng nên sáng sớm đã chạy đến công ty. Đàn ông tuyệt tình thật là đáng sợ, nói không tiễn thì không tiễn thật. Hứa Minh Tâm xách vali đến sân bay, Thẩm Thanh chờ đã lâu. Sau lưng bà có mười mấy người, đều là người của công ty bà. Ngôn Dương cùng Thẩm Thanh lưu luyến chia tay. Chào bác à, bố mẹ nuôi. Không ai để ý. Ngôn Dương đang kéo tay Thẩm Thanh, trong mắt hai người tựa như không chứa ai khác, chỉ có lần nhau. Một người sống sờ sờ như Hứa Minh Tâm đây đứng trước mặt bọn họ cũng không được nhìn tới một cái. Bà xã, em thật sự để anh ở lại đây sao? Không có em đêm đến thật tịch mịch lạnh lẽo, không có em mỗi bữa ăn thật tẻ nhạt buồn chán. Ồ, mấy lời này nghe quen thế, không phải lời mình nói hôm qua sao? Thẩm Thanh có chút không biết làm sao. Em quản anh làm gì? Anh nên làm gì thì làm đó, buông tay, tới giờ lên máy bay rồi. Bà xã, anh báo hãng delay chuyến bay của em 1 giờ rồi. Ngôn Dương, em biết nhất định anh sẽ tái máy tay chân mà. Em đi lãnh giải đó, không phải dắt díu con cái đi du lịch đâu. Huống chi tập đoàn nhiều việc như vậy, anh không phải nên bận rộn bù đầu bù cổ à? Bà xã,
nếu em đã mang mấy đứa nhỏ theo thì cũng mang đứa lớn anh đây theo với. Anh mua chỗ ngồi cạnh em rồi. Ngôn Dương lấy ra vé máy bay. Thẩm Thanh không khách khí xé vụn bà xã, dù em xé rồi thì khoang hạng nhất anh cũng bao hết rồi. Ngôn Dương, bà đây đếm đến ba, nhanh cuốn gói. Nhưng, một, hai, chữ cuối cùng chưa nói ra, Ngôn Dương đành xoay người rời đi, đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn ba cái. Không được quay đầu, nhanh đi về. Qua, bà xã anh nổi giận cũng thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Hứa Minh Tâm không khỏi buồn cười, đôi vợ chồng này đúng là dở hơi, kết hôn đã hơn 20 năm mà vẫn còn như mấy cặp vợ chồng son, nhưng cũng rất đáng quý. Cũng không biết sau này cô và Cố Gia Huy già đi sẽ là bộ dạng gì đây. Đến rồi à, mau vào thôi. Mẹ nuôi, mẹ chỉ mang một cái túi sách thôi sao? Thật là tiện, không giống con cả một cái vali to đùng. Ai nói mẹ chỉ có một cái túi sách? Thẩm Thanh nhìn lướt qua sau lưng, Hứa Minh Tâm lúc này mới phát hiện, những người theo bà ai cũng xách theo một cái vali to đùng, tất cả đều là của Thẩm Thanh. Đồ trang điểm, trang sức, lễ phục dạ hội, đồ dùng hàng ngày. Không đếm xuể. Ôi mẹ ơi! Còn cô mang theo cái gì? Quần áo thay đổi hàng ngày, mấy gói đồ ăn vặt, còn có quyển đề thi môn đại số mà Cố Gia Huy cưỡng ép nhét vào. Giữa người với người sao lại có chênh lệch lớn vậy, cô hoài nghi mình chỉ là một cô chiêu giả mạo. Bọn họ lên máy bay rồi, Hứa Minh Tâm mỏi mắt chờ đợi bữa ăn trên máy bay. Khoang hạng nhất quá tốt, còn có thể uống cả rượu vang. Thưa bà, đây là bít tết chuẩn bị cho người. Bởi vì trên máy bay hạn chế sử dụng lửa nên đây là vừa làm xong liền dùng kỹ thuật giữ nóng tân tiến nhất để mang lên máy bay, đảm bảo hương vị không khác gì khi vừa làm xong. Đây là do ông Phúc đặc biệt chuẩn bị, mời bà. Ừ, lần nào cũng phiền phức như vậy, Thẩm Thanh bất đắc dĩ nói, sau đó cầm dao nĩa lên yêu nhã cắt thịt. Nữ tiếp viên xoay người định rời đi lại bị Hứa Minh Tâm gọi lại. Còn tôi, suất ăn của cô sẽ lập tức được đưa tới. Suất ăn, tôi không có rượu vang với bít tết sao? Rượu vang thì có, nhưng bít tết là do ông Phúc đặc biệt chuẩn bị cho vợ, chỉ có một phần thôi. Vậy, cũng không có ai đặc biệt dặn dò gì sao, như là chuẩn bị một phần ăn đặc biệt cho tôi. Hứa Minh Tâm lòng đầy mong chờ nói, chẳng lẽ Cố Gia Huy một chút thành ý cũng không có? À, có, anh Trung có dặn dò. Thật xin lỗi cô, tôi quên mất. Tôi đã nói mà, nhất định phải có chút thành ý chứ. Hứa Minh Tâm cười nhìn về phía Thẩm Thanh, tựa ý nói người đàn ông của con cũng không hề thua kém nha. Sau đó nữ tiếp viên đưa đến hai suất ăn. Là cái này. Đúng vậy, anh Trung bảo cô có thể sẽ muốn ăn nhiều chút nên bảo tôi chuẩn bị thêm một phần. Hứa Minh Tâm nghe được lời này thì ngây như phỗng, mà Thẩm Thanh bên cạnh cũng bật cười khe khẽ. Cố Gia Huy thật hiểu con. Hiểu cái gì mà hiểu, cũng biết con ăn nhiều, sao không biết con cũng muốn ăn ngon. Hứa Minh Tâm oán niệm ngập trời mà chọt chọt phần cơm trước mặt, bụng kêu ục ục, không ăn cũng không được. Cô quả thật chẳng có oán trách gì với đồ ăn, chỉ là so với rượu vang cùng bít tết cách vách thì lực tác động lên thị giác quá lớn. Hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Hứa Minh Tâm vừa ăn vừa tức, mà Thẩm Thanh bên kia lại mang tâm tình trẻ con đi trêu chọc cô. Cái này của mẹ cũng ngon, con có muốn ăn một chút không, dù sao gần đây mẹ cũng đang giảm cân. Có thật không? Vậy con liền. Cô còn chưa nói hết, Thẩm Thanh chặt lưỡi nói tiếp, do chồng mẹ chuẩn bị, con cũng có thể ăn ngon sao? Ập! Hứa Minh Tâm cảm thấy tim vừa bị đâm một nhát. Cái đó, bố nuôi đã bao cả máy bay, con có thể ra sau ngồi không? Tùy ý. Con ra phía sau, con sợ con sẽ hộc máu mất. Hứa Minh Tâm ngồi máy bay 12 tiếng rốt cuộc đến được nước Anh. Đây cũng không phải lần đầu cô tới đây. Nhưng lần trước đến quá vội vàng nên vẫn chưa tham thú được bao nhiêu. Chỉ vội vã nhìn qua rồi nhanh chóng trở về. Tiếng Anh của cô không tệ, có thể trao đổi thuận lợi. Người của buổi từ thiện đã sớm đến đón, dù sao sức ảnh hưởng của Thẩm Thanh ở nước ngoài cũng không nhỏ, là một trong những nghệ sĩ lão làng tiến quân vào Hollywood, vẻ đẹp của bà đã được vô số người nước ngoài công nhận. Cho dù nay đã ngoài 40 thì bà vẫn là một giai nhân nhan sắc mỹ miều. Bọn họ đến khách sạn lưu trú, Hứa Minh Tâm còn tưởng là bản thân chỉ cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, vui chơi thoải mái một chút liền có thể tham dự dạ tiệc. Nhưng lại không ngờ Thẩm Thanh lại muốn dạy cô lễ nghi thượng lưu. Dao nĩa được bày thế nào trong bữa ăn,
bị rượu vang dính vào quần áo phải xử lý thế nào. Còn có lễ nghi khi đi thảm đỏ, rồi còn nhảy khiêu vũ nhất định phải có trong dạ tiệc. Hứa Minh Tâm vừa xuống máy bay, ngay tại bữa cơm tối đầu tiên đã phải nghe Thẩm Thanh chỉ dạy đủ đường. Lưng phải thẳng, dao nĩa khi cắt không nên phát ra tiếng quá lớn, cầm nhẹ để nhẹ. Miệng chỉ mở ra nho nhỏ thôi, con mở miệng to thế làm gì? Con là người bình thường mài. Có thể ở trong xã hội thượng lưu đều là miệng anh đào, nhai kỹ nuốt chậm, không được ham nhiều, phải có chừng mực. Nếu trước mặt con là bánh ngọt, rượu vang và trái cây thì con chọn cái gì? Con có thể chọn hết không? Hứa Minh Tâm yếu ớt hỏi. Thẩm Thanh nghe như vậy, lòng hận không thể rèn sắt thành thép. Ngốc nghếch, dĩ nhiên là rượu vang rồi, những món còn lại chỉ được nhìn không được ăn. Ly cao cổ phải cầm như vậy nè, uống rượu phải uống từng ngụm nhỏ thôi, son môi sẽ không dính vào ly. Còn có thể không dính ly à? Đó là trọng điểm hả? Nhưng mẹ nói. Thẩm Thanh đã dạy rất nhiều nghi thức trên bàn ăn nhưng Hứa Minh Tâm nghe xong vẫn chỉ thấy mông lung, thậm chí cả khi cô đã dùng cây bút thu âm Cố Yên đưa cho để ghi lại cả rồi. Cuối cùng cô yếu ớt nói, cuối cùng con cũng hiểu tại sao người giàu lại ít ỏi vậy trong khi người bình thường lại chiếm phần đông rồi. Tại sao? Thẩm Thanh nói, miệng lưỡi đều khô khốc, bà ấy yêu nhã nâng ly lên uống nước, nhưng một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy Hứa Minh Tâm nói tiếp. Chiếu theo lễ nghi dùng bữa như vậy thì nếu không phải là chết đói thì cũng là chết mệt. Đoán chừng là do ăn không đủ no, tích tụ lâu ngày cuối cùng là đoản mệnh. Nếu không phải vậy thì cũng là thủ tục rườm rà quá cuối cùng mệt chết luôn. Một ngụm nước vừa uống vào họng đã bị Thẩm Thanh phun thẳng ra ngoài. Mẹ nuôi, mẹ tính phá hỏng lễ nghi sao? Hứa Minh Tâm run rẩy nhìn bà ấy. Thẩm Thanh chỉ lầm bầm mấy từ gỗ mục không thể khác rồi bỏ về phòng mình. Hứa Minh Tâm vô tội đứng tại chỗ, cô quả đúng là có ngáo một chút nhưng vẫn khắc được mà. Thẩm Thanh trở về phòng chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Môn Hải. Anh ta đang ở Anh Quốc. Mẹ, con nghe bảo mẹ đã đến khách sạn rồi đúng không? Ừ, con đặc biệt hỏi thăm mẹ hay là muốn hỏi han xem người yêu con giờ đang làm gì thế? Mẹ, con quan tâm cả hai người mà. Thế à? Thôi được rồi, mẹ à. Con có hơi không an tâm về Minh Tâm, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia vào bữa tiệc quy mô lớn như vậy hơn nữa còn có sự tham gia của người từ khắp các quốc gia nữa, con sợ cô ấy không chịu nổi. Nên là, hy vọng mẹ chăm sóc cô ấy nhiều hơn chút, não cô ấy không giỏi ghi nhớ nhiều, con sợ cô ấy lại chọc tức mẹ, nên là... Muốn đặc biệt nói cho mẹ biết, con sợ mẹ lại chiến tranh với cô ấy. Mẹ sắp bị nó chọc cho tức chết rồi đấy. Cũng chẳng biết tại sao Hứa Văn Mạnh lại dạy con gái thành ra vậy nữa, lớn tướng ra mà chẳng biết gì hết. Cái con bé ngốc này còn chẳng biết cả lễ nghi cơ bản, phải vất vả dạy lại nó từ đầu nữa chứ. Con cảm thấy cô ấy tốt lắm mà, vô cùng thẳng thắn, mẹ không thấy vậy sao? Ăn cơm cũng chẳng cần nhiều quy tắc thế, thích ăn gì thì ăn thêm nhiều chút, món nào không thích là nói ngay, đâu có giống chúng ta. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy con dù có thích gì cũng không được biểu lộ thái quá. Đến cả chán ghét thứ gì cũng không được thể hiện ra ngoài mặt. Thực ra thì, cuộc sống như kiểu của chúng ta không phải là rất mệt mỏi hay sao? Con chẳng biết như vậy cao sang cỡ nào mà thành thật thì con lại rất mong có thể tùy hứng một chút. Con muốn trở thành người giống như bố vậy, có thể ở bên người mình yêu, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Dù mẹ chẳng muốn học mấy kiểu lễ nghi rườm rà ấy thì bố con cũng sẽ không ép buộc mẹ. Vậy con có biết tại sao mẹ con lại trở thành cổ hủ như thế này không? Vì sao? Đó là bởi vì bố của con. Người ngoài đều nói Ngôn Dương là người chiều vợ, mẹ bảo một ông ấy không dám nói hai. Nhưng ông ấy lại bỏ bê gia sản vì một người phụ nữ, nếu không nhà họ Ngôn chắc chắn có thể bước lên ngang hàng với nhà họ Cố rồi. Sự thật đúng là vậy đấy, bố con rất chiều mẹ nhưng mẹ cũng sẽ không ỷ được chiều mà kiêu. Mẹ chẳng bao giờ làm gì để khiến ông ấy mất mặt cả. Rõ ràng mẹ có thể làm chính mình. Vô lo vô nghĩ nép dưới sự che chở của ông ấy nhưng mẹ lại không làm vậy, mẹ muốn bản thân ngày một trở nên ưu tú hơn. Ngôn Hải, mẹ biết con muốn sống đời tự do nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của con, đó là trách nhiệm. Con có trách nhiệm và sứ mệnh của chính con, Hứa Minh Tâm sống thật tự do tự tại bởi nó không có sứ mệnh, không có gánh nặng. Nhưng còn con có. Nghe vậy, Ngôn Hải rơi vào trầm mặc. Mẹ, con biết rồi. Con cũng chỉ hâm mộ vậy thôi chứ con chưa bao giờ quên bản thân là người của nhà họ Ngôn cả.
con sẽ là người có trách nhiệm, sẽ không xử lý công việc theo cảm tính. Tốt nhất là vậy, cũng coi như con không phụ sự khổ tâm của mẹ rồi. Hứa Minh Tâm mới được bao nhiêu tuổi chứ, những thứ này đều phải học. Bất kể con bé có phải người của Cố Gia Huy hay không, mẹ chỉ biết là người nhà họ Ngôn không thể bị kẻ khác cười chê được. Con bé đã nhận lấy thân phận của nhà họ Ngôn thì phải trả giá. Con chỉ sợ mẹ bị cô ấy làm tức chết mà thôi. Mẹ thì không tin đâu, trần đời này làm gì có học sinh nào mà mẹ không dạy được. Thẩm Thanh khẳng định chắc nịch, sau khi bà ấy cúp điện thoại lại nhìn liền qua Hứa Minh Tâm. Nếu cô dám mở to miệng ăn gì đó thì bà ấy cũng chẳng nhân nhượng đâu. Nếu đã bước lên xã hội thượng lưu rồi thì cũng nên có giáo dưỡng cơ bản. Bà ấy phải nghiêm túc, nếu không sau này thứ mất đi không chỉ là thể diện của nhà họ Cố mà còn cả nhà họ Ngôn nữa. Bà ấy mở cửa ra đã thấy Hứa Minh Tâm nghiêm chỉnh cắt bò bít tết, cố gắng khống chế lực, tận lực để phát ra âm thanh va chạm ngốc ngốc. Bên này bút thu âm đang mở mấy câu dạy dỗ vừa nãy của bà ấy. Bò bít tết phải được cắt với độ lớn vừa đủ, ăn gì cũng phải vểnh môi lên. Đây là thìa dùng để uống canh, không được bê lên uống. Dùng dao nĩa ăn bữa tối thì phải. Để như vậy, tạm thời rời đi thì phải để dao dĩa thế nào? Phải như vậy sao? Hứa Minh Tâm, con phải học nhanh hơn nữa, không được làm mất mặt. Học xong mới có thể ăn. Thịt bò bít tết thơm lắm đó. Súp cũng thơm lắm nè. Cả nấm bơ, cũng vô cùng hấp dẫn. Không được rồi, phải học nhanh chút, đã mấy ngày rồi. Không thể rời nhà mà để chú ba Cố mất mặt được, sau này dù đi bữa tiệc nào cũng phải học. Hứa Minh Tâm tự thôi miên bản thân, lầm bà lầm bầm như đang cố thuyết phục chính mình. Đối với một Hứa Minh Tâm chưa từng được dạy những lễ nghi truyền thông mà nói, chỉ trong mấy ngày học ngắn ngủi đã đủ thấy khó nhăn rồi. Nhưng cũng may cô giỏi chịu khổ, cô không tin mấy thứ còn con này lại khó hơn cả toàn cao cấp. Thẩm Thanh vốn còn muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc nhưng thấy dáng vẻ đó của cô lại thấy vô cùng vui vẻ, an tâm. Dường như bà ấy thấy được mình của năm ấy, không vì được chiều mà kêu còn cố gắng cải thiện chính mình, không để người đàn ông của mình mất hết thể diện người mà con trai bà ấy nhìn chúng tuy rằng chẳng xuất sắc gì nhưng cũng làm người ta không tài nào ghét được. Bà ấy đã thấy hết mấy lỗi sai của cô rồi, không nhịn được mà ra mặt uốn nắn. Mẹ nuôi, vừa nãy rất xin lỗi, con không cố ý nói vậy. Mẹ biết rồi, mới nãy là sai lầm của mẹ, vô ý rồi. Con phải nhớ dù có khổ sở cũng phải mỉm cười tự nhiên, rộng lượng vậy thì truyền thông mới không đưa con ra làm trò hề. Con không phải người của công chúng, không cần sợ truyền thông nhưng đạo lý này đúng là vẫn có điểm hữu dụng. Con khóc khổ khóc sở chỉ khiến kẻ địch cười nhạo thôi. Con càng kiên cường, lũ người kia càng căm tức, cuối cùng tự lấy đá đập chân mình. Muốn làm phu nhân nhà giàu chẳng dễ. Nhưng một khi đã ngồi vững thì không ai có thể lôi con xuống khỏi vị trí này nữa. Đã hiểu chưa? Là để con vững vàng như núi Thái Sơn, có lòng tin ở mình. Đúng không? Đó chỉ là một điểm thôi. Ngoài ra, nếu con thực sự bị bắt nạt thì đừng có nhịn nhục, cứ mạnh mẽ đáp trả cho mẹ. Sợ cái quần, có hai đại gia tộc chống lưng cho con thì phải sợ cái quái gì? Mẹ nuôi, mẹ nói tục rồi. Giờ là thời gian tan lớp rồi. Thẩm Thanh không vui nói. Học cho giỏi, con có biết năm đó mẹ đã tự tay bóp chết mấy con hồ ly tinh rồi không? Không được, cả môn này cũng phải dạy tốt cho con nữa, đầu năm nay mấy con trà xanh nhiều lắm, ghi chép lại đi, có lợi cho con đấy. Vâng vâng vâng, Hứa Minh Tâm vội vàng lấy sổ bút ra ghi chép một cách cẩn thận. Hứa Minh Tâm học nguyên cả ngày, trong mắt cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Cô nằm sấp trên giường ôn bài, so với bản thân mình đi học nguyên cả ngày còn chăm chỉ hơn. Đúng lúc này, Cố Gia Huy gọi điện thoại đến. Cô thở phì phò vứt sang một bên. Chẳng phải không thèm tiễn mình sao? Chẳng phải bất chấp sao? Chỉ chuẩn bị cho cô suất ăn hàng không? Bây giờ nhớ cô rồi à? Sau khi điện thoại reo lên vài tiếng thì tắt máy, Hứa Minh Tâm còn đang đợi Cố Gia Huy gọi đến lần nữa. Không ngờ điện thoại di động lại im bặt, thế mà không tiếp tục gọi đến nữa. Cô liếc nhìn sóng điện thoại và lượng pin, đều đầy mức hết mà. Không có thành ý chút nào cả, em không bắt máy thì anh không gọi đến nữa à? Hơn nữa chỉ reo vài tiếng mà thôi. Hứa Minh Tâm có hơi giận dỗi, không ngờ điện thoại di động lại nhảy ra một tin nhắn. Nghe nói đêm nay London sẽ có tuyết rơi, ra ban công nhìn thử xem tuyết đã rơi chưa? Thủ đô của anh là London. Đêm nay sẽ có tuyết rơi sao?
Vậy đây chính là trận tuyết đầu mùa đầu tiên cô thấy vào ngày đông này. Hứa Minh Tâm vội vã bò dậy khỏi giường, chạy ra ngoài ban công. Khách sạn rất sang trọng, vì thế nên ban công cũng rất lớn, có cây cối xanh biếc còn có cả ghế xích đu mây. Bên ngoài đèn neon rất sáng, chiếu rọi cả nửa bầu trời. London được mệnh danh là thành phố không ngủ, buổi tối cực kỳ sôi động. Tuyết. Hứa Minh Tâm nhìn thấy có thứ gì đó lấp lánh rơi lất phất xuống từ trên bầu trời, vội vàng duỗi tay bắt lấy. Hoa tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay, chớp mắt đã tan ra. Thật sự có tuyết rơi. Lúc bắt đầu còn rất nhỏ, nhưng dần dần lớn lên. Cô nhớ lại trước đây mình từng xem phim Hàn Quốc, ngày tuyết đầu mùa rơi là một ngày rất quan trọng, nếu như tỏ tình với người mình thích thì sẽ nắm được phần thắng rất lớn. Ngày tuyết rơi, vốn là chuyện rất lãng mạn. Đúng lúc này, điện thoại di động reo leng keng một tiếng, lại có một tin nhắn đến. Tuyết rơi rồi, nhanh chóng nhắm mắt lại đi, ước nguyện với ông trời. Nói không chừng ông trời có thể nghe được tiếng lòng của em, thử xem. Hứa Minh Tâm xem tin nhắn thì không nhịn được cười, từ lúc nào Cố Gia Huy lại mê tín như vậy chứ. Nhưng anh cũng đã nói như thế rồi, vậy cô sẽ thành tâm thành ý cầu nguyện thử, để xem ông trời liệu có đồng ý với cô không. Tuy rằng cô biết là không thể nào, cô chắp tay trước ngực, nhắm đôi mắt lại, thầm ước nguyện, nếu ngày tuyết đầu mùa thật sự linh nghiệm như vậy, thế liệu có thể đóng gói chú ba Cố đem đến đây cho tôi được không? Đột nhiên đi đến một đất nước xa lạ, thật sự có hơi lo sợ. Sợ bản thân không chịu đựng được, sợ bản thân không đủ dũng cảm, sợ bản thân. Nhớ anh ấy. Cô bé, vậy em có biết là, anh cũng đang nhớ em không? Bên tai Hứa Minh Tâm vang lên một giọng nói quen thuộc, thân thể cô hơi cứng đờ, thế mà không dám mở mắt ra. Là cô xuất hiện ảo giác sao? Vì sao cô lại nghe thấy giọng nói của Cố Gia Huy ở trong phòng khách sạn? Sao vậy, không mở mắt ra nhìn anh à? Cố Gia Huy cười yếu ớt nói, cô cũng có thể nghe ra được ý cười từ trong giọng nói của anh. Nhịp tim của cô nhanh chóng nhảy lên, run rẩy mở mí mắt ra. Đập vào mắt là người đàn ông cực kỳ điển trai, vậy mà lại đang đạp chân ngồi xổm trên lan can, cười cực kỳ đẹp trai. Như vậy rất nguy hiểm. Hứa Minh Tâm bất chấp tất cả, vội vàng bước tới trước ôm chặt lấy người đàn ông, kéo anh lên ban công. Anh điên rồi, anh đứng ở chỗ đó, đây là tầng 38 đó anh biết không, anh té xuống sẽ chết đó. Hứa Minh Tâm sợ gần chết, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn mấy phần. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô. Anh ôm siết cô vào lòng, trên người anh lạnh lẽo, là vì chờ bên ngoài quá lâu. Trên người còn ướt đẫm hoa tuyết màu trắng, trong phút chốc bị chiếc ôm hòa tan. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nên cho em thấy dây thừng trên người anh sớm hơn một chút, làm em lo lắng rồi. Dây thừng. Hứa Minh Tâm phục hồi tinh thần lại, cô nhìn thấy móc khóa chuyên nghiệp được buộc bên hông của anh, vừa nhìn đã biết là kiểu rất chắc chắn. Phía sau còn có một sợi dây thừng vẫn đang treo lơ lửng ở bên trên. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Máy bay trực thăng. Anh ngồi máy bay trực thăng đến đây sao? Không phải nói mặc kệ cô, để một mình cô gánh chịu sao? Ơ này. Anh nghe thấy lời cầu nguyện của em với ông trời, vì thế nên anh đến rồi đây. Gạt người, anh đã sớm đến đây rồi đúng không? Đúng vậy đó, Minh Tâm của anh ngày càng thông minh đấy nhé. Nếu như em không nhanh chóng cầu nguyện thì chắc anh sẽ chết cóng ở trên ban công đấy. Không phải anh không thèm để ý tới em rồi sao? Sao anh nỡ chứ? Anh nói thầm thì, giọng nói vừa khàn khàn vừa u ám. Sao anh có thể để cho cô chịu đựng một mình, sở dĩ sắp xếp như vậy chỉ là vì muốn tạo cho cô một niềm vui bất ngờ. Mà anh thật sự có chút việc quan trọng của tập đoàn vẫn chưa giải quyết xong. Đến khi hết bận, anh liền vội vàng sang đây. Muốn gặp mặt cô trước ngày tuyết đầu mùa của năm nay. Hứa Minh Tâm nghe nói như vậy, mũi không nhịn được son sót. Cô vốn dĩ đang lo lắng sợ hãi, nhưng bây giờ lồng ngực căng tràn, không còn lo lắng chút nào nữa. Cô ôm cổ Cố Gia Huy thật chặt, nói, anh đã đến thì tốt rồi, cho dù em có tham gia buổi tiệc từ thiện kia, anh không có ở bên em, nhưng em biết anh ở gần xung quanh em, cố gắng tiếp sức cho em cũng đã yên tâm rồi. Anh hiểu rồi, tuyết rơi rồi. Dẫn em ra ngoài đi dạo một lát. Để em đi nói với mẹ nuôi đã. Đừng nói với bà ấy, chúng ta lén lút đi ra ngoài. Sao ra ngoài được chứ? Mẹ nuôi đang ở bên ngoài mà. Mặc quần áo vào, anh dẫn em bay ra khỏi đây.
Hứa Minh Tâm nhìn thấy dây thừng kia thì lập tức hiểu rõ, cô còn chưa bao giờ được bay. Cô nhanh chóng thay một chiếc áo bông, sau đó nhìn anh quấn dây thừng lên người mình. Nếu như cảm thấy sợ thì hãy ôm chặt anh, đừng nhìn xuống dưới. Chúng ta sẽ đáp xuống ở sân thượng, đến lúc đó còn có cảnh đẹp hơn. Hứa Minh Tâm bước một chân ra khỏi vòng bảo hộ của ban công, cảm nhận được toàn thân mình đang lơ lửng bên ngoài, hoàn toàn dựa vào sợi dây thừng kia giữ mình lại. Căng, căng thẳng quá, sợ thật. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, rất cao, cô bỗng chốc thấy váng đầu hoa mắt. Không ngờ là đúng lúc này cô Gia Huy mạnh mẽ ghì đầu cô vào lông ngực của anh, bao bọc cô thật chặt bằng quần áo của chính mình. Sợ thì đừng có nhìn, nhìn anh là được rồi, anh đẹp trai lắm. Vốn dĩ Hứa Minh Tâm còn đang sợ muốn chết, nhưng nghe thấy câu này thì không còn sợ hãi chút xíu nào cả. Cô ngước mắt lên nhìn anh thật sự rất đẹp, xem trăm lần cũng không chán. Cố Gia Huy, không phải anh sợ em quyến rũ được anh chàng đẹp trai xinh tươi nào đó nên mới sang đây hả? Đẹp trai xinh xẻo sao sánh bằng anh được chứ? Sắp đến rồi. Cô vừa nói dứt lời, dưới chân vững vàng đạp lên nền gạch xi măng. An toàn đáp xuống, chuyến bay rất ngắn. Từ lầu 38 bay đến tầng thượng 62. Nhưng cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Dây thừng của cô được gỡ ra, máy bay trực thăng cũng bay đi mất. Đúng lúc này, phía sau bay vụt ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, còn có pháo hoa đầy trời. Pháo hoa! Hứa Minh Tâm hoảng hốt xoay người nhìn thấy cảnh này. Trên sân thượng trang trí đầy pháo hoa, nguyên cả một vòng, cùng nhau đồng thời đốt lên. Màn trên màn hình LED ở đằng xa xa cũng đồng thời phóng ra pháo hoa như thế, hấp dẫn không ít người dừng chân lại đứng lại. Thật xinh đẹp. Hứa Minh Tâm vui không thể tưởng tượng nổi, không ngờ là lúc mình còn sống lại có thể nhìn được một cảnh tượng khó quên như vậy. Từ đó tới giờ chưa từng có phí công phí sức chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô như thế này. Cô nhìn lại nhìn, không nhịn được rớt nước mắt, Cố Gia Huy nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, bất đắc dĩ nói, sao lại khóc. Không thích à? Không đâu, em thích lắm. Từ trước đến giờ em chưa từng thấy qua, cũng không ai chuẩn bị cho em thứ này. Thì ra là bởi vì thứ này, anh còn tưởng em không thích quà tặng của anh, hại anh lo lắng mãi. Nếu thích thì lần sau anh đưa em đi tiếp, thay đổi đa dạng. Không cần, vậy là đủ rồi. Em không cần quá hoành tráng, em cần sự dài lâu hơn. Cảnh này đã rất đẹp, em muốn ghi nhớ suốt đời, nhưng mà nhiều hơn nữa. Sẽ không còn quý giá. Em muốn anh trong lòng em là người có một không hai. Anh đã cho em sự hoành tráng, cũng muốn cho em sự dài lâu. Người khác có, em cũng không kém cạnh. Người khác không có, anh sẽ dốc hết tâm tư để người đi tìm cho em. Tất cả mọi chuyện anh làm vì em đều là cam tâm tình nguyện. Cố Gia Huy, anh đối xử với em tốt quá. Đối với em tốt là việc đương nhiên. Cố Gia Huy nói chắc như đinh đóng cột. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, mặc dù đang đứng giữa trời rét lạnh, cô cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy rất ấm áp. Chỉ cần là nơi có Cố Gia Huy, cô đều cảm thấy ấm áp. Đi thôi, xuống kia tham quan, em tới đây hẳn chưa được vui chơi thỏa thích. Vâng, cô theo Cố Gia Huy rời khỏi khách sạn, trên con đường tấp nập phồn hoa người qua kẻ lại, cũng có không ít gương mặt phương Đông quen thuộc. Cố Gia Huy đẹp trai. Dù có đặt vẻ đẹp này vào thẩm mỹ của người phương Tây thì vẫn xuất sắc như cũ. Vì vậy dọc đường có rất nhiều người liếc nhìn anh. Hứa Minh Tâm nhìn những ánh mắt táo bạo của mấy người phụ nữ kia, có chút không vui, vội vàng khoác tay Cố Gia Huy như đang công khai chủ quyền. Người đàn ông này là hoa đã có chủ, người khác không được có suy nghĩ không yên phận. Nếu ai dám nhìn cô sẽ trừng mắt với họ đến khi quay đi mới thôi. Cố Gia Huy nhìn động tác tức giận có cô gái nhỏ. Khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười. Anh thích dáng vẻ này của cô, giống như chú mèo nhỏ bảo vệ đồ ăn. Bảo vệ ổn thỏa mới thôi. Anh hiểu Hứa Minh Tâm, tất nhiên có hứng thú với đồ ăn, vì thế liền dẫn cô tới phố ẩm thực nổi tiếng. Đồ ăn ở nơi này đều rất nổi tiếng hấp dẫn, bánh ngọt kiểu Tây Âu, cơm đường phố phương Tây, mùa đông còn bán Haixinda. Hứa Minh Tâm gấp không chờ nổi thực hiện lễ nghi mình học được. Ăn cơm đoan trang, không phát ra tiếng động lạ, đồ ăn được nhai kỹ nuốt chậm. Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ yên lặng ngoan ngoãn khi cô nghiêm túc ăn cơm, thấy được một chút hình tượng của tiểu thư lá ngọc cành vàng. Có điều, anh cũng không hẳn quá thích. Trước kia Hứa Minh Tâm ăn gì đôi mắt cũng sáng lấp lánh rất động lòng người. Cô cũng sẽ nhìn anh,
trong mắt ngập tràn sự nhiệt tình. Nhưng hiện tại dù là mặt đối mặt, anh vẫn cảm thấy hai người rất xa lạ, rất quạnh quẽ. Ở nơi này của anh không cần nhiều quy củ như vậy, em có thể dùng nó ứng phó với người khác, nhưng không phải ứng phó với anh. Không phải ứng phó mà, chẳng lẽ anh không thích đoan trang thục nữ sao? Hứa Minh Tâm nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Không thích, anh chỉ thích em, anh thích dáng vẻ chân thực của em. Nhưng mẹ nuôi nói như vậy là không lễ phép, nói em không thể không thực hành trong mọi bữa cơm, làm như vậy khi có bữa tiệc sẽ không bị sai sót. Về sau em không muốn anh mất mặt nên hiện tại phải nỗ lực gấp bội. Không học, chúng ta không tham gia bữa tiệc này nữa, quay về như cũ thôi. Cố Gia Huy xị mặt, nói vô cùng nghiêm túc. Nếu vì nâng cao thân phận cho cô mà khiến cô trở nên gò bó khô khan, không khác gì những phu nhân danh giá được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu kia, vậy anh làm gì còn niềm vui, Hứa Minh Tâm vẫn là Hứa Minh Tâm sao? Một phu nhân danh giá học những lễ nghi cơ bản sẽ không khiến nhà mình mất mặt, đây là điều tất yếu. Nhưng ở nơi của Cố Gia Huy lại không cần vậy, anh cưới Hứa Minh Tâm không phải vì để cô làm dạng danh tổ tông, mà cưới cô về là nắm tay cô cả đời. Anh cưng chiều cô còn không kịp, sao dám tùy tiện cho cô học này học nọ. Em không đi đâu, cùng lắm em không làm vậy khi ăn cơm với anh. Vất vả lắm mới học được, sao có thể nói bỏ là bỏ được, anh trẻ con quá đi. Bữa tiệc em tham gia đúng là yêu cầu lễ nghi, em học một chút cũng tốt, nhưng em không được đối xử với anh cũng như thế. Em cảm thấy giữa chồng chưa cưới và vợ chưa cưới làm vậy có quá khách sáo xa lạ không? Điều này cũng đúng. Cô không nhịn được nghĩ đến Ngôn Dương và Thẩm Thanh, dáng vẻ hai người quấn quấn quýt quýt khiến cô nổi cả da gà. Nếu Cố Gia Huy không cần thì cô cũng thoải mái phóng thích bản thân vậy. Nếm thử cái này, nếm thử cái kia, mở rộng dạ dày. Cô không nhịn được tò mò hỏi, Cố Gia Huy, anh có nghĩ tới dáng vẻ của chúng ta khi 40-50 tuổi sẽ như thế nào không? Liệu có tình cảm như bố nuôi mẹ nuôi không? Anh có thể cưng chiều em như vậy không? Hôm nay bố nuôi chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho mẹ nuôi, mà anh thì sao? Chỉ biết để người ta mua cho em 2 hộp cơm trên máy bay. Em ăn cơm không thấy có gì lạ sao? Cố Gia Huy khép hờ mắt. Ăn thấy có gì, em ăn sạch rồi vẫn không thấy gì nha. Anh thả một cái nhẫn bên trong, em không thấy sao? Cái gì cơ, em nuốt cả quả táo, ăn xong sạch sẽ. Lúc ấy vẫn đang tức giận, em nào có chú ý trong đồ ăn có gì? Em ăn đến nghẹn. Không phải mắc vào nhẫn đó chứ. Hứa Minh Tâm lập tức hoảng loạn. Không được, em muốn đi bệnh viện, em muốn rửa ruột. Chiếc nhẫn kia chắc chắn quý lắm, sao có thể nằm trong bụng em được. Lừa em đấy, không có nhẫn. Thật sao? Ừ, bây giờ có phải em cảm thấy anh không chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho em còn tốt hơn không? Cố Gia Huy cười xấu xa nói, có chút hài hước. Hứa Minh Tâm lúc này mới phát hiện mình bị chơi xỏ. Cố Gia Huy anh được lắm. Chú ba Cố, em tức giận, anh không chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho em thì thôi, anh còn lừa em, bây giờ ngay cả nhẫn cũng không có. Anh là đồ lừa đảo. Cô vừa nói xong, không ngờ Cố Gia Huy đột nhiên lại gần, môi mỏng chuẩn xác dán lên đôi môi mỏng của cô. Trong lòng Hứa Minh Tâm run lên, theo bản năng muốn đẩy ra, dù gì cũng đang ngồi trước mặt nhiều người. Nhưng Cố Gia Huy giữ chặt cô, khiến cô không thể động đậy. Anh gia tăng nụ hôn này. Lúc cô đẩy Cố Gia Huy ra được mới thấy trên cổ có thêm một chiếc vòng, phía dưới xỏ một chiếc nhẫn. Nhẫn? Đây. Cơm trưa tình yêu anh chuẩn bị có ngon không? Sao đột nhiên anh lại muốn đưa nhẫn cho em? Nhẫn này làm theo kích cỡ ngon áp út của em, anh đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Nhưng bây giờ em không tiện đeo nó, anh liền treo nó trên cổ em. Kim cương không quá lớn vì sợ em bị cướp giật, chờ đến năm em thành niên 20 tuổi. Anh sẽ chuẩn bị một cái lớn hơn cho em. Bồ câu, lớn như trứng chim bồ câu sao? Em biết trứng chim bồ câu. Vâng, trên phim truyền hình thường xuyên chiếu cảnh 18 carat chỉ là chút lòng thành, trứng chim bồ câu mới đứng đầu. Được, vậy chuẩn bị trứng chim bồ câu. Vậy anh phải đưa em thêm một két sắt ngân hàng. Em muốn để dành, Hứa Minh Tâm vội vàng nói. Cô không biết viên kim cương đính trên nhẫn dù không lớn nhưng nó lại là viên kim cương hồng có 102 trên thế giới, hơn nữa tính chất vô cùng tinh khiết và chất lượng rất cao. Trong mỏ quặng chỉ có viên bé bé thế này, cộng thêm cắt và đánh bóng nên mới nhỏ vậy. Nếu anh mua một quả trứng bồ câu, đoan chắc cũng không quý giá như cái đang đeo trên cổ của cô.
Thật ra nhẫn này đã được chuẩn bị xong từ sớm nhưng anh chưa lấy ra mà thôi. Nếu cô đã có can đảm đi bước đầu tiên, vậy anh cũng phải nhanh chóng khóa cô nhóc này lại. Phòng ngừa cô lại kéo thêm 2 năm, thấy thêm nhiều trai đẹp rồi sau đó nhìn anh phát ngán lên, vậy thì toang rồi. Em đã nhận chiếc nhẫn của anh, kiếp này em là người của anh rồi. Dù cho ở đây có bao nhiêu anh chàng đẹp trai trẻ trung thì cũng không liên quan gì đến em nữa, biết không? Hóa ra đây là cái bẫy à? Anh muốn dùng cái này để trói em lại. Trói em là cái này. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực của mình. Cách lớp áo, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của anh. Đây là trái tim của anh. Hứa Minh Tâm nghe được những lời có cánh đó thì gò má khẽ đỏ bừng, muốn rút tay về nhưng không thể làm được. Anh có thể nào khiêm tốn chút được không? Ở đây còn rất nhiều người ngoài đó, xấu hổ chết mất. Sợ gì mà sợ, em là vợ chưa cưới của anh, đâu phải anh trộm vợ của người khác đâu. Cố Gia Huy cười khẽ rồi nói, tối nay muộn rồi, anh còn muốn dẫn em đi gặp chị dâu hai, nhưng có vẻ bây giờ không được rồi. Em mau tranh thủ ngắm anh lâu một chút đi, mấy ngày sau có thể em sẽ không được gặp anh nữa đấy. Tại sao, anh phải về sao? Không có về, anh đợi em xong xuôi hết, nhưng 2 ngày tới em phải học rất nhiều thứ nên nếu anh ở bên cạnh em thì sẽ chỉ làm em phân tâm thôi. Nếu em thể hiện tốt, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thì buổi tối anh sẽ đến tìm em, dẫn em đi dạo đây đó, được không? Sao gặp anh khó vậy, còn phải xem anh như phần thưởng nữa, đúng là phạm quy mà. Vậy em không gặp được anh rồi. Hay anh cứ gặp em đi, em sẽ học hành đàng hoàng. Hứa Minh Tâm bất đắc dĩ nói. Người đàn ông nhà mình đột nhiên biến thành phần thưởng qua ải, quả thật quá đáng thương. Cô đã tản bộ ở ngoài tận 1 tiếng. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, trên mặt đất cũng đã phủ một lớp tuyết. Người dần dần ít đi, 2 người cũng phải về. Anh đưa Hứa Minh Tâm về khách sạn, cô có chút quyến luyến không nỡ. Sau khi sắp vào trong, cô kìm lòng không đậu quay lại nhìn Cố Gia Huy đang đứng bên đường. Hô lớn, em xem phim Hàn thấy vào hôm tuyết đầu mùa phải tỏ tình với người yêu, như vậy sẽ thành công ngoài mong đợi đấy. Dường như em chưa bao giờ tỏ tình với anh nhỉ. Anh luôn là người nói những lời tuyệt vời với em thôi. Anh nói anh không khéo ăn nói nhưng lại nói rất hay. Em trông nói nhiều vậy, nhưng cứ hay ngại ngùng. Vậy hôm nay em sẽ nói cho anh biết nhé, em thích anh. Em nhớ ban đầu em đã nói rằng mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được chính mình, không sợ anh. Trước khi anh trở nên đẹp trai thế này thì em đã hoàn thành mục tiêu rồi, nên em nghĩ cái em yêu không phải là vẻ ngoài của anh, cũng không phải thân phận cao quý của anh, em yêu chính con người anh đấy. Cố Gia Huy. Cố Gia Huy, đừng thấy em còn nhỏ nhưng thật ra em hiểu được rất nhiều điều. Anh đối xử tốt với em có thể cảm nhận được điều đó. Em cũng sẽ cố gắng gấp bội, sẽ đối xử tốt với anh. Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù em ngốc nghếch nhưng mong anh đừng ghét bỏ. Hứa Minh Tâm cố lấy hết dũng khí, nói một mạch rất nhiều điều. Cố Gia Huy có chút bất ngờ, cơ thể cao lớn cũng đứng yên như trời trồng. Những lời này, quả là bất ngờ. Hứa Minh Tâm nói ra hết những lời mình ấp ủ thì thoải mái hơn nhiều, đang đợi Cố Gia Huy phản ứng. Sao anh lại chẳng có chút phản ứng gì hết vậy? Chẳng lẽ không cảm động sao? Hứa Minh Tâm cũng hơi hoài nghi, đợi khoảng 1 phút nhưng Cố Gia Huy vẫn cứ đứng nhìn mình trong trời tuyết, trên ô đã có một lớp tuyết đọng rồi. Anh không trả lời em hả? Hứa Minh Tâm thấy rất tổn thương. Thôi. Quãng đời còn lại em cứ mù mờ sống qua ngày vậy. Sau đó cô thất vọng quay đi, quả nhiên trong phim Hàn đều toàn lừa đảo, tỏ tình gì đó toàn giả dối thôi. Cô còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên cơ thể được ai đó ôm chặt lấy từ phía sau. Là Cố Gia Huy. Anh cần tiêu hóa, đột nhiên nghe một đoạn cảm động lòng người như thế, dường như anh đang trông thấy chú mèo luôn kêu gào đòi ăn của nhà mình bắt đầu khôn lớn rồi, còn biết thưởng cho chủ mình 1 viên kẹo nữa. Anh. Cô cảm nhận được hơi thở se lạnh khi Cố Gia Huy vùi đầu vào hõm vai của cô khiến cô không nhịn được phải rụt đầu lại. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát, anh sắp đứng không vững rồi. Anh sợ mình bị hạnh phúc làm choáng hết đầu óc. Anh ôm thật lâu mới lưu luyến buông cô ra. Cô quay người lại, mới nhận thấy Cố Gia Huy đã ném ô đi rồi, chạy như bay từ bên kia đường đến đây. Trên người của anh còn có bông tuyết đã tan chảy. Cô vội vàng phủi giúp anh nhưng tay chợt bị anh nắm thật chặt. Hứa Minh Tâm, em nói thật cho anh biết, không phải anh đang nằm mơ đúng không? Vừa rồi em nói em thích anh phải không?
Không đúng, là em yêu anh, có đúng không? Không phải vừa rồi anh chẳng có phản ứng gì sao? Đợt công kích quá lớn, anh cần một chút thời gian để bình tĩnh. May mà anh không bị bệnh tim, nếu không nhất định sẽ bị em hành chết mất. Có khoa trương vậy ư? Có, mỗi một câu nói của em đều đánh thẳng vào tim anh, làm đầu óc anh mụ mị. Anh thật sự không tin nổi, còn nghi ngờ tai mình nghe lầm nữa đây. Cô nhóc nhà em luôn vô tâm vô tình, vụng về và ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như thế, nhưng bỗng nhiên sao hôm nay lại nói những điều ấy với anh. Anh phấn khích đến mức sắp chịu không nổi luôn rồi. Cố Gia Huy kích động ôm lấy cô xoay vài vòng dưới trời tuyết. Cô có thể cảm nhận được sự hưng phấn của anh, người đàn ông 28 tuổi này hóa ra. Cũng có lúc không đủ chín chắn hệt như trẻ con khi lấy được viên kẹo ngọt nhất hoặc món đồ chơi mình yêu thích nhất vậy. Anh cũng như mình, rất rất vui, thế là đủ rồi. Hồi lâu sau, anh cẩn thận hạ cô xuống, quãng đời còn lại, anh chắc chắn sẽ săn sóc nhiều hơn. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, khiến con tim thổn thức. Lòng Hứa Minh Tâm bỗng trở nên mềm mại, gật đầu thật mạnh. Vậy em về nha, em sợ mẹ nuôi phát hiện. Được, anh đứng đây nhìn em vào. Hứa Minh Tâm vội vàng chạy mất hút vào khách sạn, suy cho cùng cô vẫn là một cô gái nhỏ nên thấy hơi ngược. Ánh mắt Cố Gia Huy thật ấm áp, trông như một sợi tơ mềm mại và mạnh mẽ dõi theo cô đến khi cô biến mất không còn thấy nữa. Anh chạm vào trái tim mình, nhiều năm qua nó chưa từng đập nhanh như vậy. Anh như một bệnh nhân vừa được hồi sức, giành được cơ hội sống tiếp. Cố Gia Huy rời đi một cách luyến tiếc, trong góc tối, có một người lặng lẽ bước ra. Dáng người cao lớn, dưới ánh đèn đường non bóng dáng anh ta rất dài và rất cô đơn. Một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, nhỏ trên nền tuyết trắng xóa trông như là một đóa mai hồng rực. Móng tay khảm sâu vào da thịt, đau đến mức chết lặng. Nỗi đau này sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng chứ? Anh ta thấy hai người đó quyến luyến nhau, nghe thấy những điều Hứa Minh Tâm nói, anh ta mong biết bao nhiêu rằng những lời đó chỉ là tự nhủ thôi. Anh ta chỉ muốn đến đây lén ngắm nhìn cô một chốc, chỉ một chốc thôi là được rồi, chứ không hề muốn thấy cảnh đó. Những câu nói ấy làm cho lòng anh ta đau như đứt từng đoạn ruột. Cố Gia Huy về chỗ của Ôn Thanh Vân, chỉ cần anh đến nước Anh thì sẽ ở lại chỗ của Ôn Thanh Vân. Ôn Thanh Vân thấy anh trở về bèn rót cho anh một ly nước ấm. Trông anh có vẻ mất hồn mất vía cùng với nụ cười cong cong trên môi. Đây nào có phải là Cố Gia Huy cô quen biết, đây rõ ràng là chàng trai trẻ đang chìm đắm trong mối tình đầu. Sự dịu dàng đong đầy tình cảm trong đôi mắt đó, nụ cười như gió xuân trên môi. Cô cảm thấy da gà da vịt của mình đang nổi lên hết ráo. Cô kìm lòng không đặng gõ bàn trà, nhắc nhở người nào đó hoàn hồn. Này cậu để ý đến mọi người xung quanh một chút được không nhỉ? Chị dâu cậu vẫn còn ngồi đây cơ mà, cậu cứ mang vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu thế mà được à? Chị Dĩ Tình, chị không biết đâu, cô bé kia ngốc nghếch trong chuyện tình cảm chết đi được ấy. Thế nhưng hôm nay cô ấy lại đào tim đào phổi ra nói với tôi một tràng dài, chính xác là nói yêu tôi, bây giờ tôi đi đường cũng thấy đường không được thẳng, cứ muốn bay, tôi cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Ôn Dĩ Tĩnh nghe thế thì kiềm lòng không đặng lắc đầu. Không ngờ Cố Gia Huy cũng có ngày bị chìm sâu vào một cái hố như thế. Xem ra cô gái đó đã ăn chắc được cậu rồi, cậu định khi nào mới đưa con bé đến gặp chị đây? Chờ đêm từ thiện này kết thúc rồi tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp chị. Đêm từ thiện ư, cậu đang nói đến đêm từ thiện gia tộc lớn nhất tổ chức đấy hả? Đúng vậy, chỉ có như thế thì mới đủ để củng cố thân phận và địa vị của cô ấy. Có thể giữ cô ấy ở vị chó không ai có thể đụng tới được. Cậu cũng mạo hiểm thật đấy, đêm từ thiện của năm nào cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thế nhưng có cái lợi cũng có cái hại, nổi bật quá thì cũng không hay. Chị sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện này, tự cậu xử lý đi. Cô rất nhớ cậu nên cậu có muốn đưa cô ấy đến gặp cô không? Vẫn chưa đến lúc công khai cô, bớt đi một người biết về cô thì sẽ giảm đi một phần rủi ro. Không phải là do tôi không tin tưởng cô ấy, thế nhưng vì cô nên tôi không thể mạo hiểm được. Lần này thì thôi vậy, để lần sau có cơ hội lại giới thiệu cho cô ấy làm quen sau. Thế nhưng cô lại rất muốn được gặp mặt vợ cậu, ngày nào cũng gọi điện thoại cho chị hỏi xem khi nào thì bố Hàn Châu mới dẫn mẹ mới tới cho con bé làm quen. Con bé còn hỏi là có phải mẹ mới không thích nên mới không tới thăm con bé không? Con nhóc này tuổi thì nhỏ xíu thôi nhưng suy nghĩ thì lại nhiều lắm. Cứ ở trong bệnh viện ầm ĩ với chị suốt.
Ôn Thanh Vân cũng hơi đau đầu nói. Cố Gia Huy cười cười, xem ra tôi phải đích thân đi giải thích vài lời với con bé rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngủ sớm đi. Ở nhà chị thì phải kiềm nén bản thân mình lại một chút, đừng có trưng ra cái vẻ mặt cười cười khiến người ta nổi da gà da vịt đó. Chị cậu là phụ nữ độc thân, mong cậu để ý cho, chị sẽ không vui đâu. Được, cố Gia Huy lập tức tém tém lại, không muốn kích thích Ôn Thanh Vân. Cô ấy luôn cố gắng kìm nén nhưng, nhớ nhung trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế thì làm sao mà đè nén được. Ôn Thanh Vân trở lại phòng mình, cuối cùng nụ cười trên môi cô cũng không thể nào duy trì được nữa, nó dần biến mất. 4 năm, một mình cô ôm lấy gánh nặng và thận trọng sống ở nhà họ Ôn này. Tất cả đều vì người đàn ông không có lương tâm nào đó đã chết đi. Thậm chí còn không thể tìm thấy xác, được tuyên bố đã tử vong. Bao năm nay cô vẫn không tin, nấm mồ chôn quần áo và di vật nằm ở Đà Nẵng và cô chưa bao giờ quay về mảnh đất Đà Nẵng đó. Cô không thể đi thắp hương tế bái, nếu cả cô cũng tin thì Cố Trường Quân đã chết thật rồi. Thiện Linh, tại sao nhiều năm như thế đã trôi qua rồi mà anh vẫn không về báo mộng cho em? Chẳng lẽ anh đã quên em đi mất từ lâu rồi ư? Cô nhìn tấm hình trên đầu giường, đó là bức ảnh hai người đứng cùng nhau được chụp lại vào 4 năm trước. Thời gian 4 năm thật sự rất dài. Vài ngày sau đó, Cố Gia Huy thật sự nói được làm được, không hề xuất hiện trước mặt Hứa Minh Tâm nữa. Thẩm Thanh cũng không hề hay biết rằng Cố Gia Huy đã tới nơi này. Chẳng hiểu tại sao bà ấy lại đột nhiên cảm thấy Hứa Minh Tâm trở nên sáng dạ ra hẳn, học cái gì cũng nhanh hơn rất nhiều, chẳng được mấy ngày đã khá là ra gì rồi. Xem ra thì con bé này cũng không đến nỗi ngốc nghếch lắm. Cuối cùng chính là học khiêu vũ. Sau đêm từ thiện cô sẽ phải tham gia buổi tiệc tối. Đến lúc đó những người đến tham dự đều những nhân vật có uy tín và tiếng tăm trên toàn thế giới. Khiêu vũ là một thứ cực kỳ quan trọng nên không thể để bất kỳ một sai lầm nào xảy ra. Dù không có ai mời Hứa Minh Tâm ra nhảy thì cũng phải học mới được. Bà ấy tìm cho Hứa Minh Tâm một người bạn nhảy để dạy cô khiêu vũ. Mẹ nuôi à, nhất định phải mang đôi giày có gót vừa nhọn vừa cao thế này u. Cô mang giày cao gót đi đường bình thường thôi đã khó khăn lắm rồi, bây giờ lại còn phải mang nó xoay tròn nhảy nhót nữa thì đúng là một thử thách to lớn. Tất nhiên là phải mang rồi, con nhìn mẹ rồi học theo nhé. Một tà hai, tà bốn, năm tà sáu. Theo tiếng nhạc lên xuống, Thẩm Thanh bắt đầu những bước nhảy. Tay chân Hứa Minh Tâm có vẻ hơi cứng, trông cực kỳ ngốc nghếch. Chẳng biết cô đã dẫm lên chân bạn nhảy bao nhiêu lần rồi, cô có thể cảm nhận được người đó đang cố nhịn đau. Mặt mũi tái mét. Trên trán là mồ hôi lạnh lấm tấm, trông cực kỳ đau đớn. Một tiếng sau, bạn nhảy ôm chân nói, thưa bà, tôi không thể làm được nữa rồi, cứ tiếp tục thế này thì tôi sợ mình phải rời khỏi bộ môn khiêu vũ này mất. Thẩm Thanh nhìn đôi chân sưng phồng lên của người đó thì cũng thấy đau đầu, đổi cho Hứa Minh Tâm một người khác. Lần này bà ấy cho cô cởi đôi giày cao gót ra, thế nhưng dùng giày đế bằng rồi vẫn khiến chân con người ta sưng phồng. Mẹ nuôi à, hay là để con tự tập nhảy trước vậy? Cô thật sự rất ngượng, nghĩ chưa tính mỗi tiền thuốc thang khám chân cho bạn nhảy tối nay thôi đã đủ để cô ăn uống no nê mấy bữa rồi. Thẩm Thanh thấy thế cũng chỉ biết gật đầu, tình trạng bây giờ của Hứa Minh Tâm thật sự không thể tập cùng ai nữa. Chưa từng khiêu vũ lần nào nên tay chân đều không chịu hợp tác, đó không phải là thứ đầu óc ghi nhớ là làm được. Muốn học được cách bước đi đúng nhịp thì cơ thể phải đủ mềm mại, nếu không mọi thứ sẽ rất khó. Hứa Minh Tâm nhảy trong phòng khách lâu thật lâu, bắp chân bắp đùi đau nhức vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cô như một chú chim cánh cụt ngu ngốc chỉ biết cung tay vung chân lên rồi thôi. Cuối cùng, cô nhục chí trở lại phòng nằm lên giường. Khó quá đi mất, liệu mình có thể nhờ và Cố Gia Huy được không nhỉ? Học với anh ấy thì cái gì cũng học được rất nhanh. Cô muốn dùng phần mềm ha cổ Hứa Minh Tâm thoáng do dự rồi gửi tin nhắn cho Cố Gia Huy nhưng bên kia không có ai trả lời. Uầy, giờ này chắc là đã đi ngủ rồi. Cô hơi nhục chí, mệt thở hồng hộc và cũng không muốn tắm rửa làm gì nữa, chỉ muốn nằm đây luôn không nhúc nhích gì. Không ngờ sau đó không lâu thì ngoài ban công lại có tiếng loạt soạt lạch cạch, cô lập tức lên tinh thần. Chắc chắn là Cố Gia Huy tới đây. Cô còn chẳng kịp mang giày vào đã vội vàng chạy ù ra ngoài. Từ đang vào từ lan can bảo vệ ấy không phải Cố Gia Huy thì còn là ai được nữa đây. Anh đến rồi. Em biết ngay là anh sẽ không bỏ mặc em đâu mày. Hứa Minh Tâm nhanh chóng nhào vào trong lòng anh,
ngây ngô cọ vào ngực anh. Cố Gia Huy đến vội vàng, trông anh có vẻ mệt mỏi đầy sương gió. Thế nhưng trông thấy cô thì anh lại cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, không muốn để cô phải lo lắng. Mau mang giày vào đi nào, London lạnh lẽo lắm đấy. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn mang giày vào, sau đó nói, anh có biết khiêu vũ không? Là điệu văn ấy, anh có thể dạy em được không vậy? Em muốn học cái gì anh cũng có thể dạy được. Đây chính là tiêu chuẩn cơ bản dành cho người đàn ông của Hứa Minh Tâm. Dù anh có biết hay không, chỉ cần cô muốn học thì anh nhất định sẽ thành thạo thứ đó trước khi đến gặp cô. Cô mở nhạc lên, Cố Gia Huy cầm tay cô, ôm hông cô. Cô không dám bước vì sợ giẫm phải chân anh. Không ngờ Cố Gia Huy lại bảo cô đặt chân lên giày anh để anh bước đi và kéo theo cô để tạo cảm giác trước. Thế này, liệu em có nặng quá không? Anh có thể ôm được người con gái của mình. Anh đỡ vòng eo nhỏ của Hứa Minh Tâm nhấc nhẹ lên trên một chút để cô có thể giẫm lên giày mình, sau đó bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Thì ra, khiêu vũ chính là cảm giác này ư. Hứa Minh Tâm hơi lo lắng nhìn anh, Cố Gia Huy lại giúp cô thả lỏng tinh thần, để ý đến điệu nhạc, hoàn toàn tin tưởng vào bạn nhảy của mình, thế thì mới tập trung hòa vào tiết tấu được. Hứa Minh Tâm hiểu chỗ nọ chỗ không, bắt đầu di chuyển theo từng cử động của Cố Gia Huy. Nửa ngày trôi qua vẫn không hề có sự tiến bộ. Cố Gia Huy cực kỳ kiên nhẫn, làm lại hết lần này đến lần khác. Hứa Minh Tâm hơi ngượng ngùng, yếu ớt nói, em cảm thấy mình không có khiếu trong bộ môn khiêu vũ này cho lắm đâu, em chỉ thích hợp làm chú chim cánh cụt thôi. Cố Gia Huy nghe thế thì lại nhịn không được cười cười. Minh Tâm, có việc gì đó mà em rất muốn làm không? Anh thấy em cũng không thích ngành tài chính kế toán, em cũng chẳng thích xuất hiện trước đám đông. Cũng chẳng muốn trở thành một cô công chúa danh gia vọng tộc. Anh biết em đang rất cố gắng để có thể hoàn thành thật tốt nhưng tất cả những điều đó đều không phải là sở thích của em. Em có nghĩ thử xem là bản thân mình thích cái gì và muốn phấn đấu vì nó không? Em, Hứa Minh Tâm hơi ngạc nhiên, cô chưa bao giờ suy nghĩ tới những vấn đề này cả. Tại sao lại chọn chuyên ngành này? Hứa Văn Mạnh là người đã giúp cô lựa chọn, cô đã quen với việc bị điều khiển. Nhà họ Hứa bảo cô phải làm gì thì cô sẽ làm cái đó, suy cho cùng thì cô cũng chẳng có đường nào để chống đối cả. Cô như một chú lừa nhỏ, từ bé đã bị dắt đi, sau khi vùng vẫy đấu tranh không có kết quả thì thoải mái chấp nhận. Lớn lên rồi, dù không còn dây thừng nữa thì cô cũng tự động đi theo. Nếu Cố Gia Huy không nhắc nhở thì chắc đến cuối đời cô cũng không hề nhận ra điều đó. Mỗi người đều có một sở trường của riêng mình, bác sĩ Lệ Nghiêm thì có khả năng chữa bệnh cực kỳ giỏi. Cố Gia Huy thì biết cách kinh doanh, Thẩm Thanh thì là siêu sao quốc tế. Dường như bọn họ đã sống cực kỳ vẻ vang, còn cô thì đúng là không thích ngành tài chính kế toán, thế nên mỗi lần nhìn đến các đề toán thì lại thấy cực kỳ đau đầu. Vậy thì cô giỏi làm việc gì đây? Em không có hứng thú gì với cơm ta lắm nhưng lại thích làm mấy món ngọt ăn nhẹ của Tây Âu. Em học từ gì khá nhiều đấy, làm cũng kha khá. Cái đó có được tính là một kỹ năng không? Hứa Minh Tâm ấp úng hỏi. Cũng được tính, thế sau này em có muốn phát triển theo hướng đó không? Liệu nó có, kém cỏi không thấy tương lai gì không? Ngày nào cũng trốn trong bếp chẳng thấy ánh mặt trời. Không đâu, tất cả các ngành nghề trên thế giới này đều đáng được tôn trọng. Nếu như em thích thì anh sẽ ủng hộ em, anh cũng tin chắc rằng em có thể làm được rất tốt. Khoảng thời gian này thấy em chăm chỉ học tập thì cũng có thể nhận ra em thật sự không có tí hứng thú nào với chuyến đi này. Vậy nên giây trước anh vừa mới dậy xong thì một giây sau em đã quên bén đi đâu mất. Những thứ mình không thích thì não sẽ xóa đi nó rất nhanh. Hứa Minh Tâm nghe thế lại cảm thấy hơi ngượng. Anh nói quá đúng, đó chính là sự thật nên cô không cách nào phản bác được. Minh Tâm, em có thể nâng cao nhận thức lên, những thứ chúng ta ăn không phải chỉ để chắc bụng mà còn có thể thưởng thức và nhấm nháp. Anh đang nói móc nói xéo là em có nhận thức kém cỏi đấy hả? Hứa Minh Tâm hơi buồn bã nói. Đó là trọng tâm trong câu nói của anh đây ư. Đầu Cố Gia Huy đầy vạch đen, sao mạch não của cô gái này cứ hoạt động theo cái cách khó hiểu đến thế nhỉ? Rõ là anh đang có ý đó mà. Tuy là em không muốn thừa nhận lắm nhưng rõ ràng tất cả những lời anh nói đều là sự thật. Trong suốt 18 năm nay em thật sự chưa bao giờ tự suy ngẫm về cuộc đời mình. Bây giờ thì hình như em đã hiểu ra được một chút và cũng biết mình phải làm thế nào. Em có thể tìm thấy được sở thích của mình thì anh cũng rất vui vẻ. Đừng mãi nghĩ là bản thân mình quá ngốc nghếch, thật ra em là một cô gái rất thông minh. Thật ư,
Hai mắt Hứa Minh Tâm chợt sáng rực lên, hơi vui vẻ và mừng rỡ. Thế nên chắc chắn tối nay em có thể học được cách nhảy điệu van. Hứa Minh Tâm nghe thế thì lại càng tin tưởng hơn bao giờ hết. Thật ra cô biết rõ Cố Gia Huy chỉ đang cố khích lệ, cổ vũ cô mà thôi, thế nhưng cách này có thể dùng được. Cô đột nhiên có niềm tin cực kỳ lớn vào bản thân mình, không bao giờ nghi ngờ về mình nữa. Cô sáng dạ ra hơi trễ một tí vậy thôi, thật ra cô không hề ngốc nghếch một tí nào cả, chỉ là cô vẫn chưa tìm được một phương pháp chính xác mà thôi. Hứa Minh Tâm cảm thấy mình có thật nhiều niềm tin, cơ thể nhỏ bé bỗng chốc có thật nhiều năng lượng. Được Cố Gia Huy cổ vũ, cô dần dần học được cách nhảy. Hứa Minh Tâm vui đến chết mất, cô ôm chặt lấy Cố Gia Huy nói, chú ba Cố này, anh giỏi thật đấy, anh đúng là người thầy tuyệt vời nhất, giỏi nhất trên đời. Chỉ thuộc về một mình em thôi. Cố Gia Huy thấy cô vui vẻ thì cũng cong môi cười. Cố Gia Huy, anh tin rằng em có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày đúng không? Tất nhiên rồi. Đúng vậy, người phải chờ đến thời mới được. Từ nhỏ đến lớn không có người nào khẳng định khả năng của em sẽ cố gắng hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Dù em có khiến cho tất cả mọi người thất vọng cũng sẽ không để cho anh phải thất vọng. Ngoan, cũng không còn sớm nữa rồi nên em mau đi ngủ cho sớm một chút đi, lần sau lại gọi anh tới. Hứa Minh Tâm gật đầu thật mạnh. Sau khi Cố Gia Huy đi thì một mình cô nằm trên giường thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cô đột nhiên tìm được một mục đích sống hoàn toàn mới. Hôm sau, Thẩm Thanh thức dậy và hoàn toàn không thể ngờ được rằng trên bàn bày đầy những món ăn phương Tây. Bà ấy hơi ngạc nhiên, tưởng Hứa Minh Tâm gọi người phục vụ bữa sáng. Hứa Minh Tâm pha một bình cà phê và hỏi, mẹ nuôi, mẹ muốn uống mấy viên đường, mấy muỗng sữa? Nửa viên đường, một muỗng sữa. Sẽ xong ngay ạ. Chẳng mấy chốc Hứa Minh Tâm đã bưng một ly cà phê nóng hôi hổi lên bàn và nói, mẹ mau tranh thủ lúc nó còn nóng ăn thôi. Còn muộn nhà bếp của khách sạn để làm riêng đấy, mẹ nếm thử xem. Đúng là cô rất thích làm những món phương Tây, có lẽ là do cô từng ăn khá nhiều, hơn nữa ở nhà dì mưa dầm thấm đất nên cũng bắt đầu rất nhanh. Bàn thức ăn không phải là những món ngon nhất trên đời nhưng trông màu sắc và hương vị cũng đạt chất lượng. Thẩm Thanh cực kỳ ngạc nhiên, sao con lại nghĩ đến chuyện làm bữa sáng thế này? Đột nhiên tìm được một lĩnh vực con khá am hiểu nên muốn thử một chút thôi. Đây là lần đầu tiên món bánh mâm xôi này, mẹ nếm thử xem thế nào. Nếu có điểm nào chưa tốt thì mẹ hãy nói cho con biết, lần sau con sửa. Được thôi. Thẩm Thanh ngồi xuống nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ tí nào, có thể nói là sánh ngang với đầu bếp của các khách sạn 5 sao. Con bé này ngốc nghếch khù khờ là thế, cái này không biết cái kia cũng không hay nhưng lại có một tay nghề nấu ăn trời ban đấy. Quả nhiên những người biết thưởng thức món ngon thì cũng sẽ biết cách làm ra nó. Ăn có ngon không ạ? Hứa Minh Tâm căng thẳng hỏi, đây là lần đầu tiên cô làm thử, cũng không biết kết quả như thế nào. Cũng tạm được. Chỉ có tạm được thôi hả? Hứa Minh Tâm nghe thế thì có hơi thất vọng, cố gắng như thế mà chỉ đổi lại hai chữ tạm được thôi. Thẩm Thanh thấy ánh mắt đầy ảm đạm của cô thì hơi mềm lòng, suy cho cùng cũng là người lớn, không đành lòng nghiêm khắc với sấp nhỏ quá. Suy cho cùng thì bàn thức ăn này cũng không tệ tí nào, rất hợp với khẩu vị của bà. Có thể sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng rồi đấy, tiếp tục cố gắng nữa nhé. Thật không ạ, con sẽ cố gắng, mẹ ăn nhiều một chút, nếu mẹ thích món này thì con sẽ làm thêm cho mẹ. Sao thế, con thích làm bếp rồi hả? Con học tập không giỏi, cũng không thích chuyện ngành này tí nào nên đó giờ không hề có một chút niềm tin nào, con cảm thấy bản thân mình rất ngốc. Thế nhưng bây giờ con đột nhiên phát hiện ra cũng không phải là con chẳng thể tiếp thu được bất kỳ điều gì, ít nhất thì. Thức ăn con làm có người thích ăn, mà con cũng rất thích cảm giác đó. Con biết cái gì mới là thứ thích hợp với mình nhất, có lẽ con không phải là một người giỏi học toàn nhưng con có thể làm cho người mình thương những món ăn thật ngon. Mọi người vui vẻ khi ăn nó thì con cũng vui vẻ. Hôm nay Hứa Minh Tâm có vẻ hoạt bát vui vẻ hơn bình thường. So sánh với cô hôm qua thì dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Từ khi sang nước Anh cô vẫn không hề có chút tự tin nào nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô lại dần dần hiểu và ngộ ra được nhiều thứ, dường như cũng trở nên to gan can đảm hơn rất nhiều. Nhìn thẳng vào điểm yếu của bản thân mình và cố gắng vượt qua. Cũng tìm ra được ưu điểm của chính mình và tiếp tục duy trì. Sống trên đời này sợ nhất là sự vô tri vô giác, chẳng làm được tích sự gì. Mặc dù sau lưng có người che chở,
nhưng nếu như bản thân người đó không có một chuyện mình muốn làm thì trái tim sẽ trống rỗng lắm. Đó chính là lý do tại sao cô luôn chán nản và thiếu tự tin. Con sẽ ngày càng tốt lên thôi, mẹ cũng tin tưởng vào con đấy. Nghe được lời khẳng định ấy thêm một lần nữa, Hứa Minh Tâm cực kỳ kinh ngạc. Thì ra tất cả mọi người đều tin tưởng vào cô, không có ai tạt nước lạnh, cũng chẳng có ai dè bỉu khinh thường mà họ đều cổ vũ cô tiếp tục tiến lên. Ôi trời hả, cô thật là hạnh phúc. Hứa Minh Tâm nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Thanh. Mẹ nuôi, mẹ nói có thật không? Mẹ cũng ủng hộ con tiếp tục ư? Mẹ nuôi, mẹ thật là tốt. Hứa Minh Tâm kiềm lòng không đặng hôn lên má bà hai cái khiến Thẩm Thanh sừng sốt, sao con bé này còn nhiệt tình hơn cả Ngôn Dương thế này. Bà là một người đẹp có khí chất lạnh lùng, không phải là người dễ dàng và thường xuyên thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, dù đã trở thành vợ chồng già với Ngôn Dương thì cũng chẳng thấy ngán ngấy. Hứa Minh Tâm như gấu túi con bám dính trên người bà ấy và liên tục hôn. Bà ấy thầm vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài miệng lại nói những lời ghét bỏ. Được rồi, được rồi. Sản phẩm dưỡng da của mẹ quý giá lắm đấy, là đồ chồng mẹ tự tay làm. Con có thể giữ lý trí một chút, đừng hôn nữa được không? Không dừng đâu, hôn càng ngày càng mạnh luôn. Mẹ nuôi, con nhất định sẽ tốt lên từng ngày. Hứa Minh Tâm nhảy nhót hoan hô như một đứa trẻ vài ba tuổi. Cuối cùng Thẩm Thanh cũng không thể nhịn được, khóe miệng cong cong tạo thành nụ cười nhạt. Ừ, chắc chắn con sẽ làm được. Thẩm Thanh ăn bữa sáng xong, lần này bà không còn khống chế lượng calorie nạp vào người nữa, nhanh chóng ăn hết hơn phân nửa những thứ đang bày ra trước mặt mình. Bà ấy tao nhã lau miệng, nói, hôm nay mẹ phải đến chỗ ban tổ chức để tham gia diễn tập, tạm thời con không cần phải đến. Tới lúc đó con hãy làm nhân viên hỗ trợ cho mẹ, vào hội trường trước đi. Sau khi kết thúc mẹ sẽ giới thiệu con với cánh phóng viên, sau đó tham gia vào buổi tiệc bên ban tổ chức cử hành. Có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ, nói đi nói lại thì con cũng không quen với nơi này, mẹ sẽ để tài xế lại cho con, hôm nay nghỉ, con ra ngoài chơi đi. Có thật không ạ? Mấy ngày nay học cũng kha khá rồi, mẹ cực kỳ hài lòng nên đây là phần thưởng. Nghe được hai chữ phần thưởng, Hứa Minh Tâm có cảm giác mình vừa mới thi đỗ 10 điểm tròn và thầy cô giáo tặng cho một viên kẹo ngọt. Sau khi Thẩm Thanh đi thì Hứa Minh Tâm cũng nhịn không được muốn ra ngoài đi dạo. Cô không hề báo trước với Cố Gia Huy vì muốn tới tập đoàn Hoan để cho anh một bất ngờ. Chắc chắn anh đang ở cùng với chị Thanh Vân. Cô bảo lái xe về đi, một mình cô đi là được. Tuy là thành phố này cực kỳ xa lạ nhưng cô có thể giao tiếp trao đổi bình thường với người nước ngoài, cũng đã tra Google đường đi rồi. Một người sống lớn đến từng tuổi này rồi, chắc chắn sẽ không đi lạc mất đâu mà. Hứa Minh Tâm mang theo món mình vừa làm được, hào hứng thích thú đi tới đó. Mấy ngày nay London cứ có tuyến rơi mãi, mặt đất là tuyết trắng dài thật dày, không ngờ vừa mới xuống lâu cô đã nhìn thấy một em gái cũng tầm tầm tuổi mình, ngồi trên một chiếc xe lăn và đang bị người ta bắt nạt. Em gái đó rụt đầu lại, xoay bánh xe lăn nhưng tuyết đọng trên mặt đất quá dày, bánh xe mắc kẹt lại rồi nên hoàn toàn không cách nào di chuyển được. Cô ấy chỉ có thể vất vả quay đầu đi, trốn tránh. Hứa Minh Tâm lập tức lao về phía trước nắm lấy tay mấy đứa nhỏ, mấy đứa làm cái gì thế hả? Bắt nạt người tàn tật ư? Mắc mớ gì tới chị? Buông ra, buông ra. Đứa nhỏ làm mặt ngáo ộp trợn mắt lè lưỡi với cô. Thậm chí còn cười nhạo em gái ngồi trên xe lăn, đồ câm điếc, đồ què, thằng nhóc xanh này. Hứa Minh Tâm hơi tức giận, cô nắm một đống tuyết lên ném về phía mấy đứa nhỏ. Suy cho cùng thì cô cũng lớn hơn, mấy đứa nhỏ đó không thể trở thành đối thủ của cô được. Hứa Minh Tâm vo một nắm tuyết thật lớn rồi ném thật mạnh tới. Nếu như mấy đứa con phá phách gây chuyện ở đây nữa thì chị đánh đấy nhé, đừng tưởng là mấy đứa còn nhỏ thì chị không dám làm cái gì nha. Xí, chỉ giỏi trò mõm vào việc của người khác, chúng ta đi. Mấy đứa nhỏ khinh bỉ nhìn cô rồi kéo nhau bỏ đi. Hứa Minh Tâm nhìn em gái phía sau, trên mái tóc màu nâu kia là bông tuyết, trong cổ cũng có tuyết rơi vào, chắc chắn em ấy đang rất lạnh. Cô vội vàng dùng khăn giấy lau miệng trong phần thức ăn mang đi để lau khô cho cô bé, hỏi, tại sao em lại ở đây một mình thế này, người nhà em đâu rồi? Cô bé đó ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt vô tội. Ánh mắt đó thật sự rất đẹp, nó có màu của biển xanh sâu thẳm cực kỳ thu hút. Ôi trời ạ, một cô gái thật xinh đẹp. Cô ấy mặc chiếc váy mang phong cách Lolita, mái tóc dài qua vai, gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay.
trông chẳng khác gì một em búp bê hồi còn bé cô hay mua về, nhỏ nhắn và xinh đẹp khiến tất cả mọi người nhìn thấy một lần rồi sẽ không bao giờ quên được. Trời ạ, đứa trẻ người nước ngoài nào cũng trông xinh xắn thế này u. Cô thầm than thở một lát, mãi đến khi cô bé ấy kéo lấy ống tay áo thì cô mới giật mình phản ứng lại. Cô bé thật sự rất lạnh, cánh môi cũng sắp lạnh đến nỗi xanh tím như đồ đông lạnh rồi. Hứa Minh Tâm nghĩ tới những lời đứa nhỏ lúc nãy vừa nói, cô bé là một người câm điếc, có lẽ là không biết nói chuyện. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện có một quán cà phê bèn vội vàng đẩy cô bé vào trong. Em có thể nghe được những lời chị nói không? Cô ngồi xổm người xuống và kiên nhẫn hỏi. Cô bé này thật là xinh đẹp, cô muốn có một đứa em gái như thế này quá. Đúng là cô bé này lại đang dụ dỗ cô sau này nên sinh một đứa con gái đây mà. Cô bé gật đầu, đôi mắt ấy sáng ngời và trong suốt. Lạnh lắm đúng không? Cô bé khẽ gật đầu. Hứa Minh Tâm vội vàng chọn một nơi gần máy điều hòa, tháo khăn choàng cổ của mình xuống quấn lên cổ cô bé. Sau đó cô gọi một ly trà sữa nóng cùng với hai món ăn nhẹ. Có thể thấy cô bé đang đói bụng, trà sữa cực kỳ nóng nhưng cô bé vẫn cố chịu nóng uống lấy uống để, còn ăn hết sạch cả món bánh ăn nhẹ. Em có muốn ăn nữa không? Cô bé lại vô tội gật đầu. Hứa Minh Tâm lại gọi thêm vài món nữa, lần này cô mới để ý đến giá tiền. Đắt thật đấy. Một miếng bánh ngọt bé tí mà tốn hết mấy chục bảng Anh. Nếu đổi sang tiền Việt thì một miếng nhỏ bé tí thế thôi cũng đã tốn 600-700 hay thậm chí là 1 triệu. Mấy món sáng nay cô làm chỉ tốn đâu đó chừng vài bảng Anh mà thôi. Hứa Minh Tâm nếm thử một miếng và phát hiện nó cũng không phải là loại ngon xuất sắc gì cho cam, còn chẳng bằng cô tự tay làm nữa là. Tự tay làm vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng, cô đã bỏ vào rất nhiều trứng gà và sữa tươi đấy. Hứa Minh Tâm lấy bánh ngọt mình định tặng cho Cố Gia Huy ra, đặt trước mặt cô gái nhỏ và nói, em có thể nếm thử món chị làm, nó cũng khá là ngon. Nhưng mà ăn xong em phải cho chị một vài nhận xét, ăn thấy ngon thì em gật đầu, còn không ngon thì em cứ lắc đầu nhé. Cô lo là Thẩm Thanh thương mình nên đã không nhận xét thật lòng và công tâm. Cô bé này là người qua đường vô tình gặp nhau nên hẳn là có thể đưa ra nhận xét khách quan và đúng đắn chứ nhỉ. Cô gái nhỏ cắn một miếng bánh trứng và gật đầu, sau đó nhét hết vào miệng. Trông con bé ăn vừa nhanh vừa vội thế này cũng khá giống là ngon. Em ăn chậm thôi, cẩn thận mắc nghẹn đấy. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng được ăn no, bắt đầu chậm gì gì uống ly trà sữa vừa gọi thêm như một nàng công chúa xinh đẹp. Cô bé chớp mắt nhìn Hứa Minh Tâm, Hứa Minh Tâm cũng nhìn lại. Người lớn nhà em đâu hết rồi? Cô bé nghe thế thì thoáng do dự rồi nắm lấy tay Hứa Minh Tâm, viết một hàng chữ trên lòng bàn tay cô. Em đi lạc ư? Cô bé gật đầu. Em có muốn chị đưa em đến đồn cảnh sát không? Không cần đâu, bọn họ sẽ tìm được em, chỉ cần ở đây chờ thôi là được rồi. Hứa Minh Tâm gật đầu, không tùy tiện bỏ đi, sợ người nhà cô bé không đến nhưng người bắt nạt cô bé lại đến thì phải làm sao bây giờ? Ông trời thật là tàn nhẫn. Ông cho cô bé một vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp rồi lại cố tình bắt con bé làm một người tàn tật. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em được 18 tuổi chưa? Chị thấy em có vẻ tầm 15 hoặc là 16 tuổi. Năm nay chị 18 tuổi, à không, qua Tết Nguyên đán này chị đã lên 19 tuổi rồi nên em phải gọi chị là chị nhé. Cô bé không nói gì mà chỉ chớp mắt nhìn cô. Em có thấy chị ngồi nói huyên thuyên nhiều quá không? Hứa Minh Tâm tò mò nhìn cô bé. Thật ra chị cũng có thể không nói bất kỳ một lời nào, chị cảm thấy nhìn em thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi ấy. Em là cô bé xinh xắn nhất chị từng được gặp, rất rất là đẹp luôn ấy. Chị có thể chụp bức ảnh cho em được không? Chị sợ là sau này chị sẽ không được gặp một cô bé nào xinh đẹp như em nữa. Cô bé gật đầu. Hứa Minh Tâm lập tức nhanh chân đi vòng qua chụp một tấm hình với cô bé. Vừa mới chụp xong thì cô bé đã lấy điện thoại của cô, nhập vào một địa chỉ email. Sau đó còn viết là, đây là hòm thư của tôi, nhớ gửi cho tôi đấy nhé. Còn nữa, tên tôi là Diên. Không thành vấn đề, Hứa Minh Tâm cười hì hì nói. Cô lại kiềm lòng không đặng giơ tay lên sờ đầu cô bé. Cảm giác rất thật, tóc là thật, quần áo phong cách Lolita cũng là thật, gương mặt nhỏ nhắn này cũng cực kỳ mịn màng. Wow, thật là mềm mại. Cánh môi căng bóng, bôi son môi đây ư. Nhìn thế nào cũng thấy nó giống pha lê trong suốt bóng bẩy. Ma xui quỷ khiến thế nào Hứa Minh Tâm không hỏi han gì đã chạm vào cánh môi như đóa hoa ấy.
Quầy, mềm thật đó. Khi cô kiềm lòng không đặng than thở thì không ngờ Diên lại đột nhiên há miệng, cắn ngón tay cô. Cũng không đau lắm nhưng lại không chịu nhả ra. Em đừng cắn chị chứ. Cô đột nhiên có cảm giác cô bé đang liếm mình. Đầu lưỡi rất mềm và cũng rất nóng, ẩm ướt, cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy. Sau đó cô bé buông ra, cầm khăn giấy ướt lau cho cô đoạn viết vào lòng bàn tay cô rằng, trông bạn thật là ngon, bạn có vị ngọt. Đầu óc Hứa Minh Tâm hơi choáng váng, đó là lời khen cô đấy ư. Mấy cô bé xinh xắn thường khen ngợi người khác như vậy hả? Em đang khen chị đẹp đấy hả? Diên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt Hứa Minh Tâm sáng lên. Đúng là một đứa trẻ thành thật, Hứa Minh Tâm cũng nói cho cô bé tên mình, tên là Hứa Minh Tâm. Em có thể gọi chị là Tâm. Cô viết chữ Tâm lên lòng bàn tay Diễn. Diên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình suy nghĩ một điều gì đó, sau đó nhanh chóng nắm chặt đôi tay bé nhỏ của mình. Đúng lúc này, có một người đàn ông khá lớn tuổi vội vàng chạy vào quán cà phê, mới liếc mắt đã trông thấy cô gái nhỏ bên cạnh máy điều hòa và gọi, cô chủ. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô chủ rồi. Cô chỉ, cô có biết là tôi lo lắng đến nhường nào không? Ông cụ cực kỳ lo lắng nói, sau đó ông ấy mới để ý đến Hứa Minh Tâm, ánh mắt bối rối vội vàng đó nhanh chóng biến thành vẻ khôn khéo lõi đời, nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm không chấp cùng với vẻ đề phòng cảnh giác. Ánh mắt có sức tấn công và đe dọa mãnh liệt ấy khiến cô sợ hãi. Cô kìm lòng không đặng rụt đầu, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ông lão này trông thật là đáng sợ. Tuổi lớn ơi là lớn. Trông đáng sợ ơi là đáng sợ. Đúng lúc này, Diên chợt kéo lấy tay cô, khẽ lắc lắc đầu. Cô bé dùng ngôn ngữ của người khuyết tật để nói cho ông ấy sự thật. Ông lão biết được chuyện đó xong thì lịch sự cúi đầu, áy náy xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô chủ vừa mới nói với tôi là cô đã giúp đỡ cô ấy. Tôi xin lỗi cô vì đã suy bụng ta ra bụng người. Tình trạng của cô chủ nhà tôi có hơi kỳ lạ nên là tôi. Hứa Minh Tâm nghe vậy lập tức gật đầu. Tỏ vẻ mình có thể hiểu được. Nhà cô mà có được cô bé xinh xắn đáng yêu thế này, lại là người khiếm khuyết không khỏe khoắn như người ta thì chắc cô cũng lo lắng lắm. Xem ra Diên là một cô công chúa của nhà giàu có, thế nên ông lão mới vội vàng và căng thẳng đến mức đấy. Ông lão bảo Diên theo mình về nhà nhưng Diên lại từ chối không chịu. Ông lão cực kỳ khó xử trong tình huống này, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, cô chủ không muốn về nhà, cô ấy muốn đi ngắm tuyết rơi. Liệu cô Minh Tâm có thể đi cùng với cô ấy được không? Cô chủ của chúng tôi thường xuyên bị nhốt trong nhà, chẳng mấy khi ra ngoài. Lần này London đột nhiên rơi tuyết lớn mấy ngày liền, cô chủ kiềm lòng không đặng nên mới lén lút trốn ra ngoài. Chẳng mấy khi cô ấy mới ra ngoài được một lần nên không muốn trở về nhà sớm thế, cũng chẳng mấy khi gặp được một người có thể nói chuyện với cô ấy nên ông già này xin cô Minh Tâm hãy đi cùng với cô ấy được không? Xem tuyết ư, tôi có biết một chỗ này. Chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm. Hứa Minh Tâm đã chọn được một địa điểm khá tốt, đó chính là tầng thượng của khách sạn. Tầng thượng cực kỳ cao và rộng rãi, hơn nữa không có ai lên đó nên chắc chắn sẽ không bị người ta quấy rầy. Cô dẫn bọn họ lên tầng thượng, đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra, ngoài kia là một bầu trời trắng xóa. Diên nhìn màn trời trắng phao phao trước mặt, trong mắt cô bé là sự rung động không nói nên lời. Đã lâu rồi cô bé không được nhìn thấy màu trắng tinh khiết như thế này, tuyết rơi ở London mỗi năm nhưng cô bé chỉ có thể ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn chúng. Sức khỏe cô bé yếu ớt nên dường như người giúp việc cũng sẽ không chịu đẩy cô bé ra ngoài chơi. Chờ đến khi tuyết ngừng thì người giúp việc trong nhà cũng nhanh chóng dọn đi sạch sẽ. Lần này cô bé may mắn trốn ra ngoài để tìm một nơi thật sạch sẽ, thật nhiều tuyết rồi lại phát hiện ra thế giới bên ngoài này cũng không có tuyết. Tuyết đọng lại ở ngã tư đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ướt đẫm, không phải là những đụn tuyết trắng phao phao cô bé tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ đây trước mặt cô bé chính là thật nhiều tuyết. Diên cảm thấy cực kỳ xúc động, vội vàng xoay bánh xe lăn. Ông lão chuẩn bị đi tới, không ngờ Hứa Minh Tâm lại tranh trước một bước, đẩy cô bé ra ngoài. Em có được xem pháo hoa bao giờ chưa? Trước đó trên này còn thấy được pháo hoa đấy. Diễn lắc đầu. Hứa Minh Tâm lập tức cảm thấy cô bé này thật là đáng thương, chỉ là những thứ bình thường như thế mà cô bé cũng chưa một lần được nhìn thấy. Có lẽ là do sức khỏe không được tốt bằng những đứa trẻ khác nên không thể ra ngoài, giống như chú ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết ngồi trong góc nhỏ nhìn lên khoảng trời mênh mông ngoài kia. Thế giới này lớn như thế, còn rất nhiều thứ như thế. Không sao,
Nếu như lần sau em đến đây nữa thì hãy nhắn trước cho chị biết, chị có thể chuẩn bị pháo hoa cho em. Thế nhưng chị cũng không thể ở đây được lâu, vài ngày nữa là chị phải về rồi. Chúng ta có thể gặp lại nhau. Diên cầm lấy tay cô và chậm rì rì viết. Ông lại cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông ấy cực kỳ hiểu tính tình của Diên, cô bé có thói quen giấu kín tất cả mọi thứ trong lòng. Ngoài ông và bà chủ còn thường xuyên trao đổi với cô bé bằng ngôn ngữ tay thì cô bé chẳng mấy thân thiết với bất kỳ người nào khác. Thế nhưng lần này cô bé lại cầm lấy tay của một người vừa mới gặp mặt lần đầu, viết chữ vào lòng bàn tay của người đó. Đây là chuyện ông ấy chưa được từng thấy bao giờ. Xem ra Diễn cực kỳ thích cô bé này, hay ít nhất là cô bé không ghét. Nếu lần sau em đến thì chị sẽ làm thêm vài món cho em ăn, tay nghề làm bánh của chị cũng không đến nỗi tệ lắm. Hứa Minh Tâm cực kỳ tin tưởng vào bản thân mình. Diên gật đầu. Thế nhưng, thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng chẳng được bao lâu thì ông lão đã nhận được một cuộc điện thoại, người ở nhà đang hối thúc ông ấy. Cô chủ, đến lúc chúng ta phải trở về rồi. Ông lão cực kỳ cung kính nói. Ánh mắt Diên trở nên ảm đạm ngay trong chớp mắt, chẳng mấy chốc ánh mắt màu xanh nhạt ấy đã trở nên tối tăm. Cô bé lại phải trở về cái lồng giam đó. Cô bé quay đầu lại nhìn ông lão với ánh mắt vô tội, hỏi. Chú Shaga, lần sau tôi có thể ra ngoài nữa không? Bà chủ đã ra lệnh, tôi không thể làm điều ngược lại, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Ông lão cũng dùng ngôn ngữ của người khuyết tật, Hứa Minh Tâm biết chắc chắn bọn họ không muốn cho cô nghe hiểu nội dung của cuộc nói chuyện này. Cô cực kỳ biết điều ngồi xổm một bên để nghịch tuyến. Diên khẽ cụp mắt xuống. Bầu không khí đau thương buồn bã bao phủ lấy người cô gái nhỏ. Cô bé nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt lưu luyến, cô bé rất thích người bạn này. Cô ấy dùng tay nói, chú Shaga, tôi thích bạn ấy. Shaga cực kỳ hoảng hốt, Diên không thường nói đến từ thích đó. Hồi 10 tuổi, cô bé đột nhiên chỉ vào chiếc tivi trước mặt và nói, tôi thích xem tivi. Đó là lần đầu tiên cô bé nhắc đến từ thích này. Và bây giờ là lần thứ hai cô bé nhắc đến nó. Thích người bạn mới quen này. Trong mắt Shaga là vẻ khiếp sợ. Sau một thoáng do dự thì ông ấy nói, tôi hứa với cô, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lần gặp mặt tiếp theo cho hai người. Nhưng bây giờ cô hãy theo tôi trở về trước đã, bà chủ đang cực kỳ tức giận. Được, tôi muốn chào tạm biệt bạn ấy. Cô bé chỉ vào tuyết, nhờ Shaga lấy cho mình một nắm tuyết, sau đó ném vào đầu Hứa Minh Tâm. Em vừa mới ném chị ư? Hứa Minh Tâm bĩu môi, không hề khách sáo trả lại một quả cầu tuyết. Diên cười cười, nắm chặt ông tay áo của Shaga để ông ấy chuẩn bị đạn cho mình tấn công. Hai đứa trẻ ném tới ném lui, Hứa Minh Tâm biết cô bé không thể trốn tránh dễ dàng được nên cố tình nhường cô bé, để Diên ném tuyết cực kỳ vui vẻ. Cô run run người, tóc trên tuyết rơi xuống. Tuyết lạnh lọt vào trong cổ, lạnh lẽo. Diên cười cười. Nụ cười đó dần tắt ngóm. Tôi phải đi rồi, cô bé viết vào lòng bàn tay Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm cũng thấy cực kỳ lưu luyến, chẳng mấy khi cô được gặp một cô bé đáng yêu thế này cơ mà. Chị sẽ gửi vào email cho em. Cô quơ quơ điện thoại di động, cô vẫn còn giữ ảnh chụp chung của hai người cơ mà. Cô ấy vẫy tay, Shaga đẩy cô bé xuống. Shaga bế cô bé lên xe sau đó tự lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô chủ cần phải trở về. Cô nên kìm nén lại cảm xúc của bản thân mình, thế giới bên ngoài không thích hợp với cô đâu. Anh cả đã trở về chưa? Cũng về rồi, thế nên cô chủ cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết mới đúng, thân phận của cô cực kỳ tôn quý, cô phải cẩn thận hơn nhiều. Shaga lái xe nhìn bóng người dần biến mất trên chiếc kính chiếu hậu, ánh mắt cô tràn đầy vẻ cô đơn lạc lõng. Hy vọng lần gặp sau có thể đến càng sớm càng tốt, cô ấy khá là mong đợi. Cô gái này thật sự rất thú vị. Thật là, năng nói chuyện, điểm này rất tốt, đã lâu lắm rồi cô ấy không được nghe người ta nói nhiều như thế. Nhìn theo chiếc xe Diên rời đi, Hứa Minh Tâm xem đồng hồ, cũng chỉ mới đến giữa trưa thôi, bây giờ cô chạy đến tìm Cố Gia Huy thì đúng lúc có thể ăn cơm trưa. Hứa Minh Tâm chạy tới dưới cao ốc tập đoàn Hoan, nhà họ Ôn đã chuyển sang nơi này từ nhiều năm trước, tạo quan hệ với Hoàng gia Anh nên dần già đã bén rễ và cắm sâu vào lòng đất London. Ôn Thanh Vân là cô cả nhà họ Ôn, cô ấy có một đứa em trai năm nay vừa mới tròn 10 tuổi, là con của mẹ kế sinh ra. Mẹ kế của cô ấy là một người trong hoàng tộc. Lễ Tân nghe nói cô muốn tìm Cố Gia Huy còn hỏi xem cô có thiệp mời không, cô lắc đầu.
thật lòng xin lỗi, ngài Cố Gia Huy không phải là người ai muốn gặp cũng gặp được. Hứa Minh Tâm nghe thế thì hơi khó xử, cô muốn cho anh một bất ngờ vui vẻ nhưng không ngờ lại bị chặn đường ở đây. Tôi là bạn của anh ấy thì cũng không được ư. Thời buổi này ấy à, con chó con mèo ngoài đường cũng tự nhận mình là bạn của ngài Cố Gia Huy được ư. Lễ Tân nói với giọng hơi khinh thường, sau đó không thèm để ý tới Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm hơi ngượng ngùng, cô ta khinh thường cô ra mặt và xem cô thành kẻ chạy tới cố gắng móc nối quan hệ. Hứa Minh Tâm xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi để ngồi, định gọi điện thoại cho Cố Gia Huy thì đằng sau có giọng nói bàn tán của bọn họ. Thời buổi này người nào cũng muốn thấy người sang thì bắt quàng làm họ nhỉ, không tự nhìn lại xem bản thân mình là cái thá gì, há miệng cái là đòi gặp ngài Cố Gia Huy, tưởng cái tập đoàn này là nơi nhà cô ta mở ra chắc. Đúng đó, cần gì đến Phó Tổng Thanh Vân ra tay, chúng ta có thể đuổi đi luôn ở đây được rồi. Hứa Minh Tâm cũng chẳng biết phải có cảm giác gì nữa. Cô không phải là chó mèo hoang ngoài đường đâu. Cô nhấn số điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy. Gặp phải chuyện gì khó chịu hả? Em đang ở dưới lầu tập đoàn Hoan, anh có ở đây không vậy? Anh xuống lầu đón em lên ngay. Chẳng mấy chốc Cố Gia Huy đã vội vã đi tới, hết sức ngạc nhiên khi trông thấy cô ở đây. Không ngờ cô lại tự mò mẫm đường đi tới nơi này. Sao em lại tới đây thế? Sao không báo cho anh biết trước một tiếng, em tới đây một mình ư? Em không quen đường quen nẻo gì ở đây mà, nhỡ em đi lạc mất thì phải làm sao bây giờ? Đúng là em không bao giờ khiến con người ta yên tâm cho được ấy, trên đường đi có xảy ra chuyện gì không vậy? Cố Gia Huy nói chuyện cứ như đang bắn ráp vậy khiến hơi giờ khóc giờ cười. Này chú ba nhà họ Cố, dù thế nào thì em cũng là một người trưởng thành rồi, em có thể đọc được chữ nhé. Thế thì sao, trong mắt anh thì em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn thôi. Em đã đến đây rồi thì anh đưa em đi gặp mặt Thanh Vân. Gặp người lớn thì cũng được thôi nhưng mà anh phải giúp em một việc khác trước đã. Đây, hai người kia cứ cười mỉa mai em, bảo là em tới đây để thấy người sang bắt quàng làm họ rồi cười khinh bỉ em. Anh nói cho bọn họ nghe xem anh có quen biết em không? Anh có biết em là ai không hả? Hứa Minh Tâm không hề khách sáo nhìn mấy cô gái ở quầy lễ tân. Có lẽ trước đây cô sẽ cố nhịn cơn tức tối và ấm ức này nhưng bây giờ cô không cần phải tự chịu uất ức như thế nữa đâu. Cố Gia Huy nghe thế thì khẽ híp mắt lại, nhìn nhân viên ở quầy lễ tân với ánh mắt tối tăm. Các người thích bàn tán về người khác thật đấy nhỉ, đây là người của tôi, các cô có ý kiến gì không? Nghe lời nói lạnh như băng đó, bọn họ sợ tới mức cả người run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa. Người của Cố Gia Huy ư, những lời anh nói nghĩa là sao? Tức là kẻ thứ ba thành công leo lên ghế chính rồi hả? Không dám ạ. Bọn họ run rẩy nói. Sau này cô ấy có đến tìm tôi thì đưa cô ấy lên thẳng phòng làm việc. Dạ thưa ngài Gia Huy. Cố Gia Huy là người có quyền lớn nhất trong tòa nhà này. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, anh gọi cả chị Thanh Vân nữa, em hơi đói bụng rồi. Được, thế em chờ anh một chút, anh sẽ xuống nhanh thôi. Chẳng mấy chốc Ôn Thanh Vân đã xuống tới. Cô ấy bước trên đôi giày cao gót đen nhọn vào cao, trên người là tây trang chỉn chu. Mái tóc được quấn lên cao, trông có vẻ trưởng thành giỏi giang và đầy khí chất. Cô ấy nhoẻn miệng cười trông cực kỳ hiền lành và hòa nhã. Đây là một cô gái cực kỳ dịu dàng hòa nhã nhưng cũng là một người mạnh mẽ có thể quyết đoán và kiên cường. Hai khí chất hoàn toàn trái ngược nhau cùng hòa vào làm một ở cô ấy nhưng lại không có vẻ kỳ lạ và ngược ngạo. Ôn Thanh Vân giơ tay ra cười nói. Chị thường nghe Gia Huy nhắc tới em, bây giờ cuối cùng chị cũng được gặp người thật ở đây rồi. Không thể ngờ nổi người có thể ăn được Cố Gia Huy sạch sành sanh lại là em. Hứa Minh Tâm hơi ngượng ngùng, nói, chào chị Thanh Vân, chuyện không phải như lời chị nói đâu, rõ ràng em mới là người bị chú ba nhà họ Cố ăn sạch sành sanh đấy chứ. Anh ấy nói gì em cũng không dám cãi lấy một lời. Hứa Minh Tâm kiềm lòng không đậu oán trách. Ba người bọn họ đi tới một nhà hàng cơm ta. Ôn Thanh Vân nhìn Cố Gia Huy liên tục gắp thức ăn cho Hứa Minh Tâm. Ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng, cực kỳ cẩn thận. Ôn Thanh Vân ngồi đối diện nhìn thấy thế thì nhịn không được lại cười cười. Khi Cố Gia Huy đi vệ sinh thì Ôn Thanh Vân mới mở miệng nói, chị chưa từng thấy cậu ấy hiền lành săn sóc cho một người nào như vậy đấy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai có thể ngờ được là cậu ba nhà họ Cố chỉ cần vung tay lên là có thể tạo thành mưa thành gió lại là một người yêu thương và cưng chiều vợ mình như vậy. Chị Thanh Vân,
chị nói thế khiến em cũng phải ngượng ngùng đấy. Chẳng có gì để ngượng đâu mà, như thế rất tốt. Sau khi cậu ấy bắt đầu hẹn hò với em thì tâm trạng cũng vui vẻ sáng sủa lên rất nhiều, không còn nặng nề và đầy áp lực như trước kia nữa, đó là một chuyện rất tốt. Em có biết về quá khứ của Heather Huy không? Tất cả những chuyện từng xảy ra ở anh ấy. Ôn Thanh Vân tò mò hỏi. Hứa Minh Tâm lắc đầu, cô không hề biết gì nhiều về quá khứ của Cố Gia Huy, cô chỉ biết là từ nhỏ anh đã bị Cố Triệt xa lánh, đưa sang đây, 4 năm trước về nước thì lại gặp nạn vì chiếc thuyền nổ mạnh. Quá khứ, có thể kết thúc trong một câu. Đó đều là những ký ức không mấy hay ho gì, không nói ra cũng dễ hiểu thôi. Đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nhau, em đến đây đột ngột quá nên chị không có chuẩn bị sẵn quà gặp mặt để tặng cho em, thật ngại quá. Không cần quà gì đâu ạ, chú ba Cố có tiền, em chẳng thiếu thốn gì cả. Hai chuyện này không giống nhau, trừ khi em không muốn chấp nhận chị dâu hai này. Không phải, nếu chị Thanh Vân nhất quyết phải tặng thì hãy tặng em một món nào đó rẻ tiền thôi, nếu không cầm mấy món đồ đắt tiền ấy em lại không nỡ dùng, không nỡ ăn, lại còn phải tốn tiền mua cái két bảo hiểm để cất đi, thật sự là mệt lắm đó. Chị có thể tặng em mấy món xinh xắn mà con gái hay thích là được rồi, em không có yêu cầu gì đâu. Hứa Minh Tâm vội vàng nói, cô thật sự rất sợ mấy món quà người giàu có tặng, cầu xin trời đừng tặng cho những thứ đắt sắt ra miếng. Mặc thì không nỡ mặc, ăn thì không nỡ ăn, nhìn lại thấy đau lòng, dùng lại càng thấy đau lòng. Cảm giác đó thật sự quá tệ. Ôn Thanh Vân nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô thì không nhịn được cười cười. Cô bé này thật là thú vị. Được rồi, để chị cẩn thận suy nghĩ xem, chị thật sự chưa tặng ai món quà giấu lớn nào đẹp nhưng giá rẻ bao giờ cả. Chẳng mấy chốc Cố Gia Huy đã đi vệ sinh xong và trở về, thấy bọn họ tán gẫu với nhau cũng khá vui vẻ, tâm trạng cũng rất tốt. Khi quay về, có lẽ là do điều hòa trong xe quá ấm áp nên Hứa Trúc Linh bất chi bất giác tựa vào lòng Cố Gia Huy và ngủ thiếp đi. Ôn Thanh Vân lái xe nhìn lên kính chiếu hậu muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô ấy thở hắt ra một hơi mạnh, bất đắc dĩ hỏi, em chưa kể cho Hứa Minh Tâm nghe về những chuyện về em ở nơi này, cũng chưa từng nhắc tới người đó. Cô ấy nói cực kỳ lấp lửng, sợ làm Hứa Minh Tâm đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Cố Gia Huy đang vuốt sợi tóc rơi xuống trên trán Hứa Minh Tâm thì đột nhiên nghe thấy những lời đó, ngón tay anh khẽ run lên. Cả người anh cứng đờ trong nháy mắt, sóng lớn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt kia. Anh hít một hơi thật sâu và ngước mắt lên nói, chuyện trôi qua thì đã là quá khứ rồi, cũng chẳng có gì hay để kể lại cả. Trước đó em giấu giếm thân phận, cô ấy cũng không biết em vẫn còn sống. Thế nhưng bây giờ em đang sáng rực như mặt trời ban trưa, sau này nhà họ Ôn cũng sẽ giúp đỡ em, dù là em chỉ tạo sóng tạo gió ở Đà Nẵng nhưng hệ thống và mạng lưới tin tức trên toàn thế giới phát triển như thế, cô ấy không thể bỏ qua không để ý đến em. Chị dâu, sau này chị đừng nhắc lại về chuyện này nữa. Em của năm đó đã chết rồi, bây giờ em chỉ là Cố Gia Huy mà thôi. Cố Gia Huy nói với giọng âm u, ánh mắt sâu thăm thẳm, Ôn Thanh Vân nhìn lên kính chiếu hậu rồi thở dài thườn thượt. Đúng là chuyện đã qua nhưng sóng gió lại chưa bao giờ lặn xuống. Trong 4 năm nay, cô ta đã gây ra tiếng vang lớn ở London. Nếu Cố Gia Huy đã không muốn nhắc lại thì cô ấy cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ mong là chuyện đó thật sự trôi qua và trở thành dĩ vãng. Nếu không một khi bị dính vào thì người vô tội nhất chính là Hứa Minh Tâm. Lốc xoáy quá lớn, một người chẳng có tí kỹ năng sinh tồn nào không thể sống đến phút cuối cùng được. Hứa Minh Tâm chờ đến 3 giờ chiều mới quay về, về đến rồi cô cũng không nghỉ ngơi nhàn rỗi, cô học lại các lễ nghi cùng với tập nhảy, sau đó là làm bánh ngọt cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh về tới cùng với gương mặt cực kỳ mệt mỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bà nói vài ngày tới sẽ cực kỳ bận rộn, buổi diễn tập diễn ra cực kỳ nghiêm khắc, suy cho cùng thì đó cũng là đêm từ thiện có tính quốc tế, toàn cầu. Hứa Minh Tâm là một người ngoài nên không bị cuốn vào trong đó, cô chỉ đến đây để tham gia cho biết thôi. Thấy Thẩm Thanh mệt mỏi như thế cô mới biết con người ta gặt hái được thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cô chỉ có thể mượn nhà bếp của khách sạn để nghiên cứu về một vài loại thức ăn bổ dưỡng rồi mang qua đó cho Thẩm Thanh để bảo đảm sức khỏe của bà vẫn không bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh có thể nhận ra sự nhiệt tình và thật lòng thật giả của Hứa Minh Tâm, cô cũng không thích khoe khoang thành tích tranh công như người khác mà chỉ kiên quyết thực hiện những gì mình muốn làm. Trước khi đi bà để lại bài cho cô ôn tập, Hứa Minh Tâm cũng không làm qua loa cho có.
một đứa trẻ như thế quả là đáng để đào tạo. Thẩm Thanh cũng dần gạt bỏ thành kiến, trước kia những gì bà làm là vì Ngôn Hải nhưng bây giờ mà lại thật lòng thật dạ thích đứa trẻ nhiệt tình này. Một trái tim nóng hổi, chỉ cần đối xử với cô tốt một chút thì cô sẽ hận không thể trả lại gấp trăm ngàn lần. Thật sự rất chân thành. Bà lăn lộn trong giới giải trí này đã nhìn thấy được rất nhiều gương mặt và hành vi giả dối, vì thế bà lại càng cảm thấy sự chân thành đó đáng quý và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Bà đột nhiên hiểu ra tại sao con trai mình lại không chọn biết bao cô gái xuất sắc ngoài kia mà cứ khăng khăng phải chọn Hứa Minh Tâm. Sau khi tiễn Thẩm Thanh thì Hứa Minh Tâm ngồi trong phòng xem thực đơn, không ngờ lại nghe được tiếng loạt soạt ngoài ban công. Chẳng lẽ là Cố Gia Huy đến? Cô đã nói với anh là mấy ngày nay Thẩm Thanh không có ở đây nên không cần phải lén lút như thế nữa rồi mà. Cô ra ban công. Này chú ba Cố, tại sao anh? Còn chưa kịp nói xong thì cô đã trông thấy một người đàn ông được trang bị đầy đủ trang thiết bị vũ khí. Người đó đeo chiếc mặt nạ, mặc áo chống đạn, cả người đầy cơ bắp cuồn cuộn và trông cực kỳ đáng sợ. Anh, có trộm. Hứa Minh Tâm phản ứng lại rất nhanh, cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng người đàn ông đó lại nhanh hơn cả cô, nhanh chóng tóm được cơ thể gầy ốm của Hứa Minh Tâm và bịt thuốc mê vào miệng và mũi cô. Chẳng mấy chốc Hứa Minh Tâm đã chìm vào mê man chẳng còn biết gì nữa. Nửa tiếng sau, cô lờ mờ tỉnh lại, khung cảnh lạ lẫm. Hứa Minh Tâm vội vàng đứng dậy và phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ lớn, căn phòng thì lại được trang trí cực kỳ lộng lẫy và khéo léo. Cả người ngoài ngành chẳng biết gì như cô cũng cảm nhận được rằng những món đồ được đặt trang trí ở đây có giá trị cực kỳ cao, đắt sắt ra mấy miếng. Đây là nơi nào thế? Thời buổi này mấy tên trộm sống sung sướng và huênh hoang thế này ư? Khi cô đang cảm thấy run rẩy thì có người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người vào tới thì cô lại chợt ngây ngẩn. Tại sao người đó lại là Diên? Diễn cười với cô rồi quay sang nhìn Straga. Thật lòng xin lỗi cô Minh Tâm. Chúng tôi lo lắng đến tình trạng sức khỏe của cô chủ, cô ấy không tiện ra ngoài nên đành phải dùng cách này để lặng lẽ mời cô Minh Tâm đến đây. Hứa Minh Tâm nghe thế thì trái tim đang treo trên tận cổ họng mới được thả xuống. Cô cũng không biết mình nên nổi giận hay nên cười, chẳng qua chỉ là mời cô đến đây làm khách thôi mà có cần phải làm thấy ghê đến vậy không? Cô sắp sợ chết khiếp đi được ấy. Cô lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới, vỗ vỗ ngực nói, suýt bị mọi người hù chết rồi ấy. Tôi còn tưởng là tôi bị người ta bắt cóc đi rồi cơ. Cách mọi người mời khách đến nhà chơi cũng khá là độc đáo đấy chứ. Diên hiền lành nắm lấy tay cô và viết lên đó, thật lòng xin lỗi, làm bạn sợ rồi, tôi cũng vừa mới biết được chú Straga dùng cách đó để đưa bạn tới đây. Cô bé xinh xắn đáng yêu như thế xin lỗi cô, thôi bỏ đi vậy. Thế thì em phải mời chị ăn thật ngon đấy. Diên gật đầu, cô bé kéo tay cô ra đằng sau. Không ngờ nơi đó lại bày đầy ống pháo hoa. Đây là thứ cô chủ dặn riêng chúng tôi mua về, cô ấy nói là muốn xem nó cùng với cô. Thế nhưng bây giờ thì không xem được. Diễn nghe thế thì có hơi thất vọng, cô bé mở to đôi mắt xanh nhìn cô với vẻ đáng thương. Hứa Minh Tâm cười nói, cái này phải chờ tới khi trời tối xem mới đẹp, tối chị bắn cho em xem nhé được không? Diễn chưa từng xem mấy thứ này nên cô bé không biết. Lúc nãy cô bé còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm không muốn xem nó với mình. Cô bé vui mừng gật đầu và bảo Straga đi chỗ khác trước. Cô bé không muốn bị ai quấy rầy. Diễn đưa cô đi xung quanh để tham quan, cô phát hiện ra nơi Diên ở lớn thật là lớn, hơn nữa đây mới chỉ là phòng của một mình cô bé mà thôi. Không ngờ cả khu nhà này lại là một tòa lâu dài, nó trông chẳng khác gì lâu đài thời cổ đại, có sảnh lớn, có các phòng ngủ. Diễn ở một nơi khá khuất. Đằng trước vẫn còn rất nhiều kiến trúc nguy nga tráng lệ hơn. Hứa Minh Tâm đứng trên mái nhà nhìn chúng từ xa và xem mòn hết cả mắt. Khi quen biết cô Gia Huy thì cô đã có một nhận thức hoàn toàn mới về sự giàu có của giới tài phiệt. Không ngờ hôm nay cô lại phát hiện ra giàu có cũng có plus. Trong lâu đài còn có cả sân golf. Hứa Minh Tâm nhìn tất cả những thứ đó và há hốc miệng thật to mãi không thể khép lại được. Cô đã từng được thấy người có tiền nhưng chưa bao giờ thấy ai giàu có đến mức độ này. Cô đột nhiên cảm thấy Cố Gia Huy thật nghèo, còn cô thì chắc đã thành loại hộ nghèo mà quốc gia muốn xóa sạch từ đời tám tổ nào rồi. Khi Hứa Minh Tâm đang khiếp sợ thì Diên lại kéo lấy tay cô. Đừng nhìn về phía đó nữa, nơi đó rất nguy hiểm, chỉ có chỗ tôi mới là nơi an toàn nhất dành cho bạn thôi. Hứa Minh Tâm giật đầu xem như trả lời, cái hiểu cái không.
Có lẽ là yêu hận tình thù gì đó của gia đình quyền quý. Sinh ra trong những gia đình giàu có cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong lâu đài có trang bị thang máy, nó được thiết kế dành riêng cho Diên. Bọn họ nhanh chóng ở đi từ trên lầu xuống, Hứa Minh Tâm chợt phát hiện ra tòa lâu đài khổng lồ là thế nhưng lại không có một người giúp việc nào. Ông lão kia cũng không rõ đã biến đi đâu mất rồi, không gian lạnh lẽo điều hưu quá thể đáng. Hứa Minh Tâm trông thấy lò sưởi âm tường, hồi xưa xem phim Mỹ cô thường thấy cảnh người ta quay loại lò sưởi thế này, nó trông như mọi người cùng ngồi quanh lửa trại vậy. Cô vẫn chưa được thử một lần nào. Diên nhận ra cô đang cảm thấy hứng thú với nó, chẳng hiểu tại sao lại có người nhanh chóng xuất hiện và châm lửa vào lò sưởi âm tường đó. Cô lập tức cảm thấy tòa lâu đài này trở nên ấm áp hơn nhiều. Cô ấy đi đâu thế? Cô trông thấy người giúp việc đã đi xuống. Tôi không thích bị người khác quấy rầy, hôm nay bạn là của tôi. Mới bé tí tuổi đầu đã học được cách chuyên quyền độc chiếm rồi, em còn chưa gọi chị là chị Lân nào đấy. Hứa Minh Tâm chọt chọt chán cô bé Diên chỉ cười và không muốn gọi cô là chị. Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn bánh ngọt bạn làm. Lẽ ra phải là em chuẩn bị thật nhiều món ngon cho chị ăn mới đúng chứ, sao lại thành chị làm cho em rồi. Thôi bỏ đi, cũng không có gì quan trọng. Hứa Minh Tâm đẩy cô bé vào nhà bếp và bắt đầu nhào bột. Tay cô dính đầy bột mình nên kiềm lòng không đặng quệt lên mũi Diên. Diễn cau mày, cô bé cũng đến gần mò vào bột mì trên tấm thớt, thế nhưng cô bé đang ngồi trên xe lăn nên không thể bôi nó lên mặt cô được, cuối cùng đành phải tức giận bôi lên quần áo cô. Chị rửa cho em quả hồng, ăn lót dạ nhé. Hứa Minh Tâm rửa sạch hai quả hồng mềm, cho cô bé một quả và của mình một quả. Sau đó cô há miệng thật to để cắn nó. Diễn thấy cô ăn như thế thì trố mắt ra nhìn, gia đình không cho phép cô bé ăn uống như thế. Ăn không nói ngủ không nói, ăn chậm nói khẽ, há miệng phải nhẹ nhàng thanh thoát. Mỗi lần ăn cùng với người nhà thì một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, bầu không khí áp lực nặng nề đến đáng sợ. Thế nhưng bây giờ, cô bé lại cảm thấy ngôi nhà này thật là ấm áp, căn bếp này cũng trở nên gần gũi thân thiết hơn rất nhiều. Cô ấy lấy can đảm bắt chước theo cách của Hứa Minh Tâm, há miệng thật to và cắn mạnh một miếng. Thật ngọt, mọng nước nữa. Có ngon không? Diên gật đầu thật mạnh. Thế thì lát nữa chúng ta đi đắp mặt nạ không? Chị thấy trong tủ lạnh có rất là nhiều dưa leo tươi mới luôn ấy. Dưa leo, mặt nạ. Hứa Minh Tâm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch khờ khạo của Diên thì gan lại phình to lên. Không biết đắp mặt nạ dưa leo lên gương mặt nhỏ bé mịn màng này thì sẽ trông thế nào? Cô đặt mấy thứ đã làm xong vào lò nướng, sau đó cắt dưa leo thành từng lát mỏng và bắt đầu dán lên mặt Diên. Diên liên tục lắc đầu. Xấu quá, Diễn cực kỳ không thích thứ này. Không xấu, không xấu. Em xinh xắn thế này thì có đắp cái gì lên cũng không xấu được đâu mà. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nữa. Diên ngồi trên xe lăn nên hoàn toàn không thể làm gì để chống cự được, chỉ có thể đầu hàng trước sức mạnh của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm còn chụp mấy bức ảnh. Diễn uất ức, Hứa Minh Tâm không đành lòng nên cũng đắp dưa leo lên mặt mình. Sau đó cô đi tới chụp cùng Diên mấy bức ảnh liền. Thật ra cũng khá là đẹp mà, dưa leo bổ sung nước, có tác dụng làm đẹp rất lớn. Sau đó Hứa Minh Tâm tựa người vào sofa, Diên thì tựa lưng vào xe lăn, hai người cũng ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hai người cùng quay sang nhìn sau đó, cả hai cũng cười phá lên thật to. Ha ha ha. Em trông giống miếng rau xà lách quá. Bạn thì giống Nicola tôi từng nuôi đấy. Nicola là gì thế? Một chú rùa xanh. Hừ hừ, nếu như không có gương mặt xinh xắn đó của em thì chị đã vặn lại rồi đấy. Bọn họ vừa đắp mặt nạ vừa cắn dưa leo ăn. Bấy giờ thì Straga và nhóm người hầu đang ở bên ngoài cửa nhìn cảnh tượng này và cảm động lau nước mắt. Rất lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy cô chủ của mình vui vẻ như thế. Bởi vì cô chủ không thể nói được nên tất cả mọi người đều đã học được ngôn ngữ của người khuyết tật. Mỗi lần chạm mặt nhau đều phải dùng tay để nói chuyện nên bầu không khí trong phòng cực kỳ im lặng. Cô chủ nghe được bất kỳ một âm thanh nào thì sẽ trở nên cáu bẳn khó chịu, có thể là vì họ nói được còn cô bé thì không hoặc đại loại thế. Cảm giác đó không thể tả thành lời, khổ không cách nào tả nổi, bọn họ nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận được bằng tim. Chẳng mấy khi thấy cô chủ được vui vẻ thế này. Giống như một đứa trẻ vậy. Cũng chẳng có mấy người bước vào được thế giới của cô bé và đưa đứa trẻ bên trong cô bé ra ngoài.
Chờ bọn họ đắp mặt nạ xong thì món bánh ngọt của Hứa Minh Tâm đang làm cũng gần xong rồi. Ăn uống thì làm sao có thể không ngồi xem phim cho được. Em có muốn xem phim Hàn không? Cô nói như một tên trộm. Phim Hàn ư, em chưa xem bao giờ cả. Chị mở cho em xem nhé. Sau đó Hứa Minh Tâm mở một bộ phim truyền hình mình từng lưu lại để xem. Đó là một bộ phim về trường học của Hàn Quốc, ngọt có thể nói là còn hơn đường, chẳng có một giây phút nào không có phát đường. Đè vào tường này, đè lên giường này, các thể lại đè này, hơn nữa còn hở chút thì kề sát vào mặt nhau rồi cúi xuống hôn các kiểu, đúng là ngọt muốn chết. Hứa Minh Tâm ôm gối, vừa ăn vừa la hét chói tai. Thoạt đầu Diên bị cô làm giật mình, tóc gáy cứ dựng thẳng lên nhưng dần dần cô bé đã hiểu được trái tim thiếu nữ của Hứa Minh Tâm. Khi nam chính cúi xuống hôn nữ chính thì Hứa Minh Tâm lại phát ra tiếng ư ư ư ư, nghe có vẻ cực kỳ xúc động và cũng khá là đau khổ. Khi nam chính chạy tới cứu nữ chính thì Hứa Minh Tâm lại siết chặt nắm đấm lại, cô còn xúc động hơn cả nam chính. Mỗi lần nhìn thấy nam chính đè nữ chính xuống thì cô lại dùng tay che hai mắt, để hé ra một kẽ hở, chẳng thành thật một tí nào. Thì ra, cô thích kiểu này ư. Diễn đẩy xe lăn qua đó, chặn trước mặt cô. Hứa Minh Tâm hơi ngẩn ngơ. Có chuyện gì thế? Không ngờ Diên lại đột nhiên đặt một tay bên cạnh người cô. Hai mắt sáng quắc lên nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô bé đột nhiên kề thật sát vào, cô có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Diên, nghe có vẻ như là mùi của loài hoa nào đó cực kỳ thanh nhã. Em làm gì thế? Cô không thể nói tròn câu. Bạn thích kiểu này cơ mà. Hứa Minh Tâm biết thế lại không biết nên khóc hay nên cười, đúng là lúc nãy cô đã hơi rung động nhưng... Cô bé là một bé gái mà. Chờ đến khi em biết thành bé trai thì hẵng nói những lời này với chị nhé. Cô nhóc. Diên nghe thế thì ánh mắt chợt tối đi. Màu xanh biêng biếc đó trở nên u buồn. Hứa Minh Tâm cảm nhận được ánh mắt ảm đạm của cô bé. Cô cũng chẳng biết mình đã nói sai điều gì. Em không thích xem phim Hàn hả? Không có, thích, tiếp tục xem. Cô bé viết thật ngắn gọn rồi tiếp tục nghiêm túc ngồi xem. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lặng. Diên cũng không biết thời gian lại trôi qua nhanh như thế, chỉ mới xem bộ phim truyền hình có chút thôi đã hết giờ rồi. Đến lúc Hứa Minh Tâm phải đi rồi. Hứa Minh Tâm có thể nhận ra cô bé không nữa, Saga đi tới nói, tôi vừa mới nhận được tin tức báo rằng bà Thẩm Thanh phải diễn tập suốt đêm, có lẽ không thể về được. Cô Minh Tâm về đó cũng chỉ có một mình, thôi thì ở lại chơi với cô chủ thêm một khoảng thời gian nữa đi. Ông ấy vừa dứt lời thì Hứa Minh Tâm cũng nhận được tin nhắn. Người gửi là Thẩm Thanh, bà ấy nói tối nay mình có việc nên không thể về được, bảo cô tự lo cho bản thân mình thật tốt. Xem ra bà ấy bận rộn thật, nếu không thì đã gọi điện thoại báo rồi. Cô cũng vui vẻ ở lại thêm một đêm, sự thật là Diên quá xinh xắn đáng yêu rồi. Những thứ xinh đẹp luôn có sức mạnh khiến con người ta nhìn không thể rời mắt và thích không nỡ buông tay. Diên nhìn Saga với ánh mắt đầy cảm kích, dùng ngôn ngữ tay trao đổi. Cảm ơn chú Saga. Cô chủ, sáng mai bà chủ sẽ trở về lúc 10 giờ sáng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để bạn ấy về trước 10 giờ. Tối đó sau khi ăn cơm xong thì Saga sắp xếp phòng ngủ cho cô. Không ngờ nữa đêm trời lại có bão tuyết thổi quét. Đêm đông lạnh lẽo, gió và bão tuyết cứ gào thét âm. Đây là lần đầu tiên Hứa Minh Tâm ngủ trong một căn phòng to lớn như thế. Chiếc giường khổng lồ thế này thì chắc có lăn ba vòng cũng chưa ngã xuống được. Thế nhưng, cô lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Căn phòng lớn thế này thì ngủ một mình sẽ có cảm giác cực kỳ quái dị. Hứa Minh Tâm tái mặt đi tới phòng của Diên, gõ cửa bước vào. Diên thay bộ váy ngủ màu trắng, không rườm rà lắm nhưng trông có vẻ rộng thùng thình. Cô bé trông khá là nhỏ nhắn nhưng lại mặc bộ quần áo nhìn khá nặng nề thế này thì có vẻ khung xương cũng không nhỏ lắm. Cô để ý thì đến một điểm đó là Diên không có ngực. Hứa Minh Tâm không thể kiềm chế được móng vuốt sói của mình, sờ sờ ngực cô bé. Cũng cùng một cỡ với cô, tâm hồn được an ủi. Diên bất ngờ không kịp đề phòng, hai gò má chợt đỏ ửng lên. Cô bé vội vàng kéo bánh xe lăn lùi về sau vài mét. Thẹn thùng hả, không sao đâu mà, chúng ta đều là con gái với nhau hết á. Tối nay chị có thể ngủ với em được không? Phòng của nhà em quá lớn, một mình chị ngủ ở đó sợ lắm. Chị thường hay sợ, mấy thứ bí ẩn ma quái ấy, thế nên chị không dám ngủ. Hứa Minh Tâm đáng thương nói. Diên hơi do dự,
ánh mắt cô bé trở nên phức tạp như đang lao vào cuộc chiến của hai người Tí Hon, một thiên thần và một ác quỷ vậy. Rốt cuộc có nên cho ngủ hay không, ngủ cùng nhau thì liệu bạn ấy có thể phát hiện ra bí mật của mình hay không? Diên ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh Tâm, ánh mắt đó yếu ớt và vô tội rồi cũng cực kỳ đáng thương, giống như một con thú mới sinh trong khu rừng già rộng lớn đang nhìn mình với đôi mắt chờ mong đáng thương. Ánh mắt cô bé có một loại năng lực đặc biệt nào đó khiến con người ta không thể chống lại lời van xin của cô ấy. Đau đầu thật đấy. Thật lòng xin lỗi, tôi quen ngủ một mình rồi. Cô bé đi tới nắm lấy tay Hứa Minh Tâm và viết. Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy chuyện này có hơi ngượng, mỗi người đều có những thói quen và sở thích của riêng mình. Xin lỗi nhé, tôi ngủ một mình cũng được thôi. Cũng không còn sớm nữa rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, thế thì mới lớn nhanh lên được. Cô xoay người và chuẩn bị bước đi. Không ngờ là cô vừa mới xoay người thì Diên đột nhiên nắm lấy tay cô. Bạn sợ hãi thật đấy ư? Không có đâu, chị chỉ đùa thôi. Hứa Minh Tâm cố tình nói thế vì không muốn làm cho Diên phải khó xử. Thế nhưng tất nhiên là Diên có thể nhận ra điều đó rồi. Cô bé thoáng do dự, cúi đầu suy nghĩ và cuối cùng là cắn răng. Ở lại đi, tôi quen ngủ một mình vì đó giờ chưa có một người nào ngủ cùng tôi cả. Có lẽ tôi có thể thử xem sao. Nhưng mà, Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì Diên đã kéo tay cô đi tới chỗ chiếc giường lớn. Có một cô giúp việc đi tới bế Diên lên giường. Sau đó Hứa Minh Tâm cũng vội vàng leo lên, ôm lấy Diên theo bản năng. Cô nghĩ chắc là Diên sẽ mềm mại và ngọt ngào lắm, thế nhưng trên thực tế tất cả đều là xương cốt cứng ngắc. Nhưng mà có cái để ôm là tốt lắm rồi. Tay cô đặt trước ngực Diên khiến cô bé sợ đến nỗi không dám thở mạnh một cái nào, vội vàng nhắm mắt lại. Hứa Minh Tâm vẫn còn díu dít nói cái gì đó nhưng Diên không còn lên tiếng đáp lời. Mới đó đã ngủ mất rồi ấy hả? Vừa mới tắt đèn đây thôi mà, chắc là chất lượng giấc ngủ tốt lắm đấy nhỉ? Được rồi, chị cũng ngủ luôn đây, ngủ ngon nhé. Nói xong cô còn vỗ vai trái của Diên hai cái. Trong đêm đen, mọi thứ yên tĩnh được một lúc lâu thì Diên nghe thấy hơi thở đều đều của Hứa Minh Tâm, bấy giờ cô bé mới dám mở to mắt ra. Cô bé cảm thấy hơi kỳ lạ, đó là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên cô bé ngủ cùng giường với một người khác, hơn nữa đó còn là một cô gái. Hứa Minh Tâm đang ngủ ngay bên cạnh, ôm lấy cô bé, hơn nữa sau khi ngủ say thì cô không hề nằm yên, cả người cứ cuộn sang bên này, muốn nằm trong lòng cô bé. Trái tim yên tĩnh trong rất nhiều năm dường như được sống lại, nó dập ngày càng nhanh. Cô bé bị làm sao vậy? Diên không ngủ cả một đêm dài, sáng hôm sau, đồng hồ mới qua 6 giờ sáng đã tỉnh dậy. Người giúp việc lặng yên không một tiếng động bước vào, sau đó rửa mặt cho Diên. Hứa Minh Tâm thì vẫn chưa tỉnh giấc, dường như cô đang mơ thấy món ngon nào đó, đôi môi cong lên cười thật ngọt ngào. Diên hơi mệt mỏi. Suy cho cùng thì cô bé cũng không ngủ cả đêm nên tinh thần không được tốt lắm. Cô bé rửa mặt xong thì đẩy cửa ra ngoài, Shaga đã đứng ngoài cửa chờ sẵn từ bao giờ và nhìn cô bé với ánh mắt lo lắng. Ông ấy bảo người giúp việc đi chỗ khác rồi vội vàng nói, tối qua. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có gì cả. Diên lên tiếng nói chuyện, đó là giọng nam trầm thấp khá dễ nghe. Đó chính là bí mật lớn nhất của cậu. Trông cậu như một bé gái nhưng trên thực tế cậu lại là con trai hàng thật giá thật. Để bảo vệ cậu, mẹ đã bảo cậu giả thành con gái để giảm bớt sự uy hiếp cho những người trong dòng họ. Dù đã làm thế nhưng cậu vẫn không thể tránh được những tai vạ ấy. Thật ra năm nay cậu đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn trông như một chàng trai 15, 16 tuổi. Khi còn bé cậu bị người khác hại nên sức khỏe không được hoàn thiện, tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Tìm hằng hà sa số bác sĩ cả Tây y lẫn Đông y đều bó tay không cách nào chữa trị. Xương cốt cậu đã hoàn hiện, hai chân này cũng hoàn toàn vô dụng. Không phải là cậu không thể nói chuyện mà là để sống trong gia đình này nên có những điều bất đắc dĩ buộc phải làm thế. Cũng may là không có gì xảy ra, nếu không thì cô gái này không thể tiếp tục sống nữa. Straga thở phào nhẹ nhõm. Diên nghe thế thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo nhìn ông ấy. Tôi không cho phép chú đụng đến bạn ấy. Người nào lại khiến con phải tỏ thái độ như thế? Đúng lúc này, sau lưng cậu có một giọng nói hờ hững và đầy kiêu ngạo vang lên. Straga nhìn thấy nên lập tức cúi người xuống mức thấp nhất. Bà chủ, me, giọng Diên thoáng run lên nhẹ nhẹ, vất vả nói ra từ đó.
cậu vừa thương vừa hận mẹ mình. Straga đẩy cậu vào phòng đọc sách, bà chủ với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy và kiêu sa tựa vào chiếc ghế xoay, châm một điếu thuốc lá dành cho nữ. Diên nhíu mày lại thật chặt, Straga mở cửa sổ ra. Lần này mẹ trở về sớm hơn bình thường. Con đã dẫn người ta về đến tận nhà ngủ qua đêm thì tất nhiên mẹ phải về đây xem thử thế nào rồi. Bà ta lạnh nhạt nói. Mẹ, bạn ấy chỉ là một người bạn của con, vô tình quen biết nhau thôi, mong mẹ có thể bỏ qua cho bạn ấy. Bạn ấy chỉ là một người bình thường, chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Diễn vội vàng nói. Con đang cầu xin cho nó ư. Bà ta nhíu mày lại thật chặt, hơi hoảng hốt về điều đó. Cậu chưa bao giờ quan tâm nhiều đến sống chết của người khác, cả mạng mình cậu cũng chẳng màng tới nữa là. Vậy mà hôm nay cậu lại quan tâm tới một người mới quen biết mấy ngày ư. Bà ta nghĩ tới những việc mình điều tra ra được, sau khi Diên bỏ trốn khỏi nhà thì vô tình gặp được một cô gái người châu Á, hai người có vẻ khá thân thiết với nhau. Bà không để ý đến điều đó là mấy nhưng sáng nay bà ta lại nghe được tin cô bé đó ở lại nơi này cả một ngày một đêm. Một người ngoài bước vào vùng đất riêng tư của bà ta, một ngày một đêm. Làm sao bà ta có thể yên tâm cho được cơ chứ? Mẹ, lần này con đã làm không đúng, sau này con không bao giờ dám nghĩ đến một người bạn nào nữa. Diễn cụp mắt xuống, căng thẳng van nài. Con không làm gì sai cả, con là một đứa con trai nên thích một người cũng là chuyện hết sức bình thường, mẹ rất vui về điều đó. Con có thể tiếp tục làm bạn với cô ấy, khoảng nửa năm nữa, chỉ cần nửa năm thôi mẹ có thể quang minh chính đại công khai thân phận thật sự của con là một chàng trai. Đến lúc đó thì tất cả công ty xí nghiệp cũng như tài sản của gia tộc đều thành vật trong tay con. Con muốn gặp ai cũng được, mẹ sẽ không ngăn cản con. Bao năm nay con đã rất cố gắng, mẹ nghĩ lại và thấy mình cũng đã quá nghiêm khắc với con rồi, nhưng bây giờ những ngày tháng cực khổ của mẹ con chúng ta đã đến lúc kết thúc. Cô gái này, con muốn giữ lại thì mẹ có thể nghĩ cách để giữ cô bé ở lại đây phục vụ con. Bà ta còn chưa nói hết lời thì Diên đã vội vàng lên tiếng. Không cần đâu, hoàn toàn không cần một tí nào đâu mẹ, bạn ấy không thích hợp với nơi này. Con cũng không thích bạn ấy, đó chỉ là tình bạn bè mà thôi. Bạn ấy là người lạ duy nhất con quen biết được nên mới như thế, không phải như lời mẹ nói đâu mà. Diễn cực kỳ lo lắng, cậu hiểu rất rõ về mẹ mình, từ sau khi cậu biến thành thế này thì bà lại trở tiêu cực và đáng sợ. Với tính tình của bà thì chắc chắn bà sẽ biến Hứa Minh Tâm thành cá trậu chim lồng, nuôi nhốt ở nơi này suốt đời. Cậu sống 20 năm ở đây còn không thể chịu nổi cái nơi quái quỷ này, Hứa Minh Tâm là người hiên lành trong sáng, yếu ớt như thế thì làm sao chịu nổi. Cậu cũng sẽ không có bất kỳ một suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với cô cả, với điều kiện bây giờ của bản thân cậu. Không cho phép điều đói cậu chỉ là một người tàn tật, cơ thể thì mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc 15, 16 tuổi, cậu cũng chưa nói cho Hứa Minh Tâm nghe rằng thật ra mình là con trai. Bà ta nghe thế thì lại nhíu mày thật chặt, dù chỉ là bạn thì cũng có sao. Mẹ sắp xếp cho con biết bao nhiêu người nhưng con chẳng chấp nhận một ai cả, khó lắm mới tìm được một người hợp ý con như thế. Mẹ trao cô bé cho con thì sau này con muốn làm bạn hay làm vợ chồng với con bé là chuyện của con thôi. Mẹ à, mẹ không cần phải tốn công tốn sức vì con nữa đâu, cả đời này. Con không thể cưới vợ sinh con được. Vừa mới nói xong thì bà chủ đã đập thật mạnh lên bàn phát ra tiếng vang thật lớn dội vào lòng tất cả mọi người. Ngoài đôi chân đó cũng với việc không thể lớn nổi thì con chẳng khác gì một người con trai bình thường cả. Con có thể cưới vợ sinh con, thân phận con cao quý là thế. Chỉ có con ghét bỏ người khác chứ chẳng kẻ nào có quyền khinh rẻ con. Nhưng mà con, khinh thường chính bản thân mình, Diên chua xót nói. Bà nhìn thật kỹ chàng trai nhỏ đang cười tự giễu bản thân trước mặt mình, bà thật sự mong rằng cậu chỉ có 15 hay 16 tuổi, tuy rằng biết hai chân mình bị tàn phế nhưng vẫn tích cực và lạc quan. Thế nhưng, dần dần theo tuổi tác tăng lên, cậu phát hiện ra sự kỳ lạ trong khung xương của mình và bắt đầu sợ hãi gặp mặt người khác. Tự nhốt bản thân mình trong phòng mấy ngày mấy đêm không gặp bất kỳ ai. Cậu không bao giờ nở nụ cười nữa, cả chiếc tivi cậu thích nhất cũng không mở lên xem. Cậu mất một khoảng thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thật này, tiếp tục dùng vẻ ngoài của một bé gái để xuất hiện. Trước đây cậu cực kỳ ghét phải ăn mặc và giả trang thế này, cậu thấy nó quá bánh bèo yếu đuối, nhưng bây giờ cậu lại thản nhiên chấp nhận nó. Bởi vì chỉ có con gái ngừng phát triển. Mãi mãi giữ lại vẻ đáng yêu xinh xắn và lanh lợi thì mới không khiến cho người ta cảm thấy cậu là quái vật.
Cậu trở thành một đối tượng chẳng có tí sự uy hiếm nào trong gia tộc này. Khi các anh chị em lao vào chém giết lẫn nhau thì họ luôn gạt cậu sang một bên không hề đếm xỉa tới. Một kẻ tàn phế mãi không lớn thì làm gì có cửa mơ mộng đến chuyện tranh đoạt quyền thừa kế. Bà ta nhìn cậu thật lâu, lòng đau như dao cắt. Tất cả mọi thứ đều do một tay bà tạo ra. Bà đã không bảo vệ được con trai mình nên mới khiến cậu phải khổ sở như thế. Bà hoàn toàn không hề có ý định tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng vấn đề là bọn họ không hề tin, bàn tay độc ác đó vẫn vươn ra chạm vào con trai bà. Một khi đã như vậy thì bà sẽ tranh, sẽ chém giết và khiến tất cả những kẻ đó phải chết đi cùng với sự đau đớn. Chỉ có nắm quyền lực trong tay thì mới có thể đứng trên tất cả mọi người, làm chúa tể của tất cả mọi thứ. Đó cũng là lý do tại sao bà ta lại cố gắng nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Mẹ à, mẹ đừng ép con nữa, con biết bản thân mình đang làm gì. Con và bạn ấy chỉ là những người bạn, con không muốn làm liên lụy đến bạn ấy, chúng ta dừng chuyện này ở đây được không? Mẹ, con thật lòng cầu xin đấy, con chưa bao giờ cầu xin mẹ bất kỳ một điều gì cả, lần này. Thôi được rồi, không cần phải nói thêm nữa, mẹ đồng ý là được chứ gì. Bà ta ngắt lời cậu. Diễn nghe thế thì lập tức vui vẻ nhướng mày lên. Cảm ơn mẹ đã đồng ý. Đúng lúc đó thì người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa, nói Hứa Minh Tâm đã dậy rồi. Cậu thoáng nhướng mày, lập tức đẩy xe lăn ra ngoài, thế nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại chuyển tầm mắt lại nhìn về phía mẹ mình. Mẹ à, mẹ có thể chờ đến khi con tiễn bạn ấy về rồi mới ra ngoài được không? Con sợ bạn ấy sẽ e đè, con không muốn khiến cho bạn ấy sợ hãi. Mẹ biết rồi, bà ta nói. Nét mặt có vẻ khá vui vẻ, đó là nụ cười tươi tắn hiếm thấy trên gương mặt mà, đó là thứ từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Diễn vừa mới đi thì Saga đã đi tới để lấy ra một cái máy tính bảng. Đây là đoạn video ghi hình được gắn trong nhà, cả khu vực tư nhân này đều có máy cảm biến nhiệt độ. Mỗi phòng đều có máy quay, chỉ là bọn họ không hề hay biết mà thôi. Chuyện riêng là một chàng trai trẻ thì chỉ có bà và Saga biết. Bà ta nhìn máy theo dõi và nhìn thấy một Diên hoàn toàn khác. Hoạt bát hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hơn bao giờ hết. Cậu thường kéo lấy tay Hứa Minh Tâm viết một vài thứ, hơn nữa cậu cũng ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Bình thường cậu còn chẳng ăn nổi nửa chén cơm, thế nhưng hôm nay cậu lại ăn hết tất cả bánh ngọt Hứa Minh Tâm làm. Nụ cười hiện nhiều hơn trên mặt cậu, cậu kéo cô chạy từ trên xuống dưới, cực kỳ vui vẻ. Máy cảm biến nhiệt cho bà thấy Diễn liên tục vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm, cả đêm không ngủ, cứ quay mặt về phía cô như thế. Bà có thể đoán được đứa con trai ngốc mình đang làm cái gì, chắc chắn là ngắm cô cả đêm. Bà chủ, tôi cảm thấy cậu chủ thích cô bé này thật lòng, cậu ấy đối xử với cô bé khác hẳn tất cả mọi người. Tính tình cậu ấy hiền lành lương thiện, hơn nữa cậu ấy biết tình trạng của mình thế nào nên chắc chắn sẽ không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho cô bé. Bà chủ, bà cũng biết tình tình của cậu chủ rồi, nếu như chúng ta làm gì đó mạnh mẽ thì e là cậu chủ sẽ làm chuyện gì đó tiêu cực hơn để đáp trả lại. Tôi biết, bây giờ tôi cũng chẳng dám yêu cầu thêm gì quá đáng nữa. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi tôi sẽ khiến cho tất cả những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt đỏ. Con tôi nhất định sẽ khỏi hẳn, dù thằng bé không thể khỏi bệnh thì trên đời này cũng còn người có thể xứng đôi với nó. Chỉ có thằng bé lựa chọn người khác chứ chẳng đến phiên người nào lựa chọn nó. Điều tra về cô bé đó cho tôi muốn có tất cả mọi thông tin. Phần trăm 3D nhưng cậu chủ nói. Nó là chủ ông hay tôi là chủ nhân của ông? Bà ta lạnh giọng nói. Được, Saga cung kính nói. Sáng nay khi Hứa Minh Tâm thức dậy thì bên ngoài đã bắt đầu có mưa đá. Cô đột nhiên nghĩ đến pháo hoa trong sân, tối hôm qua bận rộn đến tối nên quên mất. Hứa Minh Tâm vội vàng ra đó, pháo hoa đã ướt hết cả. Ây! Trí nhớ của mình chẳng tốt một tí nào cả. Hứa Minh Tâm gõ đầu, tự trách mình. Hôm qua đầu bếp của nơi này làm những món cô chưa bao giờ được ăn nên hào hứng quá đâm ra quên hết mọi thứ. Cô vội vàng chuyển những thứ đó vào trong, vừa xoay người thì đã trông thấy Diên đang đứng sau cửa. Trong mắt cậu là vẻ mất mát. Xin lỗi em, chị quên mất. Cậu khẽ lắc đầu, đẩy xe lăn đến chỗ cô và viết, không trách bạn, tôi cũng quên mất mà. Có lẽ chúng ta không có duyên nên không thể xem pháo hoa cùng nhau được. Hứa Minh Tâm nhìn lòng bàn tay mình, tay Diên hơi lạnh lẽo, viết lên tạo cảm giác đau lòng. Những lời cậu nói cũng quá buồn bã, cô không thích những lời nói quá buồn bã,
nghe cứ chán chường thế nào ấy. Ai bảo là chúng ta không có duyên. Hứa Minh Tâm đẩy cậu vào trong, sau đó bảo cậu nhắm mắt lại. Diên chẳng hiểu mô tê gì nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô như thế, sau đó cậu cảm nhận được Hứa Minh Tâm cúi xuống và ghét vào tai mình, sau đó bên tai có tiếng vang. Bùm! Cơ bắt chứng theo tiếng pháo hoa nở rỡ trên bầu trời, may là Diên không biết nói những có thể nghe được. Hơi thở nóng hổi của cô thổi vào tai cậu khiến cả người Diên trở nên cứng ngắc. Em nhớ cho kỹ nhé, đây là tiếng pháo hoa nở rộ, chị bắt trước cũng không giống lắm nhưng chắc cũng na ná phần nào. Lần này chị thiếu em, nếu như lần sau em mời chị đến nữa thì chắc chắn chị sẽ xem pháo hoa cùng em. Diễn nghe nói thế thì lại bắt đầu chờ mong vào tương lai. Cậu có thể mơ mộng xa vời sẽ được gặp cô lần nữa không? Có thể cùng cô xem pháo hoa không? Thật ra pháo hoa cũng không tốt lắm đâu, nó gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa chơi pháo cũng dễ gây cháy nổ lắm, không tốt. Lần sau chúng ta có thể không xem pháo hoa cũng được, chị dẫn em đi thả diều, xem phim, đi chơi dã ngoại. Rất nhiều thứ để chơi. Chị vẫn còn ở đây thêm vài ngày nữa, em có thể đến tìm chị bất kỳ lúc nào. Nếu chị nhìn thấy thứ nào hay ho hoặc là ngon miệng cũng sẽ gửi email cho em. Cậu nghe thế lập tức thật đầu thật mạnh. Thế thì, cậu sẽ chờ mong một chút vậy. Hứa Minh Tâm ăn bữa sáng xong thì đến giờ phải về, nếu không Thẩm Thanh sẽ lo lắng lắm. Straga vẫn bị thuốc mê như lần trước nhưng lại báo trước với cô. Không phải là người bên trong gia tộc thì không được phép biết đường vào đây, không có một người xa lạ nào được phép đến đây cả. Thế nên họ làm thế cũng vì tốt cho Hứa Minh Tâm thôi. Diên nhìn Hứa Minh Tâm lên máy bay đi mất, trong mắt cậu là vẻ lưu luyến không nỡ. Hôm qua chính là ngày khó quên mất trong đời cậu. Cực kỳ đặc biệt, cực kỳ vui vẻ, cực kỳ quý giá. Trên lầu, mẹ cậu đang đứng trên ban công nhìn xuống. Bóng lưng cậu thật sự rất nhỏ, rất gầy khiến con người ta phải thấy đau lòng. Máy bay đã đi rất xa nhưng cậu vẫn không thể rời mắt. Cuối cùng Straga phải lên tiếng nhắc nhở, cô chủ, về thôi, ngoài này trời lạnh lắm. Chú Straga, chú nói xem, chúng tôi có thể gặp lại nhau lần nữa không? Có thể. Chỉ cần cô chủ muốn. Tôi không muốn, cậu cụp mắt xuống, giọng nói hơi trầm và khàn khàn, cần gì phải vì lòng tham của chính bản thân mình mà đi hại một người vô tội như thế. Vào trong thôi, sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Cậu hít thật sâu, đau khổ nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, đó vẫn là Diên lạnh lẽo vô tình. Hứa Minh Tâm về tới nhà thì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết. Cô nằm đó mê man hơn nửa tiếng đồng hồ mới mơ màng tỉnh dậy. Cô ngồi dậy và nhìn ra ban công, cảm thấy mình cứ như đang mơ. Cô cũng không biết được đâu là thật và đâu là giả nữa. Cô đến nhà Diên, tất cả đều là lâu đài, cô còn nhìn thấy sân golf. Cô lại làm bánh ngọt cho Diên, còn ngủ cùng cô bé, sáng nay còn đau buồn vì chuyện pháo hoa bị ướt. Tất cả mọi thứ vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt, nhưng... cô lại thấy như đang mơ. Cô tỉnh lại được một lát thì Thẩm Thanh cũng về tới, trông bà ấy cực kỳ mệt mỏi nên nhanh chóng đi ngủ bù. Hứa Minh Tâm nhanh chóng chui vào nhà bếp định làm mấy món ăn nhẹ gửi cho Diên. Tuy là đầu bếp nhà Diên cực kỳ xuất sắc nhưng cô là đầu bếp độc nhất vô nhị, những thứ cô làm cũng sẽ là độc nhất vô nhị. Cô làm cơm nắm ăn liền. Đủ các loại hình dạng, cả gấu trúc cũng có. Sau khi làm xong thì cô chụp ảnh lại và gửi đi. Thế nhưng một ngày trôi qua vẫn không có ai kiểm tra thư và nhận nó. Có lẽ cô bé quên rồi. Hôm sau cô lại gửi đi một bức ảnh mới, vẫn không có ai kiểm tra và nhận. Nếu trong điện thoại không có hình chụp chung của hai người thì chắc cô đã tưởng là mình nằm mơ thật. Diễn sống cũng không được vui vẻ gì, có thể tưởng tượng ra tình hình gia tộc của cô bé cực kỳ phức tạp. Nhưng gì cô có thể làm chỉ là tìm cho cô bé những thứ mới mẻ và độc đáo. Cô chỉ cần làm theo tiếng lòng mình thôi là được rồi, còn việc Diên có nhận lấy nó hay không là chuyện của cô bé. Chẳng mấy chốc đã tới đêm từ thiện, cô cũng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Nghe nói đêm từ thiện được tài trợ bởi một gia tộc lớn ở Anh, gia tộc đó cực kỳ mạnh mẽ và thậm chí có thể chống lại cả hoàng gia Anh. Các quốc gia đều có những có gia tộc lớn mạnh và người làm việc cho mình, gia tộc đó nằm ở ngay tại London. Sau khi đêm từ thiện kết thúc, buổi tiệc cô phải tham gia được tổ chức bởi gia tộc này. Đêm từ thiện được trao giải chính thức vào lúc 10 giờ nhưng những người khách được mời tới đều lục tục có mặt từ khoảng 7 giờ và đi thảm đỏ.
Đi thảm đỏ luôn là chiến trường tốt nhất để các ngôi sao tranh nhau đua sắc. Hứa Minh Tâm ngồi trên chiếc xe run cầm cập. Dù đang mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt giá của London. Trời lạnh là thế nhưng mấy ngôi sao nữ ngoài kia lại mặc mỏng manh như thể họ không cảm nhận được. Cô còn nhìn thấy một bộ quần áo trong suốt. Mẹ ơi, đúng là bất chấp hết tất cả mọi thứ. Cô nhìn sang Thẩm Thanh bên cạnh, bà cũng đang cố nhịn. Hai người ngồi rất gần nhau nên cô có thể nhìn thấy bờ vai lộ ra ngoài của bà đang nổi gai ốc. Mẹ nuôi, mẹ có lạnh không? Dù có lạnh cách mấy cũng phải cố nhịn. Mẹ không sợ lạnh đến mức bị bệnh luôn hả? Còn nhỏ xíu thế này mà sao con đã có tư tưởng của mấy cụ già 80 thế nhỉ? Thẩm Thanh nhìn cô và không thể tin được. Con muốn sống thêm vài năm. Mẹ là Thẩm Thanh nổi tiếng lẫy lừng như thế, sợ lạnh thì không tham gia tiệc nữa ư. Con nhìn mấy người lộ lưng đẹp, lộ đùi, lộ rốn kia có than lấy một câu nào không? Hôm nay mẹ nuôi mặc chiếc váy dài thế này là đã nhiều vải lắm rồi. Nếu Ngôn Dương không dặn dò mãi thì chắc mẹ nuôi còn mặc ít hơn đấy. Dáng người mẹ đẹp hơn mấy cô đó nhiều. Mẹ nuôi, tuy là con cực kỳ kính nể mẹ nhưng mà con sợ mẹ bị lạnh đến nỗi bị thấp khớp mất. Mẹ mặc quần giữ ấm đi, màu da, mẹ mặc váy dài không ai nhận ra đâu. Con cũng mặc hai cái vào rồi, mẹ để lộ vai, con thì không nên mẹ đưa áo choàng cho con đi, con sợ mình sẽ bị đông cứng ở đêm từ thiện này mất. Thẩm Thanh nhìn chiếc quần giữ ẩm với vẻ mặt bối rối. Cô biết sẽ có ngôi sao làm như vậy nhưng đêm từ thiện này là buổi trao giải cực kỳ lớn, cả thế giới đều dõi mắt xem, mặc cái này. Mẹ nuôi, thấp khớp, Thẩm Thanh nghe thế thì lập tức cắn răng, cởi giày cao gót, không hề do dự mặc chiếc quần giữ ấm vào. Sau đó Thẩm Thanh xuống xe, bọn họ phải đi tới bên kia để vào trong, đó là lối vào chỉ dành cho người có phận sự. Cô nhìn thấy khoảnh khắc Thẩm Thanh bước xuống xe thì bầu không khí xung quanh bỗng chốc sôi sục lên. Lăn lộn trong giới giải trí hơn 20 năm, gặt hái được cả danh tiếng và lợi ích, người đẹp lạnh lùng tài đức vẹn toàn đúng là khác hẳn. Cứ như đóa hoa sen gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, khác hẳn với mấy cô gái mặc quần áo mỏng thật mỏng để thu hút ánh mắt của mọi người, có thể nói là ở một cấp bậc cao hơn hẳn. Bà xuất hiện đại diện cho vẻ đẹp thu hút và thuần khiết của người con gái Á Đông. Ống kính của đám phóng viên liên tục lia về phía này, Thẩm Thanh mỉm cười vẫy tay. Chậm rãi bước lên thảm đỏ. Mọi người đều dõi mắt về phía đó. Trời à, đó là cảm giác của một siêu sao quốc tế ư. Đúng là cực kỳ đặc biệt. Hứa Minh Tâm cũng bất giác cảm thấy kiêu ngạo hẳn. Đó chính mẹ nuôi của cô đấy. Bọn họ không hề hay biết có người đang trà trộn trong đám phóng viên. Lặng lặng đứng nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ đang diễn ra với ánh mắt lạnh lẽo âm u như loài rắn độc. Cứ dán chặt vào người Thẩm Thanh. Cả đường đi vào bà cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Có một ánh mắt như kim nhọn đâm vào lưng khiến bà cực kỳ khó chịu. Miệng bà vẫn cong cong nụ cười mỉm, cố để giữ vẻ bình tĩnh bước vào trong. Ban tổ chức sắp xếp người dẫn bà đến chỗ ngồi và bảo bà hãy ngồi đây nghỉ ngơi. Mỗi một ngôi sao đều có một căn phòng hóa trang của riêng mình, nó nằm ngay phía sau. Thẩm Thanh bước vào phòng trang điểm để giảm phấn, Hứa Minh Tâm cũng lôi túi lớn túi nhỏ ra để lát nữa Thẩm Thanh còn phải thay quần áo. Khi đang giảm lại phấn thì điện thoại di động vang lên, Thẩm Thanh nhìn dãy số xa lạ đó và hơi do dự. Cuối cùng vẫn không nhịn được nhấc máy. Thế nhưng, sau khi bà nhấc máy thì đầu dây bên kia chẳng có một âm thanh nào cả. Bà ấy hơi bực bội, chẳng lẽ người nào đó đang chơi trò đùa dai đây ư? Chị Thanh, đã giảm phấn xong rồi. Ừ, mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn tập lại một chút. Được, chúng tôi ở bên ngoài chờ chị. Những người còn lại trong phòng đều đi hết, chỉ có mỗi một mình Thẩm Thanh trong phòng. Thẩm Thanh đang đọc lời thoại thì điện thoại lại reo lên một lần nữa. Tiếng chuông vang dội quanh quần trong căn phòng khá là rộng rãi nghe có vẻ quái dị. Tim bà nhanh chóng đập thật nhanh, căng thẳng hơn rất nhiều. Vẫn là dãy số xa lạ đó. Bà run run cầm lấy điện thoại, lẽ ra bà nên tắt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia vẫn không có một âm thanh gì nhưng bấy giờ bà ấy đã tỉnh táo lại và cẩn thận nghe ngóng, phát hiện đầu dây bên kia có người, bà ấy có thể nghe thấy tiếng hít thở của người nọ. Rốt cuộc mấy người là ai? Tôi biết bên đó đang nghe máy, ai đã bảo các người bày ra trò đùa cợt này với tôi? Các người có biết tôi là ai hay không hả? Cô là Thẩm Thanh, là siêu sao quốc tế tiếng tăm lừng lẫy, là vợ của chủ tịch tập đoàn Phát Đạt, có tiếng là đệ nhất phu nhân. Thẩm Thanh.
mấy năm nay cô đã gặt gái được cả danh tiếng lẫn lợi ích, liệu cô có từng nghĩ đến tôi bao giờ không? Đầu dây bên kia là giọng nói rè rè kỳ quái, nghe như âm thanh vang đến từ địa ngục. Thẩm Thanh nghe thế thì cơ thể lập tức trở nên cứng đờ, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh. Là người đó. Không thể nào có chuyện này được, người đó đã chết rồi cơ mà. AI Thẩm Thanh hét lên thất thanh, nhanh chóng ném điện thoại đi. Điện thoại rơi xuống đất và vỡ tan tành. Người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng lập tức vọt vào trong. Chị Thanh, có chuyện gì thế? Quản lý cực kỳ lo lắng nhìn bà. Không, không có chuyện gì cả, có lẽ là do tôi quá căng thẳng thôi, bất cần ném điện thoại rơi xuống đất rồi tự mình dọa mình. Thẩm Thanh cố gắng che giấu. Thế nhưng quản lý biết mấy năm này bà ấy luôn bình tĩnh trong tất cả mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ, đây cũng không phải là lần đầu tiên bà ấy tham gia đêm từ thiện này, tại sao lần này lại có biểu hiện kỳ quái như thế? Quản lý bảo mọi người ra ngoài rồi hỏi, Thanh, tôi với cô làm việc với nhau hơn 20 năm, nhìn cô từng bước đi đến ngày hôm nay, lẽ ra cô không nên giấu giếm với tôi bất kỳ điều gì chứ? Khi không có ai thì quản lý Công Tuyền luôn gọi bà ấy là Thanh. Anh ta đã trở lại rồi. Thẩm Thanh run lẩy bẩy nói. Từ khi Thẩm Thanh vừa mới bước vào nghề thì Công Tuyền đã trở thành quản lý đi theo bà ấy. Tuy hai người chỉ là quan hệ hợp tác nhưng bao nhiêu năm hoạt động làm việc cùng nhau thì đã trở thành chị em với nhau, tuy hai mà một. Công Tuyền biết rất nhiều thứ về Thẩm Thanh, bao gồm cả đoạn quá khứ nghĩ tới lại thấy sợ đó. Không thể nào, người đó đã chết rồi cơ mà, chúng ta đều tận mắt thấy. Nhưng mà chính xác là người đó vừa mới gọi điện thoại cho tôi nhận ra được giọng của người đó. Đó là giọng nói âm trầm quỷ dị, người đó quay lại để báo thù. Người đó, liệu người đó có làm gì gây hại đến Ngôn Dương không? Thanh, cô đừng tự hù dọa bản thân mình nữa, đêm từ thiện sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi phóng viên báo chí đều nhìn chằm chằm vào cô không thể cho người ta thấy vẻ bối rối hoảng loạn của mình. Cô là một diễn viên. Cô biết cách diễn để giấu đi tâm trạng thật sự của bản thân mà. Bây giờ cô không thể qua loa được, nhìn vào mắt tôi này, người đó đã chết rồi. Dù rằng oan hồn của người đó đến tìm cô thì cũng không cần phải sợ. Con người có quyền quyết định, và lại người đó tự làm tự chịu, chẳng hề liên quan gì tới cô cả. Nhưng mà, Thẩm Thanh muốn nói gì nữa nhưng Công Tuyền đã lạnh giọng ngắt ngang. Đây là lúc bà Thanh, hãy nghĩ tới Ngôn Dương và Ngôn Hải, cô sợ cái gì thế? Tôi, vẻ mặt Thẩm Thanh thoáng chua xót, sau đó bà ấy khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu. Chuyện năm đó đã là quá khứ rồi, không cần biết người đó đã chết hay chưa, bây giờ ai là kẻ giả thần giả quỷ thì bà ấy cũng không thể sợ hãi. Bà gật đầu thật mạnh, tôi biết rồi, giảm phấn lại cho tôi rồi chúng ta ra ngoài, còn phải nhận vài phỏng vấn nữa mà. Tôi muốn giới thiệu Hứa Minh Tâm với tất cả mọi người. Đừng để mình mệt mỏi quá, làm việc xong chúng ta sẽ về ngay. Cảm ơn cô nhé Công Tuyền, cô luôn ở bên cạnh và chưa bao giờ vứt bỏ tôi. Thanh ngốc, không phải là tôi luôn ở bên cạnh cô mà là Ngôn Dương luôn ở bên cạnh trông chừng cho cô. Tôi bảo vệ cô nhưng tất cả những điều chỉ là một hạt cát nhỏ bé, người nên được cảm ơn là Ngôn Dương mới đúng, anh ta đối xử tốt với cô, người làm chị em thân thiết như tôi đứng bên cạnh nhìn thấy hết tất cả. Khi yêu một người nào đó thì ánh phần trăm 3D mắt sẽ không bao giờ biết nói dối. Trong đầu Thẩm Thanh lại xuất hiện dáng vẻ của Ngôn Dương, bà ấy chợt than thở, thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua rồi. Bọn họ cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tôi biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Công Tuyền nhanh chóng giảm phấn trang điểm lại cho bà ấy, buổi tiệc tối đã sắp bắt đầu. Nó được tổ chức ở hội trường lớn nhất London, bên trong rực rỡ đủ loại sắc màu. Đây là lần đầu tiên Hứa Minh Tâm được tới, cô trông thấy rất nhiều siêu sao quốc tế. Có kha khá người trong đó là thần tượng của cô. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, sau đó mà màn trao giải. Tất cả những giải thưởng lớn đều được xếp ở phần cuối cùng. Năm nay Thẩm Thanh nhận được 3 đề cử, giành được 2 giải thưởng. Thẩm Thanh thay một bộ lễ phục khác, màu đen tao nhã như loài thiên nga đen. Khi đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ khi nhận thưởng, bà nhắc tới Ngôn Dương, cảm ơn ông ấy đã bao dung cho tính tình của mình suốt bao nhiêu năm dài. Cũng đã làm mít lòng khá nhiều người trong giới vì bà ấy. Ngôn Dương nổi tiếng là người cưng chiều yêu thương vợ, tất cả mọi người đều biết chuyện đó, ai cũng hâm mộ Thẩm Thanh khi có thể gả cho người mình yêu, gả cho một người chồng tốt như thế và sinh được một đứa con trai thật xuất sắc.
Ngôn Dương đang ở Đà Nẵng luôn ngồi trước máy tính để chờ phát trực tiếp. Nhìn thấy Thẩm Thanh dưới ánh đèn sân khấu, trên mặt là một lớp trang điểm sáng bóng xinh đẹp, tay đang cầm micro, chân thành nói ra những lời giấu giếm và tích tụ lại trong suốt bao năm nay. Hai mắt Ngôn Dương hơi đỏ lên, cuối cùng kiềm lòng không đậu che mặt khóc. Một người đàn ông không bao giờ dễ dàng rơi nước mắt, trừ khi mọi thứ vượt quá giới hạn. Không biết Ngôn Dương đang cảm động hay là chua xót. Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì ông ấy có thể làm tốt hơn nữa, ông ấy thật sự có lỗi với Thẩm Thanh. Thẩm Thanh không đọc những lời thoại của ban tổ chức đưa, đó là những lời từ sâu trong lòng bà ấy. Dưới sân khấu dậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Minh Tâm cũng vỗ tay thật to, có thể nói ra tình yêu thương của mình với chồng trước mặt tất cả mọi người trên toàn thế giới là một chuyện cần đến sự dũng cảm. Có lẽ cho cô 10 lá gan cô cũng không dám nói cho người ngoài biết mình và Cố Gia Huy là một đôi, cô sợ bị người ta đánh chết. Sau đó thì các phóng viên bắt đầu nhào tới để phỏng vấn, Thẩm Thanh cực kỳ trịnh giọng giới thiệu Hứa Minh Tâm. Ống kính nhanh chóng nhấc lên và vang lên tiếng tách tách. Hứa Minh Tâm hơi căng thẳng, nửa ngày trời vẫn không nói nổi một chữ nào, Thẩm Thanh luôn là người lên tiếng. Con gái nuôi của cô thật là xinh đẹp. Cho hỏi cô có ý định vào giới giải trí không? Tôi cảm thấy cô sẽ phát triển rất tốt. Cô Thẩm Thanh có mắt nhìn người thật đấy, con gái nuôi cô chọn có nét giống với cô năm đó. Những lời khen ngợi liên tiếp ập tới, Hứa Minh Tâm chỉ cười rồi thôi vì cô biết mình không thể tin tưởng những lời bọn họ đang nói. Tất nhiên, cũng không thể không tin được, khen cô xinh đẹp thì chắc là sự thật, suy cho cùng thì mặt mũi cô cũng không đến nổi nào là xấu xí. Buổi tiệc tối kéo dài đến tận tối muộn. Sau đó có xe riêng tới đón bọn họ đến tham gia tiệc của ban tổ chức. Địa điểm là một hội quán âm nhạc nổi tiếng, đó từng là nơi ở của một nhạc sĩ nổi tiếng, sau đó nó được xung vào của công và biến thành một hội quán cao cấp. Bên trong không có nhiều người, khá là chắt lọc khách vì những người đến đây đều là những ông trùm tai to mặt lớn có uy tín và danh dự. Hứa Minh Tâm có cảm giác mình đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô cầm giấy bút và chạy lăng xăng đi xin chữ ký. Cô cảm thấy với số chữ ký này thì cô có thể làm giàu một phen. Xin chào, cho hỏi anh có thể ký tên cho em được không? Hứa Minh Tâm đi tới chỗ một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, người đó quay lưng về phía cô và đang uống rượu một mình. Hứa Minh Tâm nói rất nhỏ nhẹ và dè dặt, suy cho cùng thì đây đều là những nhân vật đáng gờm.